Điều then chốt là trong kế hoạch của Phó Tiên Phong ẩn chứa một bí mật lớn chỉ có hắn và Phó Tiên Phong mới biết được, Phó Tiên Phong sẽ không nói ra, hắn cũng sẽ không nói. Vì vậy không ai biết sự nhúng nhường ngoài mặt của Phó Tiên Phong thật ra còn là vì một gặt hái lớn hơn, nhưng người ngoài nhìn vào thì Phó Tiên Phong đã có một bước nhượng bộ lớn, nếu Hạ Tưởng muốn ngăn cản thì sẽ bị người khác xem là người khi không gây chuyện. Cho Lý Hạm vào thì đã làm sao? Hạ Tưởng đem bản lý lịch của Lý Hạm khóa lại, trong lòng có so sánh. So với thời Đại Bạch Chiến Mặc thì hắn mới là chủ tịch quận, bây giờ hắn là bí thư, Lý Hạm là chủ tịch quận, hơn nữa ở quận Hạ Mã hắn vào trước thì sẽ là chủ, Lý Hạm là người đến sau chẳng lẽ lại có thể lấn át người đi trước. Hạ Tưởng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì bất ngờ nhận được điện thoại của Lý Thấm. Lãnh đạo, chủ tịch Tiếu nói công ty đột nhiên nảy sinh vấn đề tài chính, dòng vốn thiếu thốn có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác bất động sản ở quận Hạ Mã. Hạ Tưởng liền sửng sốt, sao lại nảy sinh vấn đề tài chính? Công ty của Tiếu Giai từ trước đến giờ không cần bỏ ra nguồn vốn đầu tư lớn, là một loại hình kinh doanh thu được tiền mặt ổn định nhất, mắc xích tài chính sao lại bị đứt đoạn? Hạ Tưởng vẫn chưa được hỏi kỹ thì Lý Thấm lại nói. Chủ tịch Tiếu mời ngài tốt nhất là đến Bắc Kinh một chuyến để bàn bạc tìm hướng giải quyết vấn đề trước mắt. Quả thật là trong cuộc chiến với Nguyên Minh Lượng sắp tới nhất thiết phải cần đến hơn 1 tỷ vốn đầu tư của Tiếu Giai, bây giờ đang trong giai đoạn quan trọng lại nảy sinh vấn đề nên Hạ Tưởng cũng có hơi căng thẳng. Mọi việc đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ gió đông, nếu thật sự thiếu đi gió đông thì đúng là một việc khiến cho người ta phải đau đầu. Quái lạ, Tiếu Giai xảy ra vấn đề tại sao lại không chủ động gọi điện cho hắn mà lại để cho Lý Thấm nói lại. Hạ Tưởng vừa ngắt máy với Lý Thấm liền lập tức gọi cho Tiếu Giai. Nghe giọng nói của Tiếu Giai có hơi hoang mang. Em không dám gọi điện cho anh, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh nên đã cho Lý Thấm nói lại. Một khách hàng rất đáng tín nhiệm của em cần một số vốn để xoay sở, em đã tin và đã chuyển khoản cho cô ta, kết quả là cô ta đã biến mất, có liên lạc thế nào cũng không được. Gian lận thương mại sao? Hạ Tưởng ngây người ra một lúc, Tiếu Giai luôn rất cẩn thận sao lại dễ dàng tin người như vậy? Tuy trong lòng hắn cũng có chút giận Tiếu Giai nhẹ dạ cả tin, nhưng bây giờ không phải lúc trách móc cô ấy nên đã nói. Đừng nóng vội, hãy tìm cách liên hệ trước đã. Anh lập tức đến Bắc Kinh gặp em đừng lo và cũng đừng hoảng loạn, tiền hẳn là có thể lấy lại được. An ủi Tiếu Giai vài câu Hạ Tưởng buông điện thoại xuống, suy nghĩ một hồi, hôm nay là thứ năm, ngày mai còn phải đi làm. Không lo được nhiều như vậy, tổn thất của Tiếu Giai không phải con số nhỏ. Giúp cô ấy giải quyết hậu quả trước mới quan trọng. Hạ Tưởng dặn dò Triều Vĩ Cương vài câu rồi gọi Phó Hiểu Bân vào bố trí công việc, sau đó gọi điện về nhà báo cho cô bé Lê biết hắn có việc gấp phải đến Bắc Kinh một chuyến. Cô bé Lê chỉ dặn dò hắn buổi tối lái xe phải cẩn thận, những việc khác cũng không hỏi đến. Hạ Tưởng thích điểm này nhất ở cô bé Lê, những việc không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi, trước giờ không nói nhiều đến những lời không nên nói. Lần nào cũng đều cho người khác một sự quan tâm đúng mực. Hạ Tưởng cũng không kịp màn đến ăn cơm, vội vàng lái xe đi, lao nhanh suốt quãng đường đi, không cần đến 2 giờ đồng hồ thì đến chỗ ở của Tiếu Giai. Gọi mở cửa, Tiếu Giai đang mặc tạp dề nấu cơm, trên bàn đã bày sẵn những món ăn ngon miệng, mùi hương thơm phức. Hạ Tưởng tuy đã đói bụng nhưng vẫn không muốn ăn, vội vàng đưa tay kéo Tiếu Giai ôm vào lòng. Sốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Em vẫn luôn rất cẩn thận mà sao lại bị người khác lừa. Trên mặt của Tiếu Giai chẳng có chút đau buồn, mất mát, ngược lại thì có chút áy náy và bất an. Gương mặt kiều diễm như hoa, hồng hào hấp dẫn của cô ấy, mùi hương cơ thể lôi cuốn, cái cổ cũng trắng như ngọc, mái tóc đen láy óng mượt mê người, chỉ buộc hờ có vẻ vừa thư nhàn lại tùy tâm. Tiếu Giai rúc đầu vào ngực Hạ Tưởng, hai tay vòng qua eo Hạ Tưởng siết chặt như muốn ép chặt người của cô ấy vào người Hạ Tưởng. Nhìn từ phía sau lưng cô ấy nhìn xuống, eo nhỏ vừa thu lại thì phần mông đầy đặn ưỡn ra, đường cong tuyệt đẹp đến kinh ngạc đạt một độ cao hoàn hảo, nhìn xuống một chút là đôi chân thon thả. Trong tất cả những người phụ nữ của Hạ Tưởng, Tiếu Giai là bến đỗ mà hắn cảm thấy được thả lỏng, thoải mái nhất. Hạ Tưởng cảm nhận được sự nóng bỏng và nhiệt độ cơ thể của Tiếu Giai, trong lòng lấy làm lạ hôm nay Tiếu Giai lại hấp dẫn lạ thường. Tuy rằng nói là trong mấy người phụ nữ thì thời gian hắn và Tiếu Giai ở cùng với nhau là ngắn nhất, đáng lý ra hắn đối với Tiếu Giai sẽ không thể chờ đợi thêm được. Nhưng hoàn toàn ngược lại, thực tế Liên Nhược Hạm là người khiêu khích dục vọng của hắn nhiều nhất, sau đó là cô bé Lê, cuối cùng mới là Tiếu Giai,
có lẽ vì hắn ở trước mặt Tiếu Giai luôn có một cảm giác an tâm, thoải mái chỉ cần thả lỏng và nghỉ ngơi, tình dục thì lại phai nhạt. Nhưng hôm nay khi hắn ôm Tiếu Giai thì có một thứ dục vọng chạy trong người không thể ức chế được, khiến hắn rất buồn bực, đột nhiên sao lại khát vọng Tiếu Giai đến vậy. Tiếu Giai cảm nhận được sự thay đổi của Hạ Tưởng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Quần áo của anh đã chuẩn bị sẵn rồi, nước tắm cũng đã nấu sẵn, em ở trên giường chờ anh. Rõ ràng vội vàng chạy đến đây là để làm việc chính, sao vừa gặp mặt thì dục vọng lại dâng cao. Hạ Tưởng thấy đôi gò má Tiếu Giai ửng hồng, đôi mắt mù sương, phần cổ đỏ ửng, đôi môi khẽ hở thì biết dục vọng của cô ấy đang cháy bừng. Phụ nữ cũng rất cần đàn ông an ủi, Hạ Tưởng đem mọi phiền muộn vứt sang một bên, vào nhà vệ sinh tắm qua loa vài cái, bước ra khỏi cửa thì thấy Tiếu Giai đang nằm trên giường với vẻ mặt xinh tươi, quyến rũ phong tình. Hạ Tưởng đột nhiên có ảo giác như là lần gặp đầu tiên trong đời. Trong lòng lại có cảm giác rung động và thích thú như lúc mới quen biết Tiếu Giai, lại xúc động, thích thú như đã xa cách từ lâu nay được tương phùng. Hắn nhẹ nhàng cúi người đến bên Tiếu Giai, nhìn nụ cười tươi tắn của cô gái có thân hình kiều diễm như hoa, trong chốc lát như trở về với ngày mùa hè mưa tầm tã hôm đó, như nhớ lại cái đêm mùa hè ý loạn tình mê Tiếu Giai bị Văn Dương ức hiếp. Chuyện xưa cứ hiện rõ mồn một như vừa xảy ra hôm qua. Hạ Tưởng và Tiếu Giai hòa làm một, đạt đến bờ bến hoan ca. Thời điểm phun trào cuối cùng Tiếu Giai nằm đè lên người Hạ Tưởng, khiến hắn không thể cử động, cứ vậy ôm hắn cả 10 phút rồi mới buông tay ra. Vẻ mặt cô ấy uể oải, bờ vai lệch, thân hình nằm vắt ngang nhìn Hạ Tưởng với vẻ nhu mì. Giờ khắc này là vĩnh hằng. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng xoa xoa bụng. Việc anh hứa với em không được nuốt lời. Hy vọng có được sinh linh nhỏ ở trong người của em, để đem đến may mắn cho em. Hạ Tưởng một tay chống đầu nằm nghiêng người bên cạnh Tiếu Giai. Hôm nay em lừa anh đến chính là vì lần ham vui này sao? Là vì hôm nay là thời kỳ nguy hiểm của em sao? Tiếu Giai ngạc nhiên há hốc miệng. Hả, từ khi nào anh biết là em gạt anh vậy? Cô ấy rúc đầu dưới gối không dám nhìn Hạ Tưởng. Em muốn có một đứa con, chỉ là muốn thôi. Anh muốn giận, muốn mắng, muốn đánh gì em cũng chịu, dù gì em đã đạt được mục đích rồi. Hạ Tưởng giơ tay đánh nhẹ vào mông của Tiếu Giai một cái. Đánh em là nhẹ rồi, anh phải trừng trị em một trận mới được. Hạ Tưởng vừa bước vào cửa, nhìn thấy trên bàn bày đầy thức ăn và ánh mắt dục vọng cháy bừng của Tiếu Giai thì đã bước đầu kết luận được việc Tiếu Giai nói mắc xích tài chính bị đứt đoạn là giả. Chờ đến khi hắn ôm lấy Tiếu Giai thì đột nhiên lại có sự rung động không thể kiềm chế được, thì đã khiến cho hắn hiểu rõ một điều, sự rung động của hắn là vì dục vọng của Tiếu Giai dâng trào, mùi hương phát ra từ người cô ấy, sự thay đổi trên người cô ấy có tác dụng như chất xúc tác vào hắn vốn đã rất quen thuộc với cơ thể của cô ấy. Nếu Tiếu Giai thật sự bị người khác lừa mất mấy trăm triệu thì cô ấy không có lòng dạ đâu để nấu cơm, càng không có tâm trí để rung động. Sự khác thường của cô ấy chỉ có thể nói rõ một điều là Tiếu Giai đang gạt hắn. Và việc Tiếu Giai không cho hắn rời khỏi người cô ấy cả buổi thì Hạ Tưởng đã chắc chắn phán đoán của hắn, Tiếu Giai muốn mang thai, muốn có một đứa con. Trong lòng Hạ Tưởng có đủ loại cảm giác lẫn lộn. Tuổi thanh xuân của người phụ nữ có hạn nhưng Tiếu Giai lại một mực đi theo hắn mà hắn lại không thể thường xuyên ở bên cạnh, cho cô ấy một đứa con đã là một sự an ủi lớn nhất đối với cô ấy, huống chi là trước đây hắn đã hứa với cô ấy. Hạ Tưởng không trách Tiếu Giai đã lừa hắn đến đây, hắn chỉ là có chút áy náy, gần đây quá bận rộn nhiều việc vụn vặt nên có hơi xa lánh Tiếu Giai một chút, và cũng suýt chút quên mất lời hứa đối với cô ấy. Hôm nay tuy là cô ấy đã lừa hắn cũng là sự bất đắc dĩ phát ra từ trong nội tâm của một người phụ nữ, là phụ nữ thì sử dụng một chút mánh khóe đối với người đàn ông cô ấy yêu thương sâu sắc thì hoàn toàn có thể tha thứ. Tuy nhiên về tâm lý thì có thể tha thứ, nhưng sự trừng phạt trên cơ thể thì không thể tha, Hạ Tưởng lại xoay người lên ngựa, đưa tay sờ soạn, cười khoái trá. Để anh trừng phạt em mới được. Tiếu Giai hoảng hốt la lên. Anh còn muốn nữa hả? Lợi hại quá. Em sợ anh luôn. Cả phòng như gặp tràn sắc xuân kiều diễm, một đêm triền miên nói không hết nhu tình mật ý. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng dậy từ rất sớm, Tiếu Giai thì không dậy nổi phải ngủ thêm một lát, bộ dạng uể oải khiến người khác phải thương xót. Hạ Tưởng không có thời gian ngủ nướng trên giường, quả nhiên vừa hơn 8 giờ thì có điện thoại gọi đến xin công việc, báo cáo tình hình v.v. Mọi việc cứ ập vào mặt. Bởi vì Hạ Tưởng bây giờ vừa kiêm chức bí thư và chủ tịch quận,
là hạt nhân chủ chốt của quận Hạ Mã nên mọi việc đều phải qua tay hắn. Chương 650, động tác nhỏ phương hướng lớn. Sau khi Hạ Tưởng nhận vài cuộc điện thoại, Tiếu Giai đã thức dậy mặc xong quần áo và nói với Hạ Tưởng. Nếu anh bận thì hãy mau về đi. Hạ Tưởng có chút không đành lòng, muốn nói gì đó nhưng Tiếu Giai đã bịt miệng hắn lại. Không cần phải nói, em đã quen sống một mình rồi, có nhiều lúc nghĩ lại thật ra như vậy cũng tốt, tình yêu hai bên về lâu dài, thì cũng chỉ còn một sớm một chiều. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng khước nhân gian vô sổ, chỉ cần có tình cảm sâu nặng thì gặp mặt một lần cũng đủ. Hạ Tưởng cười ha hả, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiếu Giai thản nhiên tươi cười nói. Nghĩ một đằng nói một nẻo cũng được, lời nói từ đáy lòng cũng được, cảm nhận của em tự em biết, thật sự không cần anh phải để ý. Cô ấy như nhớ ra điều gì đó, xoay người lấy quyển sổ tay. Tình hình tài chính của công ty đều ghi chép ở trong này, anh muốn dùng bao nhiêu thì tùy anh chi phối. Em cũng đã nói với Lý Thấm rồi để cô ấy nhận lệnh sai khiến của anh, em biết việc anh làm là một việc có lợi cho dân cho nước là được rồi. Em không thể ở cạnh để giúp anh việc gì, chỉ có số tiền này thôi. Hạ Tưởng cầm quyền sổ tay trong tay cảm thấy được tình yêu dạt dào của Tiếu Giai liền ôm cô ấy vào lòng. Hãy sinh cho anh một đứa con có thể mang họ Tiếu nhưng tên thì nhất định phải do anh đặt. Tiếu Giai vui vẻ nở nụ cười. Hạ Tưởng trở về quận Hạ Mã, vẫn chưa được ngồi yên thì đã bị vô số việc quấn lấy, bận đến chưa kịp uống một ngụm nước. Công việc trong quận ủy đều tìm hắn phê duyệt. Công việc của nhà nước tuy tạm thời do Trần Thiên Vũ chủ trì những công việc hàng ngày nhưng có rất nhiều việc Trần Thiên Vũ không dám tự quyết định, cũng phải cho Hạ Tưởng xem qua mới được. Hạ Tưởng mới biết cảm giác một vai gánh cả hai chức bí thư và chủ tịch quận không phải là được nắm quyền lớn nhất, cũng không phải mình ta độc tôn mà là mệt đến không thở nổi. May là thành ủy đã nhanh chóng tăng tốc, hai ngày sau, hội nghị thường vụ nhất trí thông qua nghị quyết bổ nhiệm Lý Hàm làm ủy viên quận ủy quận Hạ Mã và phó bí thư. Được đề cử làm ứng viên chức chủ tịch quận. Cuộc họp đại hội đại biểu nhân dân quận Hạ Mã đã được mong đợi từ lâu cuối cùng cũng long trọng mở ra vào ngày 25 tháng 12. Cuộc họp đại biểu nhân dân được mở ra sóng yên biển lặng, lúc mới bắt đầu không có gì khác thường, đến lúc bầu cử cuối cùng thì xuất hiện một chút nhầm lẫn, suýt chút khiến tất cả mọi người phải một phen hú vía toát cả mồ hôi lạnh. Khi bầu Hạ Tưởng làm chủ tịch hội đồng nhân dân thì tiếng kiểm phiếu vừa dứt thì Hạ Tưởng cũng đã trúng cử với số phiếu rất cao, cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp theo sau là bầu Lý Hàm vào chức chủ tịch quận, khi số phiếu phản đối vượt quá 1/3 thì tất cả mọi người đều nín thở tim như sắp nhảy ra ngoài, ngay cả Hạ Tưởng cũng rất bất ngờ, nếu chẳng may Lý Hàm không ứng tuyển thì không chỉ đánh vào mặt Lý Hàm và Diệp Thạch Sinh mà hắn còn phải chịu trách nhiệm chính trị nhất định. Cuối cùng Lý Hàm trúng cử với số phiếu ít ỏi, tuy rằng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng lại khiến Hạ Tưởng buồn bực trong lòng. Đang yên đang lành sao số phiếu của Lý Hàm lại thấp như vậy. Sau đó suy nghĩ lại thì hiểu rõ điểm mấu chốt nằm ở đâu nên đã không khỏi cười chán nản. Chắc chắn là do lần trước Phó Tiên Phong âm thầm sắp đặt thủ đoạn ngăn cản việc hắn trúng cử chức chủ tịch quận nên đã để lại di chứng, mới khiến cho những đại biểu có mặt ở đây đặc biệt khó khăn đối với Lý Hàm. Mà thật ra Lý Hàm ngoài việc có đủ kinh nghiệm thì lại thiếu thành tích, lý lịch cũng quá bình thường có thể đã khiến cho rất nhiều đại biểu có ấn tượng không mấy tốt đối với y. Thật là suýt chút nữa Phó Tiên Phong đã tự mang tảng đá đập vào chân mình, nếu Lý Hàm không trúng cử thì lại là một sự kiện chính trị không nhỏ. Diệp Thạch Sinh bị mất mặt thì thật không biết sẽ có kết cục như thế nào. Cuộc họp đại biểu nhân dân kết thúc, Lý Hàm nhanh chóng chính thức nhậm chức. Do Phó trưởng Ban Thường trực tổ chức thành ủy Vương Trạch Vinh cùng đến quận Hạ Mã để nhậm chức. Sau khi đi qua hết các khâu cần đến thì Lý Hàm đã danh chính ngôn thuận trở thành nhân vật số 2 của quận Hạ Mã. Sau khi Bạch Chiến Mặc đi rồi Hạ Tưởng vẫn làm việc trong phòng làm việc của hắn, bây giờ Lý Hàm nhậm chức nên phải nhường lại phòng làm việc chủ tịch quận cho Lý Hàm, hắn dọn lên phòng làm việc của Bạch Chiến Mặc ở trên lầu để làm việc. Khi giao lại phòng, Hạ Tưởng đã cho Triều Vĩ Cương và Kim Hồng Tâm giúp hắn thu dọn đồ đạc, Lý Hàm đứng một bên chắp tay sau lưng cười một cách rất giữ kẽ, y đã để ý cây thu hải đường mà Hạ Tưởng trồng nên đã mở lời xin. Bí thư Hạ, tuy nói rằng quân tử không đoạt cái đẹp của người khác nhưng cây thu hải đường này tôi vừa nhìn là thấy thích ngay, cậu có thể tặng nó cho tôi được không? Ở tuổi 42 thì Lý Hàm có hơi mập lên, đã là một hình tượng quan liêu trung niên điển hình, mặt tròn tai to, nhìn thoáng qua thì rất phúc hậu. Cho dù không cười thì cũng khiến người khác có cảm giác vui tươi hớn hở.
Một điểm duy nhất ở Lý Hàm khiến người khác có cảm giác y không quá láu cá và sành đời như đại đa số các quan liêu trung niên khác là y có đầu tóc rậm rạp, không hói cũng không thưa thớt mà có dáng điệu vui vẻ. Hạ Tưởng thấy Lý Hàm không tỏ ra xa lạ mà hỏi xin hắn cây thu hải đường nên liền cười nói. Chủ tịch quản lý muốn lấy thì tôi để lại vậy, dù gì tôi cũng không có kiên nhẫn để trồng hoa nuôi cỏ nên trồng không được tốt cho lắm. Vậy thì cảm ơn anh. Dáng vẻ của Lý Hàm như có được báu vật, cười ha ha đi vòng quanh cây thu hải đường, cầm lấy cây kéo bắt đầu tỉa lá. Có quá nhiều nhánh không những làm hỏng mỹ quan tổng thể mà còn lãng phí chất dinh dưỡng, cắt bỏ một số lá dư thừa thì mới có lợi cho sự sinh trưởng của cây cối. Buông kéo xuống, Lý Hàm thấy Hạ Tưởng đã dọn xong đồ nên đã mời Hạ Tưởng ngồi xuống, y cũng ngồi kế bên Hạ Tưởng, không dám ngồi trên chiếc ghế sofa cao to, với thái độ đúng mực mà xin ý kiến của Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, cơ cấu nội bộ của quận Hạ Mã có hơi cồng kềnh khó lèo lái, có phải là giảm bớt một số cơ cấu thì mới có thể thay đổi hiện trạng người nhiều hơn việc như bây giờ không? Tốt rồi, ngày đầu tiên đi làm là đã mượn việc cắt tỉa cây cỏ để đề cập đến ý kiến giảm bớt cơ cấu nội bộ. Quan mới lên chức luôn có ba ngọn lửa thứ nhất của Lý Hàm đúng là đã đốt sai chỗ rồi. Quận Hạ Mã là một quận mới, bộ máy nội bộ tuy là giống với các quận khác, thậm chí còn vì có sông Hạ Mã nên phải có thêm hai phòng ban. Nhưng nhân viên cũng không nhiều, so với các quận khác một phòng ban có đến mười mấy người thì mỗi phòng ban ở quận Hạ Mã chỉ có 4-5 người, thậm chí chỉ có 2-3 người, đã tận dụng hết mức có thể rồi nếu còn muốn giảm bớt nữa thì càng thiếu người để dùng. Lý Hàm còn muốn giảm bớt người thì chẳng lẽ ngay cả ông cụ trông cửa ông ta cũng không muốn buông tha. Không ngờ câu nói tiếp theo mới khiến Hạ Tưởng hiểu rõ ý nghĩ thật sự của Lý Hàm. Rất nhiều phòng ban trong Ủy ban Nhân dân quận có danh hiệu rất lớn nhưng nhân viên lại rất ít khiến người khác có cảm giác khoe khoang khoác lác. Cũng giống như một công ty tự xưng là một tập đoàn lớn rất có danh tiếng nhưng sau khi kiểm tra xác thực thì mới phát hiện công ty đó trống rỗng chỉ có vài người, khiến người ta có cảm giác là không có thực lực. Ý của tôi là có rất nhiều phòng ban được tách ra thành lập vừa lãng phí phòng làm việc lại có vẻ như không có ai làm việc cả, nên cắt bỏ một số phòng ban. Từ mấy chục phòng ban sáp nhập thành mười mấy phòng ban vừa giảm bớt cơ cấu nội bộ lại để cao hiệu suất làm việc. Lý Hàm tuy là nói với Hạ Tưởng bằng giọng điệu xin ý kiến nhưng vẻ mặt ông ta lại tỏ ra rất chắc chắn và rất tự tin khiến người khác cảm thấy ông ta đã nắm chắc ý định, trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng chẳng qua là chiếu lệ mà thôi, cho dù Hạ Tưởng có đồng ý hay không thì ông ta cũng cắt giảm cơ cấu nội bộ, thắp cháy ngọn lửa đầu tiên của vị quan mới nhậm chức. Hạ Tưởng cũng không để ý đến thái độ của Lý Hàm. Lý Hàm nói đến phòng ban trong nhà nước, thân là chủ tịch quận Lý Hàm có quyền quyết định, cũng không cần phải xin ý kiến của hắn. Bây giờ Lý Hàm xin ý kiến của hắn cũng là vì Lý Hàm biết cách làm việc, biết đối nhân xử thế, cũng là tỏ vẻ tôn trọng đối với một bí thư như hắn. Điều khiến Hạ Tưởng cảm thấy hứng thú là cách làm của Lý Hàm có ý vị sâu xa. Lý Hàm vừa nhậm chức là giảm bớt cơ cấu nội bộ với khẩu hiệu là đề cao hiệu suất làm việc trong nhà nước, tích hợp các nguồn tài nguyên. Từ ngoài nhìn vào thì quả thực là một việc tốt, có thể giúp Lý Hàm giành được thắng lợi cụ thể, tạo nên danh tiếng. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trên danh tiếng là cắt giảm cơ cấu nội bộ thật ra là đổi canh mà không đổi thuốc, sẽ không cắt giảm bớt một ai. Đối với cấp trên Lý Hàm có thắng lợi về thanh danh, đối với cấp dưới thì cũng không có quá nhiều người hận ông ta, chỉ cần giữ được chén cơm thì ai dám gây khó dễ với chủ tịch quận. Điều thứ ba là đem mấy chục phòng ban sáp nhập thành mười mấy phòng ban thì tất nhiên là sẽ giảm bớt rất nhiều chủ nhiệm, trợ lý thì không cần nói, còn những người đứng đầu thì sau khi sáp nhập 2-3 phòng ban lại thành một sẽ cạnh tranh với nhau để trở thành người đứng đầu của phòng ban mới. Đến lúc đó thì xem mỗi người bọn họ tự chứng tỏ bản lĩnh hay là sẽ tiếp cận tặng quà cho chủ tịch quận. Cho dù Hạ Tưởng không muốn ác ý suy đoán Lý Hàm muốn mượn cơ hội này để vơ vét của cải nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ ý đồ của ông ta. Ít nhất là sau khi điều chỉnh các phòng ban ông ta sẽ sắp đặt những người tỏ ra trung thành với ông ta để làm người đứng đầu các phòng ban mới. Hoặc là nói Lý Hàm muốn mượn cơ hội này để một lần nữa sàng lọc những nhân viên cấp trung trong nhà nước để xem ai là người một nhà có thể trọng dụng, ai là người không thể tin tưởng, ông ta nhìn sơ qua là biết ngay. Quả nhiên là quan liêu lâu năm, thủ đoạn làm việc lão luyện mượt mà, sẽ khó đối phó hơn so với Bạch Chiến Mặc. Hay là hay ở chỗ đề xuất của Lý Hàm hợp tình hợp lý, ngay cả thành ủy cũng không thể can thiệp quyết định của ông ta, đương nhiên Hạ Tưởng chỉ có thể tán thành. Ý nghĩ của chủ tịch Lý rất thiết thực, cũng rất có ý nghĩa, đáng để mở rộng ra.
Hắn ngừng lại một lúc rồi thản nhiên nói ra một điều. Nhưng sáp nhập các phòng ban sẽ liên quan đến một loạt điều chỉnh nhân sự, tuy là chỉ điều chỉnh nhân sự trong nội bộ nhà nước nhưng Chủ tịch Lý vừa mới đến vẫn chưa hiểu rõ hết các cán bộ cấp trung trong phòng ban nhà nước, đến lúc đó có thể tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Mộ. Gương mặt tươi cười với vẻ tự tin của Lý Hàm bỗng nhiên cứng đơ, ông ta mới biết rằng Hạ Tưởng tuy trẻ tuổi và nói chuyện nhã nhặn nhưng khi nhìn sự việc thì có ánh mắt và góc độ rất sắc bén, rất chính xác và cũng rất đáng khâm phục. Bởi vì một câu nói của Hạ Tưởng đã chỉ ra ý đồ của ông ta nên đã lập tức khiến y không còn dám xem thường Hạ Tưởng. Lý Hàm tự nhận mình đã trải qua thăng trầm trong chốn quan trường mười mấy năm, ở vị trí chủ tịch huyện và bí thư huyện cũng đã làm được gần 10 năm chắc chắn là có kinh nghiệm và lý lịch tốt hơn Hạ Tưởng, và cũng có thủ đoạn và mưu lược hơn hắn. Không ngờ trong cuộc gặp mặt hôm nay, lần đầu tiên So Chiêu đã bị Hạ Tưởng phát hiện ra ý đồ của ông ta thì ông ta mới biết Hạ Tưởng đẩy Bạch Chiến Mặc đi. Và xác lập quyền uy tuyệt đối ở quận Hạ Mã cũng không phải ngẫu nhiên mà là dựa vào thực lực và năng lực. Lý Hàm biết sau này cùng nhập gánh diễn với Hạ Tưởng nhất định phải đặt đúng vị trí, có thái độ nghiêm chỉnh và lại còn phải tập trung tinh thần cao độ. Sau đó, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy được xác định bổ nhiệm. Sau khi được tỉnh ủy phê chuẩn, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Phương Tiến Giang nhậm chức ủy viên thành ủy thành phố Tần Đường, ủy viên thường vụ. Bí thư và không đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành phố Yến, ủy viên, trưởng ban tổ chức cán bộ nữa. Khâu Tự Phong đảm nhiệm chức ủy viên thành ủy thành phố Yến, ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức cán bộ và không còn đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Bảo, phó thị trưởng thường trực nữa. Sau đó, một loạt các điều chỉnh nhân sự lần lượt ra sân khấu, bí thư thành ủy thành phố Ngưu Đồ Giang Hoa đến Bắc Kinh nhậm chức, bí thư thành ủy thành phố Đan Thành Đan Sĩ Kỳ thì điều ra ngoài tỉnh. Thị trưởng Vương Thiếu Mẫn tiếp nhận chức vụ bí thư. Những chức vụ còn trống sau một loạt điều chỉnh nhân sự thì sau khi được Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng bàn bạc đều thuận lợi xác định được ứng cử viên. Cuối tháng 12, chính quyền ba cấp quận, tỉnh và thành phố đều mở ra cuộc họp hội nghị kinh tế. Hội nghị về công tác kinh tế của toàn tỉnh được diễn ra trọng thể trong tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng phát biểu trong cuộc họp. Phó Bí thư tỉnh ủy Thôi Hướng chủ trì cuộc họp. Trong cuộc họp chỉ ra năm 2003 là một năm không bình thường đối với tỉnh Yến, là một năm quan trọng để tỉnh Yến vượt qua mọi lực cản để phát triển điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, là một năm mà việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đạt được thành công. Hội nghị đã khẳng định công tác kinh tế của tỉnh Yến trong năm nay, phân tích sâu về những tình hình sẽ phải đối mặt và chỉ ra công tác kinh tế trong năm sau của các phòng ban ở các nơi phải tuân theo yêu cầu cơ bản mà công tác kinh tế trung ương đề xuất trong hội nghị. Chủ đề nổi bật xuyên suốt là tăng tốc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, tập trung hết sức lực vào, bình ổn tăng trưởng, điều chỉnh kết cấu, khống chế vật giá, chăm lo đời sống cho dân. Bốn điều này sẽ là hướng tấn công chủ lực của công tác kinh tế trong năm sau. Hội nghị nhấn mạnh. So với tình hình kinh tế cả nước thì tình hình kinh tế của tỉnh Yến tuy tăng trưởng không chậm nhưng cũng có chỗ không được lạc quan, ví dụ như giá nhà ở tăng quá nhanh, vượt quá mức tăng trưởng thu nhập của người dân, hẳn là sẽ khiến cho các cơ quan liên quan chú ý. Không thể không nói, trong hội nghị công tác kinh tế của tỉnh Yến 10 năm trở lại đây, năm nay là lần đầu tiên nhắc đến vấn đề giá nhà ở. Khi đến tai những người có tâm thì lại có hàm ý rất khác, nhất là Nguyên Minh Lược. Sau khi xem xong tin tức về hội nghị công tác kinh tế của toàn tỉnh Yến thì vẻ mặt nặng trĩu liền gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong. Sau đó là mở hội nghị về công tác kinh tế toàn thành ở thành phố Yến. Bí thư thành ủy Trần Phong, Phó Bí thư thành ủy, thị trưởng Hồ Tăng Chu phát biểu trong hội nghị, Phó Bí thư thành ủy Phó Tiên Phong chủ trì hội nghị. Hồ Tăng Chu báo cáo về công tác chính quyền trong cuộc họp, nhấn mạnh chỉ ra những điểm đáng để khẳng định trong công tác năm nay cũng không ít, và cũng có những sai sót. Hy vọng trong năm sau quận Hạ Mã dưới sự giúp đỡ của tỉnh Yến cùng với việc đẩy nhanh công tác xây dựng, cũng sẽ gia tăng đầu tư tài chính và mở rộng công tác xây dựng thành phố, mở rộng con đường Hoa Dụ để làm con đường đón khách của tỉnh thành, đồng thời cũng tăng cường xây một cửa khẩu cao tốc ở quận Hạ Mã, ở phía nam thành phố sẽ xây một trạm vận chuyển hành khách đường dài. Phát triển kinh tế của tỉnh Yến có lợi ở chỗ lấy việc xây dựng quận Hạ Mã làm mục tiêu đứng đầu, sẽ hấp dẫn không ít đầu tư. Dẫn dắt cả thị trường bất động sản của tỉnh Yến nhanh chóng phát triển, giá nhà ở của tỉnh Yến nằm ở mức trung bình so với cả nước, xu thế gia tăng cũng phù hợp với quy luật khách quan. Điểm bất lợi thứ nhất là có mâu thuẫn rõ rệt giữa cung và cầu về đất đai, hai là gia tăng kìm hãm nguồn năng lượng,
ba là thu chi tài chính xuất hiện mâu thuẫn nổi bật. Đối với những vấn đề này phải đặc biệt quan tâm, bình tĩnh phân tích, tìm những phương án đối phó, nỗ lực giải quyết những khó khăn còn hạn chế về đất đai, mở rộng xây dựng điện lực, mạnh mẽ tiết kiệm năng lượng không gây lãng phí, cố gắng tăng thu nhập, tiết kiệm chi tiêu để cho nền kinh tế toàn tỉnh tốt hơn, phát triển nhanh hơn, dọn sạch chướng ngại vật. Hội nghị công tác kinh tế toàn thành phố đã truyền đạt một tin tức là, có thái độ khoan nhượng đối với xu thế tăng giá nhà ở, và lại năm sau sẽ tăng mạnh sức đầu tư chính quyền thành phố. Việc xây dựng công tác quản lý thành phố sẽ kéo theo thị trường bất động sản nóng lên, vì vậy đối với Nguyên Minh Lượng mà nói thì đây là một tin tốt. Nhưng những nhân tố bất lợi cuối cùng được nói đến đã chỉ ra mâu thuẫn rõ rệt của việc cung và cầu về đất đai thì đã khiến cho Nguyên Minh Lượng cảm thấy điềm lành, trong lòng mừng thầm. Ghía đất càng nóng lên thì giá nhà ở tăng càng nhanh, phí tổn của các khu đô thị mới càng cao, đồng thời lợi nhuận của ông ta càng lớn. Rất tốt, là một việc rất tốt. Như vậy, chỉ cần thắt chặt đất đai, giá thành sẽ tăng cao thì kế hoạch của ông ta sẽ thành công. Cuối cùng trong hội nghị công tác kinh tế toàn quận ở quận Hạ Mã, Bí thư quận ủy Hạ Tưởng, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch quận Lý Hàm đã tham dự và phát biểu trong hội nghị, Phó Bí thư quận ủy Trang Thanh Vân chủ trì cuộc họp. Hội nghị đã khẳng định công tác kinh tế trong năm nay của quận Hạ Mã, dự báo triển vọng của quận Hạ Mã trong năm sau, kỳ vọng rất lớn vào công tác kinh tế của quận Hạ Mã trong năm sau. Là một quận mới thành lập, năm 2003 là năm quận Hạ Mã được ra đời, tuy đã nảy sinh rất nhiều khó khăn nhưng công tác tổng thể rất đáng để khẳng định. Quận Hạ Mã là một quận mới, có rất nhiều việc vẫn chưa làm đến nơi đến chốn thì cũng có thể thông cảm. Trong năm sau, hy vọng tất cả các lãnh đạo đảng chính quyền của quận Hạ Mã sẽ nắm tay nhau cùng tiến, cống hiến một sức mạnh lớn nhất cho sự phát triển của quận Hạ Mã. Bài phát biểu của Hạ Tưởng có 3 điểm hướng dẫn, một là công tác kinh tế trong năm sau sẽ tiếp tục đem việc xây dựng kinh tế làm mục đích chính, dốc toàn bộ sức lực vào công tác xây dựng công tác quản lý thành phố, tạo một hoàn cảnh đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư. Dùng 4 câu nói để tổng kết lại là, sống ở quận Hạ Mã, yêu quận Hạ Mã, xây dựng quận Hạ Mã, tô đẹp quận Hạ Mã. 2 là, tăng cường ý thức công tác phục vụ trong chính quyền để nhà đầu tư cảm thấy quận Hạ Mã là quê nhà của họ và cảm thấy như đang được ở nhà của mình. 3 là nghiêm khắc hạn chế phê duyệt đất đai, quản lý nghiêm khâu xét duyệt. Thị trường bất động sản của quận Hạ Mã phát triển quá nhanh, cần phải làm cho nhiệt độ giảm xuống. Hạ Tưởng phát biểu xong, tiếp sau đó bài phát biểu của Lý Hàm rất kém, về cơ bản cũng nằm trong khuôn mẫu của Hạ Tưởng, không có gì mới mẻ. Thể hiện một cách đầy đủ ông ta là một chủ tịch quận đáng tin cậy và khiêm tốn, khiến người khác hoàn toàn tin Lý Hàm sẽ không làm những việc trái ý với Hạ Tưởng. Hội nghị công tác kinh tế của quận Hạ Mã như đã trích một mũi an thần cho Nguyên Minh Lượng, khiến ông ta có lý do để tin rằng, trong năm sau, trong vòng nửa năm hoặc nhiều nhất là một năm thị trường bất động sản của quận Hạ Mã sẽ nóng lên khác thường. Nhưng trong lòng Nguyên Minh Lượng cũng không tin lắm vào Hạ Tưởng. Bởi vì Hạ Tưởng có quá nhiều chỗ khiến người khác không thể nhìn thấu. Bây giờ Hạ Tưởng nhậm chức phụ bí thư, ông ta biết cũng là nên ra mặt thăm hỏi Hạ Tưởng rồi. Chương 651, kết thúc và bắt đầu. Thoát cái là đến năm mới, vừa vào năm 2004 là Tết đã gần kề. Sau một thời gian chỉnh đốn, quận Hạ Mã đã bước vào thời kỳ ổn định. Bí thư và chủ tịch quận tự làm tốt nhiệm vụ của mình, khiến mọi người cũng yên tâm. Làm việc gọn gàng ngăn nắp. Trải qua một thời gian tiếp xúc và cọ sát, Hạ Tưởng và Lý Hàm đã hiểu nhau hơn, quan hệ giữa hai người cũng rất hòa hợp, đối đãi khách sáo, nhún nhường. Lý Hàm tôn trọng Hạ Tưởng là nhân vật quyền uy đứng đầu, Hạ Tưởng kính nể ông ta là người lớn tuổi hơn và điềm đạm. Quận Hạ Mã đã tiến vào thời kỳ hòa bình. Ít nhất, ngoài mặt là trời trong nắng ấm. Sau khi trải qua điều chỉnh tình hình trong thành phố tiến vào thời kỳ yên ổn, Phương Tiến Giang đã đến thành phố Tần Đường để nhậm chức, đồng thời, Khâu Tự Phong sau khi giao lại công việc ở thành phố Bảo thì đến thành ủy nhận chức, bắt đầu chính thức tiếp nhận công tác ban tổ chức cán bộ thành ủy. Khi Phương Tiến Giang đi và Khâu Tự Phong đến thì Hạ Tưởng đều đích thân ra tiễn và đón tiếp. Lúc Phương Tiến Giang gần đi thì thân mật cầm tay Hạ Tưởng, tha thiết dặn dò. Sau này Phương Cách sẽ giao cho cậu, Tiểu Hạ hãy giúp tôi trông chừng nó, đáng phê bình thì phê bình đừng dung túng để nó lơ là. Tuy rằng Hạ Tưởng thông cảm với tấm lòng thương con của Phương Tiến Giang, nhưng hắn chỉ lớn hơn Phương Cách mấy tuổi. Lời nói của Phương Tiến Giang, rõ ràng là đưa hắn lên cao hơn một bậc để hắn có thể trông coi Phương Cách,
nhưng Phương Tiến Giang đã mở lời thì Hạ Tưởng phải nghe theo và đồng ý. Chú Phương cứ yên tâm, con sẽ trông chừng Phương Cách, và lại bây giờ Phương Cách đã trưởng thành rất nhiều, thái độ làm việc lại rất nghiêm túc và gọn gàng, cũng không cần phải bận tâm. Hạ Tưởng rất ít khi gọi Phương Tiến Giang là chú, trước khi quay đi, một câu, chú Phương, đã làm cho Phương Tiến Giang vô cùng xúc động. Biết Hạ Tưởng sẽ không đối xử Phương Cách như người ngoài, trong lòng nghĩ rằng mình đặt mối quan hệ tốt với Hạ Tưởng là một lựa chọn sáng suốt. Hạ Tưởng không phải là người không có tình cảm, ông ta rời khỏi thành phố Yến thì còn có hắn, Phương Cách sẽ không thiệt thòi. Lúc Khâu Tự Phong đến thành phố Yến, Hạ Tưởng cũng ra đón tiếp. Phó Tiên Phong nhìn thấy Hạ Tưởng một bí thư quận ủy quận Hạ Mã đang đứng giữa các lãnh đạo thành ủy, trong lòng có một cảm xúc khó nói nên lời. Lúc tiễn Phương Tiến Giang, có không ít người ở các quận huyện cũng muốn đến tiễn trưởng ban Phương nhưng đều bị ông ta từ chối. Ông ấy không muốn gây ồn ào, để lại ấn tượng không tốt cho mọi người, cứ như là ông ta đã vun đắp rất nhiều công sức vào thành phố Yến vậy. Nhưng khi Hạ Tưởng đến tiễn thì Phương Tiến Giang không những không từ chối mà còn tỏ ra rất vui mừng. Trong đội ngũ tiễn đưa, duy nhất chỉ có Hạ Tưởng là lãnh đạo của một quận, còn những người khác đều là lãnh đạo của thành ủy hoặc tỉnh ủy. Phương Tiến Giang dùng lời lẽ khách sáo để nói chuyện với những người khác, còn với Hạ Tưởng thì nói chuyện rất thân thiết, ai gần ai xa, chỉ nhìn là biết ngay. Nếu nói quan hệ giữa Phương Tiến Giang và Hạ Tưởng là mật thiết mà Phó Tiên Phong không bị kích động lớn, thì lúc đón tiếp Khâu Tự Phong, ông ta có ý nghĩ xây dựng mối quan hệ với Khâu Tự Phong. Bởi vì ông ta cho rằng nhà họ Phó đã đưa ra những nhượng bộ rõ ràng, về lý thì Khâu Tự Phong phải cảm ơn ông ta mới đúng. Hơn nữa giữa ông ta và Khâu Tự Phong lại là thông gia với nhau, cho dù Khâu Tự Phong không phải có qua có lại, thì cũng phải tỏ ra thân thiết với ông ta hơn những người khác mới đúng. Không ngờ Khâu Tự Phong đối xử với ông ta chẳng khác với những người đến đón tiếp ở đây, chỉ nói những câu xã giao bình thường, như không thấy ánh mắt thân thiết và những ám hiệu của ông ta, thậm chí còn né tránh ánh mắt của ông ấy, không nói chuyện nhiều với ông ấy, khiến cho Phó Tiên Phong cảm thấy ghê tởm, người như Khâu Tự Phong đúng là bỉ ổi. Nhưng khi Khâu Tự Phong và Hạ Tưởng bắt tay nhau rõ ràng là thái độ hoàn toàn khác, có cười có nói, còn khe khẽ nói mấy câu. Độ ăn ý và nhiệt tình của hai người không chỉ khiến cho Phó Tiên Phong mà tất cả mọi người đều thấy rõ mối quan hệ của hai người trên mức bình thường. Phó Tiên Phong giận đến muốn nổ tung. Khâu Tự Phong không những không chấp nhận tình cảm của ông ta, còn cố ý cười nói với Hạ Tưởng để chọc tức ông ta. Ông ta cảm thấy uất ức trong lòng, nghĩ thầm trong lòng cứ chờ xem. Khâu Tự Phong, sau này trong công việc sẽ có lúc ông phải cúi đầu trước mặt tôi. Không chỉ là Phó Tiên Phong cảm thấy tò mò về mối quan hệ mật thiết giữa Hạ Tưởng với hai nhiệm kỳ trưởng ban tổ chức cán bộ, mà ở đây có rất nhiều lãnh đạo thành ủy đều xem trọng Hạ Tưởng, mỗi người một suy đoán. Vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy rất quan trọng, quản lý tất cả tiền đồ của vô số cán bộ lớn nhỏ ở thành phố Yến. Mặc dù, trên chức trưởng ban tổ chức cán bộ còn có phó bí thư và bí thư, nhưng dù sao thì đa số vận mệnh của các cán bộ cấp dưới trên cơ bản là nằm trong tay của trưởng ban tổ chức cán bộ. Hai nhiệm kỳ trưởng ban tổ chức cán bộ một đi một đến. Lúc tiễn đưa, Hạ Tưởng và bộ trưởng nhiệm kỳ trước đã rất thân mật. Lúc đón tiếp thì lại trò chuyện vui vẻ với trưởng ban đương nhiệm. Nói cho cùng, sự thay đổi trưởng ban tổ chức cũng không ảnh hưởng gì đến những mối quan hệ của Hạ Tưởng trong thành ủy. Thật lợi hại, không ít người bùi ngùi rất lâu. Khi nhìn Hạ Tưởng lại có một cảm xúc gì đó rất phức tạp. Khâu Tự Phong nhậm chức trưởng ban tổ chức cán bộ, cũng không mang lại tình thế dao động cho thành phố Yến. Ngoại trừ việc đón tiếp rầm rộ ra, trong nháy mắt lại như trời yên biển lặng, tất cả đều trở lại như bình thường. Cùng lúc đó, các nơi khác cũng lần lượt bắt đầu thay đổi một số lãnh đạo đảng chủ chốt. Những ai không đem lại lợi ích cho Hạ Tưởng thì hắn không mấy gì chú ý, chỉ có thành phố Đan Thành. Vương Thiếu Mẫn tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy khiến hắn vô cùng vui mừng. Không chỉ vì Vương Thiếu Mẫn tiếp nhận chức vụ bí thư, mà còn có thể tiếp tục chấp hành tác phong của Đan Sĩ Kỳ khi còn đương chức, từ đó có thể đảm bảo được sự phát triển vững vàng của thành phố Đan Thành. Đồng thời, Hạ An cũng theo đó mà trở thành thư ký của bí thư thành ủy. Thư ký của bí thư và thị trưởng, tuy ngoài mặt không có gì khác biệt nhưng thực tế thì khác biệt rất lớn. Chỉ cần là thư ký của bí thư, có thể được đứng nghe trong hội nghị thường vụ thì đã khiến cho thư ký của thị trưởng không thể theo kịp. Sau này công việc của Hạ An là phải nghe và ghi chép lại trong hội nghị thường vụ, tương đương với việc có quyền tham dự quá trình quyết định sách lược của quyền lực tối cao ở thành phố Đan Thành.
Đề cao kiến thức và tầm mắt, là cơ sở vững chắc để đi trên con đường chính trị. Lúc Hạ An gọi điện cho Hạ Tưởng, giọng nói rất vui mừng. Anh, lần đầu tiên em tham gia hội nghị thường vụ, rất hồi hộp. Ngồi cùng với người lợi hại nhất của thành phố Yến, cảm giác rất lạ. Hạ Tưởng cười ha hả. Em bây giờ đã là trưởng phòng, cố gắng mà làm. Tranh thủ trước lúc Phó Bí Thư Vương rời khỏi thành phố Đan Thành, em phải lên được chức Phó Cục trưởng, chờ đến lúc ông ta rời khỏi thì có thể bố trí cho em một vị trí tốt. Hãy nhớ là thị trưởng Vương thành Phó Bí Thư Vương, nhưng Hạ An vẫn là Hạ An, ngẩng đầu thì cười, cúi đầu thấy đường đi nước bước, từng bước phải để lại một dấu chân. Hạ An biết những lời của Hạ Tưởng là những lời tâm huyết và cũng là kinh nghiệm. So với Hạ Tưởng y còn kém xa, chỉ bằng nhớ kỹ những lời nói của Hạ Tưởng. Mùa xuân sắp đến rồi, đợi sau khi các nơi đã xác định được các cán bộ mới và cũ xong, cho dù là thế cục của tỉnh hay thành phố hay quận Hạ Mã, cũng hiện rõ lên sự hòa bình và yên ắng mà từ trước đến giờ chưa hề có. Dù gì Tết âm lịch là ngày lễ mà người Trung Quốc rất coi trọng, ai ai cũng muốn có một năm tốt lành, không ai muốn trong năm gây ra nhiều chuyện. Nếu nói để tăng thêm màu sắc hứng khởi cho năm mới, thì vận mệnh cuối cùng của Bạch Chiến Mặc và lời tuyên án của Ngưu Kỳ, Vương Đại Pháo trong mùa xuân năm 2004 là một chú thích tốt đẹp. Bạch Chiến Mặc bị khai trừ khỏi chức vụ đảng viên và cắt bỏ mọi nhiệm vụ, tục xưng là song khai. Ngưu Kỳ bị xử tội tử hình, hoãn lại 2 năm mới chấp hành. Vương Đại Pháo bị tước đoạt hết quyền lợi chính trị, xử tội chung thân. Cho đến giờ, trận tranh đấu chính trị oanh liệt ở quận Hạ Mã đã đến hồi kết thúc. Bạch Chiến Mặc vứt bỏ cuộc sống chính trị, còn Ngưu Kỳ và Vương Đại Pháo gần như là vứt bỏ tính mạng. Phó Tiên Phong sau khi biết tin đã im lặng rất lâu. Trước tiên là gọi điện cho Bạch Chiến Mặc để gọi hắn về Bắc Kinh ăn Tết. Tết xong, ông ta sẽ bố trí một vị trí tốt, cho dù không theo chính trị thì các doanh nghiệp nhà nước cũng có nhiều vị trí tốt, cán bộ cấp trung trong Tập đoàn Điện lực và Tổng công ty Dầu mỏ và Hóa chất, vị trí nào mỗi năm thu nhập cũng mấy trăm ngàn. Cũng vẫn phóng khoáng và có quyền lực. Bạch Chiến Mặc không nói gì, chỉ tự trong đáy lòng bày tỏ lòng cảm ơn. Y bây giờ lòng như cho tàn, cũng không còn ý nghĩ muốn kiếm tiền và khởi dựng lại sự nghiệp, chỉ muốn nghỉ ngơi thoải mái để ăn Tết. Đồng thời Bạch Chiến Mặc vẫn còn một vết thương âm ỉ trong lòng, đó là Chu Hồng. Y quyết tâm, sẽ có một ngày y tìm cơ hội về lại thành phố Yến điều tra kỹ Chu Hồng, sau đó làm Chu Hồng một phen nhục nhã mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng của y. Cùng với một trận mưa tuyết không lớn cũng không nhỏ, mùa xuân năm 2004 đã đến. Trong những ngày Tết, Phó Hiểu Bân là một chủ nhiệm quận ủy rất hiểu tâm tư lãnh đạo, đã sắp xếp bảng trực rất thích hợp. Dưới sự đòi hỏi quyết liệt của Hạ Tưởng thì cũng đã bố trí Hạ Tưởng trực vào mồng 7. Mồng 8 đi làm, trên cơ bản mồng 7 mọi tiệc tùng cũng đã xong, đến quận ủy trực, cũng là một cơ hội để hồi tâm và trở về trạng thái làm việc như lúc đầu. Hạ Tưởng rất khen ngợi cách làm việc của Phó Hiểu Bân. Phó Hiểu Bân gần đây đường làm quan rộng mở, lại làm trụ cột gia đình, còn ở quận ủy thì thân là tổng quản của quận ủy, dạo gần đây quan hệ giữa y và Hạ Tưởng ngày càng thân mật. Hạ Tưởng trở thành bí thư quận ủy, càng khiến y có lý do chính đáng chủ động gặp mặt Hạ Tưởng để xin chỉ thị và báo cáo. Dĩ nhiên sau đó Triều Vĩ Cường cũng theo nước lên thì thuyền lên, cũng khâm phục y sát đất. Lúc đầu Triều Vĩ Cường cứ nghĩ đảm nhiệm thư ký chủ tịch quận không bằng thư ký bí thư, cũng không có tiền đồ như thư ký bí thư. Không ngờ sau khi Bạch Chiến Mặc bị cắt chức, Phí Lập Quốc là thư ký của Bạch Chiến Mặc tuy không bị liên lụy nhưng lại bị bỏ mặt, có thể khẳng định sau này khó có thể trọng dụng. Triều Vĩ Cường đối với ánh mắt nhìn xa trông rộng của Phó Hiểu Bân, vô cùng kinh ngạc, tâm phục khẩu phục, cũng vì sự ngưỡng mộ và kính nể của Triều Vĩ Cường mới khiến cho Phó Hiểu Bân càng ngày càng đứng thẳng trước mặt vợ. Cuối cùng cũng giành được quyền chủ động. So với sự thỏa mãn của Phó Hiểu Bân, thì Kim Hồng Tâm có một chút lạc lõng. Y cứ tưởng rằng có thể bên cạnh Hạ Tưởng mấy năm, học hỏi một chút bản lĩnh thì có thể được Hạ Tưởng khen ngợi, sau này theo sát bước đi của Hạ Tưởng sẽ có tiền đồ tốt hơn. Không ngờ quận Hạ Mã thay đổi từng ngày, trong nháy mắt Hạ Tưởng từ chủ tịch quận trở thành bí thư, và có một khoảng cách không nhỏ với y. Dù sao y cũng là người quản lý Ủy ban Nhân dân quận, không phải lúc nào cũng phải báo cáo công việc cho bí thư quận ủy, nếu bỏ qua chủ tịch quận thì có vẻ như y không biết cách đối đãi, càng khiến cho y bị nhận định là không biết cách làm việc. Đừng nói là Hạ Tưởng không thích y làm như vậy, mà chủ tịch quận Lý cũng sẽ không hài lòng. Kim Hồng Tâm bất đắc dĩ nghĩ, có cơ hội phải qua lại với Triều Vĩ Cương,
qua lại thân mật một chút xem có thể duy trì được mối quan hệ tốt với bí thư hạ hay không. Mỗi khi đến ngày lễ Tết thì tặng quà cho bí thư hạ, quà nhiều người không trách. Ngoài Kim Hồng Tâm ra, những người khác cũng không cảm thấy gì, hạ tưởng lên làm bí thư bọn họ chỉ xem là dọn phòng làm việc lên trên lầu mà thôi, chẳng khác gì lúc hạ tưởng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch quận. Hoàng Kiến Quân, Trần Thiên Vũ phải báo cáo công việc với hạ tưởng như thế nào thì bây giờ vẫn làm như vậy. Thậm chí thị trường nhạc mỗi khi lên lầu báo công việc với hạ tưởng đi ngang qua văn phòng của Lý Hàm đều cười ha hả, không sợ tiếng cười nói của y sẽ bị chủ tịch quận Lý nghe thấy. Tuy nhiên hạ tưởng không có ý muốn chèn ép Lý Hàm, có nhiều việc cũng chủ động đến xin ý kiến của Lý Hàm và cũng rất tôn trọng Lý Hàm. Trong bộ máy ủy ban nhân dân quận, duy chỉ có Tạ Nguyên Thanh vẫn dựa theo trình tự như cũ làm theo ý mình, đa phần là báo cáo công việc với Lý Hàm, ít khi lên lầu gặp hạ tưởng. Lý Hàm làm lơ như không có chuyện gì xảy ra, ông ta làm việc mình nên làm, bố trí công việc chính quyền, sắp xếp mọi hoạt động, thăm hỏi và phỏng vấn các công nhân công trường, gia đình nghèo khó, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một chủ tịch quận, làm việc cẩn trọng rõ ràng và rất được lòng người. Trong đó còn có Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi. Cũng là người mà Hồ Tăng Chu đề bạt, quan hệ của Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi rất thân thiết, thường xuyên cùng nhau ăn cơm, đánh cờ, vô cùng thân mật. Nhưng mối quan hệ với Trang Thanh Vân lại không thân thiết, càng khiến cho người ngoài thấy khó hiểu là từ khi Trang Thanh Vân đảm nhiệm chức phó bí thư quận ủy quận Hạ Mã đến giờ đều tỏ ra khiêm tốn đến mức như không hề tồn tại. Tác phong làm việc của y rất vững chắc, duy chỉ có một điều là trong việc nhỏ thì y còn đảm nhận, còn việc hơi to tát một tí là hễ tí y lại xin ý kiến của Hạ Tưởng. Có những việc vốn nằm trong phần việc của y nhưng cũng phải chờ Hạ Tưởng gật đầu đồng ý thì mới dám làm. Khiến cho một số người nghĩ rằng Trang Thanh Vân có phải muốn dựa hơi hạ tưởng hay không. Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi không nghĩ như vậy, tuy họ và Trang Thanh Vân không quen không thân nhưng cũng hiểu được con người của Trang Thanh Vân từ một khía cạnh khác, cũng từ Hồ Tăng Chu biết được tính cách của Trang Thanh Vân thay đổi phức tạp, có một mặt âm thầm chịu đựng, cũng có một mặt nhận định tình thế tùy cơ ứng biến. Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi thà tin Trang Thanh Vân khiêm tốn, ngoài mặt thì tốt với hạ tưởng trên thực tế đang âm thầm tích góp sức mạnh. Tìm một cơ hội thích hợp để bồi dưỡng sức mạnh cho mình. Tất cả những người trong quan trường, đều muốn có quyền lực nói một là một, đều muốn mình là người quyết định, ai cũng không chịu ở lâu dưới trướng người khác, Trang Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Y là phó bí thư, là nhân vật thứ ba trong quận ủy, chẳng lẽ lúc nào cũng phải cam chịu nghe theo sự sai khiến của hạ tưởng mà không muốn lên tiếng, không muốn làm ra thành tích của mình sao? Đương nhiên là muốn. Sau khi Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi thảo luận xong, nói là lúc Tết đến sẽ cùng Trang Thanh Vân tụ họp lại để gắn kết tình cảm. Trong Tết vốn dĩ là thời cơ tốt để gắn kết tình cảm, tất cả những người ở quận Hạ Mã hầu như đều muốn gắn kết mối quan hệ với nhân vật thứ nhất và thứ hai, hoặc tìm cơ hội ngồi lại với chính cấp trên của họ. Dù sao nhân sự quận Hạ Mã biến động rất lớn, hạ tưởng từ chủ tịch quận thăng chức lên làm bí thư, Lý Hàm nhậm chức chủ tịch quận, Trang Thanh Vân nhậm chức phó bí thư, lý do qua lại có rất nhiều. Đương nhiên khi qua lại cũng phải có trình tự trước sau, ví dụ như, bí thư hạ phải xếp vị trí thứ nhất. Hạ tưởng cũng biết lúc lễ Tết, không tránh khỏi tiệc tùng, nhưng hắn không muốn cấp dưới đều lần lượt đến tặng quà. Đừng nói là hắn không thích tiền và quà của người khác, càng không muốn vừa mới làm bí thư thì khi Tết lại có nhiều khách đến thăm, những người đến tặng quà không dứt, nếu truyền ra ngoài danh tiếng sẽ không tốt. Hắn quyết định Tết này sẽ cùng Tào Thù Lê về Đan Thành. Tào Thù Lê đương nhiên đồng ý, cũng là vì có chút nhớ đến cha mẹ liền bàn bạc với Tào Vĩnh Quốc. Năm ngoái Tào Vĩnh Quốc không có về Đan Thành, năm nay cũng muốn về, hai nhà hợp thành một nhà cùng nhau về Đan Thành. 29 tháng chạp, cả quận Hạ Mã đều nghỉ hết, nơi thì đóng cửa, nơi thì dọn vệ sinh, hạ tưởng kiểm tra lần cuối rồi cũng rời khỏi văn phòng, trong lòng vui sướng vẫy tay chào mọi người, chúc phúc năm mới. Ngồi trên xe, đang chuẩn bị lái về nhà thì nhận được điện thoại của Tiếu Giai. Em đã quyết định một việc trọng đại, muốn cùng anh thương lượng. Giọng nói của Tiếu Giai rất phấn khích, hiển nhiên là một việc tốt. Công việc của công ty đại lý, em định giao cho Tùng Phong Nhi nắm giữ, còn công việc bất động sản thì giao cho Lý Tẩm phụ trách, em coi như bỏ cuộc, nghỉ ngơi một thời gian. Hạ Tưởng thấy khó hiểu và hỏi. Đang tốt như vậy, tại sao lại nghỉ? Sức khỏe em lại tốt. Lại còn rất trẻ, có thể ngồi yên được sao? Hừ, em muốn nghỉ, không cần anh lo. Tiếu Giai đột nhiên tức giận, hầm hừ hạ tưởng mấy câu. Em không chỉ nghỉ ngơi,
mà còn phải ăn uống no say, không làm gì hết, còn mướn thêm hai bảo mẫu hầu hạ, rồi sao, anh có ý kiến gì? Không có ý kiến. Hạ Tường liền hiểu ra và cười ha hả. Anh càng ngày càng khâm phục mình, quả thật là một xạ thủ thiện xạ. Tiếu Giai thấy Hạ Tường đã đoán được sự thật liền cười hạnh phúc. Vẫn là em đoán ngày đúng, không liên quan gì với anh, đừng vội đắc ý. Làm sao mà không? Thật ra trong lòng Hạ Tường nghĩ bác sĩ phán định Mai Hiểu Lâm không thể sinh con với hắn, hắn không còn là xạ thủ thiện xạ, trên thế giới này không còn mấy người tự xưng mình là xạ thủ thiện xạ nữa, nhưng không thể để lộ chuyện của Mai Hiểu Lâm, hắn tự đắc mà cười. Chất lượng của hạt giống mới là nhân tố quyết định kết quả thu hoạch. Tiếu Giai đã hiểu và đùa cợt nói. Cũng phải, ông cụ như anh cũng thật lợi hại, chỉ cần là người phụ nữ của anh thì đều đẻ con cho anh, trái một đứa, phải một đứa. Em dứt khoát là phải sinh con gái cho xong, anh chưa có con gái, khi có anh mới biết thương yêu. Hạ Tường không khỏi xấu hổ, thật ra hắn đã có con gái rồi, chỉ là không thể nói ra mà thôi. Trò chuyện với Tiếu Giai xong, Hạ Tường bỗng nhiên nhớ tới Mai Hiểu Lâm và con gái, trong lòng có một chút nhớ mong. Vừa muốn gọi điện cho Mai Hiểu Lâm thì điện thoại của Liên Nhược Hạm gọi đến. Đồ xấu xa, Tết này anh phải ở lại Bắc Kinh 2 ngày, nhất định phải đến, không được từ chối. Con trai đang nhớ anh đấy, ngày nào cũng đòi ba, còn nói anh không phải là người cha tốt, không đến thăm nó sẽ không thích anh nữa. Cách nói của Liên Nhược Hạm rất dứt khoát, không để cho Hạ Tưởng có chỗ xoay sở. Chương 652, ăn Tết như qua cửa ải. Năm nay Hạ Tường thật sự có ý định ở lại Bắc Kinh 2-3 ngày, thật ra cũng là rất nhớ Tiểu Liên Hạ. Là đứa đầu tiên biết nói trong 3 đứa con, kêu một tiếng ba cũng làm Hạ Tường thích thú. Lệnh của phu nhân, không dám không thực hiện. Mùng 2 nhất định anh sẽ đến Bắc Kinh, phu nhân cứ tắm rửa thay sẵn quần áo chờ anh đến. Được nghỉ rồi, trong lòng Hạ Tường cảm thấy thoải mái, nên tỏ ra hài hước. Em nhổ lên mặt anh. Liên Nhược Hạm vui mừng. Anh nghĩ anh là vô chắc, cẩn thận đấy, coi chừng em sẽ áp bức anh. Hạ Tưởng rất thích tính thẳng thắn của Liên Nhược Hạm, liền khiêu khích cô ấy vài câu, sau đó Liên Nhược Hạm chuyển đề tài, bỗng nhiên nói một câu khiến cho Hạ Tưởng vô cùng lo sợ. Ông nội có lẽ muốn gặp anh. Nếu nói ông cụ Ngô yêu cầu muốn gặp hắn thì Hạ Tưởng cũng có nghĩ đến. Nhà họ Ngô có mưu đồ ở thành phố Yến và tỉnh Yến thì nhất định là dốc hết sức lực để bồi dưỡng năng lực. Lý Ngôn Hoàng ở trong hệ thống ủy ban kỷ luật, chỉ có thể xem là lực lượng dự bị không ra chỗ công khai. Cao Tấn Chu thì đỡ hơn, là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, được nắm quyền. Phu Phồn Nhiên là phó thị trưởng thường trực, cũng được nắm quyền, nhưng hai người đều có chỗ thiếu sót là không phải người bản địa, nền móng không vững chắc. Nhà họ Ngô cần một cán bộ phải là người sinh ra và lớn lên ở thành phố Yến, làm điểm tựa cho Cao Tấn Chu và Phu Phồn Nhiên. Họ mới có lợi thế triển khai một giai đoạn mới. Cho dù là chuyện công hay chuyện tư, hắn cũng là người thích hợp nhất. Bởi vậy, đối với việc Hạ Tưởng và ông cụ gặp mặt đã được mong chờ từ lâu, nhưng là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng ngay sau đó câu nói của Liên Nhược Hạ mới là trọng điểm khiến cho tim hắn đập dồn dập. Em có linh cảm, ba em có thể cũng muốn tiếp xúc với anh một chút. Hạ Tưởng ngồi trong xe một hồi lâu cũng không nổ máy. Nói thật, hắn vẫn chưa chuẩn bị để gặp mặt Ngô Tài Dương, vì trực giác của hắn cảm thấy Ngô Tài Dương không có ấn tượng tốt đối với hắn, cũng khó đối phó. Ngô Tài Dương là một người cố chấp, ông ấy muốn gặp mặt mình không chừng sẽ có một kết cục không vui. Gặp mặt lúc này, chỉ bằng không gặp. Hạ Tưởng có một chút đau đầu. Nhưng mọi việc cứ đến cùng lúc, hắn lái xe đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Mai Hiểu Lâm. Hắn vốn định muốn gọi điện cho Mai Hiểu Lâm. Không ngờ vì việc xen ngang của Liên Nhược Hạm làm hắn quên mất, bây giờ Mai Hiểu Lâm gọi lại, câu đầu tiên là. Nếu Tết anh có đến Bắc Kinh thì có thể đến thăm con gái. Em nghĩ kỹ rồi, không thể cho con lớn lên trong hoàn cảnh không có cha, tuy là anh không thể cho con tình thương của cha, nhưng dù sao có còn hơn không? Cũng đúng, có còn hơn không? Hạ Tưởng chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Được, em nói vậy được rồi. Tết này anh nhất định sẽ về Bắc Kinh. Đến lúc đó sẽ đến thăm con. Phải rồi, nên mua quà gì cho con đây? Cái gì nó cũng không thiếu, chỉ thiếu tình thương của cha. Mai Hiểu Lâm chỉ nói một câu rồi cúp máy. Hạ Tưởng lắc đầu, toàn là chuyện quái lạ, cứ như là hắn nợ Mai Hiểu Lâm cái gì đó. Làm ơn đi, hắn không nghĩ có ân oán,
dây dưa gì với Mai Hiểu Lâm, tuy nhiên lòng dạ phụ nữ không ai hiểu thấu được, Hạ Tưởng cũng không thèm nghĩ tới nữa. Cứ tưởng rằng có thể thành thơi, vừa gần đến trước cửa nhà, lại nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong vẫn chưa về Bắc Kinh, mới đến nhậm chức công việc rất bận rộn, dự định ngày mai có thể về Bắc Kinh là may rồi. Tuy công việc bận đến tối mặt tối mày, nhưng tâm trạng Khâu Tự Phong hiển nhiên rất tốt, vừa mở miệng liền nói đùa một câu. Sao rồi, Tết này có phải sẽ đến Bắc Kinh để thăm cha vợ phải không? Đúng là hết chuyện để nói, Hạ Tưởng cười giận dỗi. Muốn xem chuyện xấu hổ của tôi phải không? Khâu Tự Phong cười ha ha. Xem kìa, hiểu sai rồi phải không? Tôi nghĩ nhà họ Ngô không thừa nhận anh cũng không sao, nhưng họ chắc chắn muốn lôi kéo anh, để anh gia nhập vào hệ thống nòng cốt của nhà họ Ngô, không để nước phù sa chảy vào ruộng của người khác. Có tức giận anh đến đâu thì dù gì anh cũng là ba của Liên Hạ, đây là sự thật không ai thay đổi được, với lại bây giờ anh lại là một bí thư quận ủy nắm giữ quyền lực của quận Hạ Mã. Được. Ý của anh là muốn nhắc nhở tôi, bây giờ anh là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, là cấp trên của tôi phải không? Mặc dù Khâu Tự Phong từ cấp bậc và chức vụ cũng là cấp trên của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng phải gọi y là lãnh đạo nhưng Khâu Tự Phong nhất định không muốn Hạ Tưởng gọi mình là lãnh đạo, nếu không sẽ không làm bạn với Hạ Tưởng nữa. Hạ Tưởng cũng biết được ý của Khâu Tự Phong, cũng không muốn vì việc xưng hô làm cho mối quan hệ của hai bên ngày càng xa lạ, cho nên cũng không miễn cưỡng. Ha ha. Anh nói như vậy, là muốn ám chỉ là do anh giúp tôi giành được vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy phải không? Muốn tôi cảm kích anh thì cứ nói rõ. Khâu Tự Phong thực sự xem Hạ Tưởng là bạn, trở thành đồng minh cùng nhau nắm tay tiến bước chứ không muốn xem hắn là cấp dưới, cho nên lúc nói chuyện cũng không xem mình là một trưởng ban tổ chức cán bộ. Từ trước đến nay cán bộ ban tổ chức được xem là quan lớn một bậc, Khâu Tự Phong quản lý ban tổ chức cán bộ, quả thật cũng cảm thấy có chức có quyền. Đừng nói là ủy viên thường vụ trong thành ủy gặp hắn cũng phải tỏ thái độ kính nể, mà tất cả cán bộ bậc trung trong thành ủy gặp y cũng rất cung kính, thái độ tốt vô cùng, so với lúc làm phó thị trưởng ở thành phố Bảo, cái cảm giác đó không thể so sánh được. Phó thị trưởng thường trực tuy là có quyền hành trong tay nhưng phạm vi quản lý có hạn, hơn nữa thường xuyên có xung đột với thị trưởng và các phó thị trưởng khác, thậm chí bên dưới còn bất đồng với cục trưởng. Bây giờ đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thì có cảm nhận hoàn toàn khác biệt, hầu như mọi người đều tươi cười đón chào y, hơn nữa vừa đến nhậm chức cũng không có ai hiếp đáp y. Ban tổ chức cán bộ không hổ thẹn là một ban đứng đầu. Khâu Tự Phong vô cùng hài lòng đối với việc mượn gió đông của Phó Tiên Phong, thành công gia nhập vào ban tổ chức cán bộ thành ủy của thành phố Yến, và cũng rất cảm kích Hạ Tưởng kịp thời nhắc nhở và có ánh mắt xem xét nhạy bén. Nếu không phải là Hạ Tưởng, y cũng không thể cướp được quyền lợi của Phó Tiên Phong, thành công thăng tiến lên chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Nếu không là Hạ Tưởng có thể thấy được cơ hội để lợi dụng trong thế cục phức tạp, thì y cũng không nghĩ việc thừa cơ hội ra tay với Phó Tiên Phong lại có thể đạt được một cách thuận lợi, có được một bước tiến sớm, đáng mừng như vậy. Theo suy nghĩ của y thì dự tính sẽ ở lại thành phố Bảo tiến từng bước, trước là lên làm thị trưởng sau là bí thư, làm khoảng 4-5 năm nữa mới tính sau. Không ngờ thời cơ đến. Trải qua một phen triển khai thì lại có được một bước tiến quan trọng, không những từ phó giám đốc sở thăng tiến lên làm giám đốc sở mà còn có được một vị trí quan trọng làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Khâu Tự Phong đã ngồi trong văn phòng trưởng ban tổ chức cán bộ được mấy ngày rồi mà vẫn còn cảm thấy một chút choáng ngợp, và cảm thấy tất cả đều là không chân thật. Quá đột ngột, quá bất ngờ và cũng quá ngạc nhiên. Đương nhiên niềm vui của y tạo nên từ nền tảng đau khổ của Phó Tiên Phong, nhưng chính trị là chính trị. Xui ra là xui ra, không thể gộp chung lại nói. Về mặt lợi ích, có khi anh em ruột còn phải tính toán rõ huống chi Phó Tiên Phong chỉ là anh họ của vợ anh ta. Cho dù là anh họ của y thì khi liên quan đến tiền đồ bản thân có ai lại không muốn chứng tỏ mình, rồi lại nhường nhịn cho nhau. Nói đi nói lại người phải cảm ơn chính là Hạ Tưởng. Nếu không phải Hạ Tưởng kịp thời nhắc nhở và ra tay, chỉ bằng sức ảnh hưởng và thủ đoạn của nhà họ Khâu thì tuyệt đối không thể giành được vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ. Cho nên không chỉ Khâu Tự Phong vô cùng cảm kích Hạ Tưởng mà ngay cả cha của Khâu Tự Phong là Khâu Nhân Lễ cũng hết mực khen ngợi Hạ Tưởng, nói là Tết này nhất định phải mời Hạ Tưởng đến Bắc Kinh một chuyến để ông ấy trực tiếp cảm ơn hắn. Ông cụ nói rồi, nhất định phải mời anh đến Bắc Kinh, nếu anh không đến ông ấy sẽ đích thân đến thành phố Yến tìm anh. Khâu Tự Phong buông lời uy hiếp. Rõ ràng là không cho Hạ Tưởng có lựa chọn khác.
Hạ Tường cũng hiểu được ý muốn của Khâu Tự Phong và thành ý của Khâu Nhân Lễ. Tết này hắn nhất định phải đến Bắc Kinh, bây giờ xem ra không chừng sẽ gặp ông cụ Ngô, gặp Ngô Tài Dương, lại phải gặp Mai Hiểu Lâm, bây giờ lại có Khâu Nhân Lễ, Tết năm nay e rằng sẽ rất bận rộn. Bận một chút cũng tốt, còn hơn trước cửa vắng vẻ. Hạ Tường cũng là người phàm tục cũng thích cảm giác bị người khác truy đuổi và được người khác yêu mến. Về đến nhà, ngừng xe xong, vẫn chưa lên lầu thì điện thoại lại reo, chưa đến Tết hắn đã trở thành một người bận rộn. Vừa xem tên người gọi đến thì đã cười trước rồi, là Cổ Ngọc. Cô nàng Cổ Ngọc gần đây không làm phiền hắn, từ lúc phụ đâm xe lần trước đến giờ cô ấy vẫn chưa lộ diện, cũng không có gọi điện thoại. Nghe Phương Cách nói công việc ở tổ lãnh đạo coi như thuận lợi, có thể sẽ được trọng dụng, cuối năm công việc nhiều, Cổ Ngọc cũng rất bận rộn, không để ý đến hắn cũng là chuyện thường. Hạ Tường liền bắt máy. Cô bé Cổ, có gì chỉ giáo đây? Ấy, không được gọi tôi là cô bé, khó nghe quá. Cổ Ngọc vừa lên tiếng là sặc Hạ Tường một câu, sau đó cười hi hi nói. Ông nội nói trong Tết này sẽ có một việc quan trọng muốn bàn bạc với anh, muốn anh phải đến Bắc Kinh gặp ông cụ, nếu không thì ông sẽ gây phiền phức cho anh đấy. Hạ Tường hoảng sợ. Có chuyện quan trọng gì vậy? Tiết lộ một chút đi, có phải xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì? Cổ Ngọc suy nghĩ đơn giản không hiểu được nhiều, vẫn chưa hiểu được ý của Hạ Tường. Không hiểu anh nghĩ lung tung gì, dù gì em cũng đã chuyển lời rồi, anh nhất định phải đến nếu không ông nội sẽ giận, nói không chừng sẽ gây phiền toái cho anh đó. Sau đó cuộc gọi đã bị cắt đứt. Hạ Tường sửng sốt hồi lâu, lão Cổ tìm hắn không biết có chuyện gì. Cổ Ngọc không nói rõ, nhưng hẳn không phải là chuyện giữa hắn và Cổ Ngọc, bởi vì Cổ Ngọc có vô tâm đến mấy thì nếu chuyện này bị lão Cổ biết được, cô ấy cũng sẽ không ngây ngô như không có chuyện gì xảy ra. Thôi, không nghĩ nữa, cứ mặc kệ, nhất định sẽ có cách vượt qua. Năm mới, đúng là một cửa ải cuối năm. Về đến nhà, bữa cơm tối đã chuẩn bị xong, có Lam Miệt ở đây, không ngoài dự đoán của Hạ Tường, nhưng không ngờ Phương Cách cũng ở đây. Phương Cách vẫn giữ nét mặt cười đùa, vừa thấy Hạ Tường liền nghiêm mặt lại nói. Lãnh đạo về rồi à? Vất vả, vất vả. Tôi vừa mua một chai rượu ngon, lãnh đạo nể mặt uống mấy ngụm nha. Hạ Tường rất hiểu Phương Cách, vừa thấy là biết Phương Cách có việc muốn nhờ vả, liền cười mắng một câu. Có chuyện gì cứ nói đừng rông dài nữa, ở trước mặt tôi mà làm bộ làm tịch, coi chừng tôi không giúp bây giờ. Cũng không có chuyện gì lớn. Phương Cách xoa tay, ngượng ngùng cười, lại giúp Hạ Tường cầm áo khoác. Chỉ là Tết này, em có một chút chuyện muốn xin lãnh đạo đứng ra sắp đặt cho. Lam Miệt không chịu nổi nữa, liền kéo Phương Cách sang một bên, bực bội nói. Là một người đàn ông mà nói chuyện dài dòng quá, thật là không có trình độ. Đứng sang một bên để em nói. Cô ấy tiến đến trước mặt Hạ Tưởng, nghiêm túc nói. Bí thư Hạ, em và Phương Cách định Tết này sẽ kết hôn, đến lúc đó muốn nhờ anh sắp xếp khách sạn, đón khách, có nể mặt không? Lam Miệt hỏi rất khí thế, lại trực tiếp. Hạ Tường nghĩ đến Tết có cả đống việc phải sắp xếp thấy đau đầu, nhưng việc Phương Cách và Lam Miệt kết hôn là một việc lớn hắn cần phải có mặt tham gia, suy nghĩ một lúc nói. Được, không thành vấn đề, người khác có thể không nể mặt, nhưng phải nể mặt Lam Miệt. Lam Miệt vui sướng, vỗ lên vai Hạ Tường một cái. Đúng là bạn tốt, Phương Cách với vẻ mặt đau khổ nói. Câu này lẽ ra là anh nói mới đúng chứ. Lam Miệt dịu dàng ôm lấy Phương Cách. Anh yêu, khi nào anh trở thành đàn ông trưởng thành như bí thư Hạ lúc đó anh sẽ có năng lực cáng đáng mọi chuyện. Hôn lễ của Lam Miệt và Phương Cách đã định vào mùng 2 Tết, Hạ Tưởng vốn dĩ muốn mùng 2 đi Bắc Kinh, xem ra phải rời lại mùng 3 rồi. Nhưng việc kết hôn phải sắp xếp trước, hắn liền gọi điện cho Tề Á Nam, để Tề Á Nam đứng ra sắp xếp, Tề Á Nam đương nhiên không từ chối, liền nhận lời. Sau đó Hạ Tưởng lần lượt gọi điện hỏi thăm Tôn Hiện Vĩ, Phùng Húc Quang và Tiêu Ngũ, để đến lúc đó họ phải đến tham gia, mấy người họ đều gật đầu đồng ý. Gọi xong mấy cuộc điện thoại, đám cưới của Phương Cách đã ổn thỏa, không những đặt xong khách sạn, kể cả sân khấu làm lễ, MC và tất cả vật dụng đều đã chuẩn bị xong, khiến cho Phương Cách vui mừng khôn xiết, cười hi hi. Đúng là lãnh đạo có quyền thế, còn chu đáo hơn ba em nữa. Hạ Tưởng không để ý đến lời nịnh bợ của Phương Cách, liền hỏi. Kết hôn không phải là chuyện nhỏ, tại sao lại đột ngột như vậy? Phải định ngày trước mới đúng, bây giờ là lúc nào rồi,
mà giờ này mới định ngày. Phương Cách dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lam Miệt. Vốn dĩ là nói 1/5 năm sau mới cưới, không biết Lam Miệt mắc cái gì đòi mồng 2 Tết này cưới, nói là mồng 2 kết hôn mới thiên trường địa cửu, em nói không lại cô ấy nên đành phải nghe theo. Lam Miệt trừng mắt nhìn Phương Cách. Em muốn thử xem anh có phải thật lòng muốn cưới em không, nếu muốn thì dù em có nói hôm nay cưới, anh cũng phải chịu tổ chức đám cưới thôi. Đúng là một cặp oan gia, Hạ Tưởng cười cười, thôi kệ, có thể giúp họ sắp xếp được tới đâu thì tới. Trưởng ban Phương, à không, bây giờ phải gọi là bí thư Phương rồi, nếu đã mở lời nhờ hắn chăm sóc Phương Cách, thì hắn phải tận tâm tận lực trải đường cho Phương Cách. Hơn nữa Lam Miệt và cô bé Lê thân như hai chị em, hắn sẽ cố gắng giúp tới cùng. Ăn cơm xong, Hạ Tưởng giúp dọn chén dĩa, khi đi vào bếp, đi qua sau lưng Lam Miệt, không để ý Lam Miệt đột nhiên cúi xuống để đồ, mông của Lam Miệt đụng ngay eo trên đùi của Hạ Tưởng. Cái đụng của Lam Miệt không nhẹ, tuy là mông của Lam Miệt rất đàn hồi, nhưng bởi do cô ấy thường xuyên luyện tập nên trong tính đàn hồi còn rất rắn chắc, đụng phải Hạ Tưởng rất đau, Hạ Tưởng hít thở sâu cắn răng chịu đau. Lam Miệt cũng cảm nhận được bộ phận nhạy cảm của Hạ Tưởng, xoay người lại cười. Có lời rồi còn gì sao lại mặt trao mày ủ, hay là làm lãnh đạo rồi nên lúc nào cũng làm ra dáng đoan chính. Không biết lúc anh và cô bé Lê Em Eo cũng sụ mặt vậy sao? Hạ Tưởng đau đến khó chịu, không có phản ứng một lúc. Cái gì là Em Eo? Vừa hỏi xong mới nghĩ ra có ý gì, liền không nhịn được cười. Phụ nữ bây giờ thật lợi hại, cái gì cũng dám nói. Hừ, anh mới biết hả? Lam Miệt liếc Hạ Tưởng một cái. Anh rảnh thì lên mạng sẽ biết ngay, xem sách của các tác giả nữ, miêu tả còn hay hơn tác giả nam nữa đó, hơn nữa còn có một nữ mà nhiều nam. Tốt hơn hết là đừng xem, không chừng đàn ông các anh chịu không nổi đâu. Tôi có một người bạn học có nickname là Cà Phê Molly rất thích xem tiểu thuyết con gái, ngày nào cũng xem đến tận khuya, có khi còn giới thiệu tôi xem truyện tranh hát, tôi cũng không dám xem. Truyện tranh hát. Vừa nói xong Hạ Tưởng cảm thấy hối hận, đúng là rảnh. Tại sao lại cùng Lam Miệt thảo luận về vấn đề này? Lam Miệt quả thật hào hứng, kéo Hạ Tưởng lại không cho hắn đi, nhất định phải kể cho hắn nghe chuyện tranh hát đặc sắc như thế nào. Hạ Tưởng tự nhận mình không phải là chính nhân quân tử, nhưng hắn cảm thấy trốn trong phòng bếp giấu Phương Cách và cô bé Lê để cùng Lam Miệt thảo luận vấn đề người lớn cũng rất ngại, liền vội tìm đường chạy. Lam Miệt thấy bộ dạng bối rối của Hạ Tưởng thì bất mãn nói. Ăn cho béo, cũng rất biết làm bộ làm tịch. Hạ Tưởng giả vờ không nghe, dù có quen thân với Lam Miệt thì hắn cũng là lãnh đạo quận ủy có đúng không? Phải giữ hình tượng, chủ yếu là Lam Miệt là bạn học của cô bé Lê, là vợ chưa cưới của Phương Cách. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Tào Vĩnh Quốc từ thành phố Bảo đến thành phố Yến. Đã là 30 Tết rồi, sau khi vợ chồng Tào Vĩnh Quốc đến, cũng không ở lâu chỉ kịp uống vài ngụm nước rồi cùng với hai vợ chồng Hạ Tưởng lái hai chiếc xe đi thẳng đến thành phố Đan Thành. Lần này Tào Thù Quân dắt bạn gái của cậu ta là Mộng Thủy Giao đến. Là công tử của bí thư thành ủy, khi Hạ Tưởng trở thành anh rể của Tào Thù Quân, y bắt đầu chịu sự ảnh hưởng lớn từ Hạ Tưởng, mọi thứ đều noi gương Hạ Tưởng. Cậu ta vốn dĩ cho rằng là một người đàn ông phải quen nhiều bạn gái mới đúng là đàn ông đích thực, nhưng nghĩ lại chuyện chị mình và Hạ Tưởng vừa quen là thành công, với lại bây giờ Hạ Tưởng thuận buồm xuôi gió, lại rất yêu chị nên Tào Thù Quân liền thay đổi ý nghĩ. Quyết định nắm chắc Mộng Thủy Giao là được. Chủ yếu là Mộng Thủy Giao vô cùng khôn khéo, tính tình rất giống Tào Thù Lê nhưng không thông minh như Tào Thù Lê, cũng rất xứng với Tào Thù Quân. Tào Thù Quân tự mình biết rõ, cô gái thông minh như chị thì y kham không nổi, thà tìm một cô gái dịu dàng thật thà cũng thấy an tâm hơn. Tào Thù Quân cũng có bằng lái, ngứa tay y liền chở mẹ, chị gái và Mộng Thủy Giao. Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc đi cùng một xe, hai người có chuyện muốn nói. Lần trước Hạ Tưởng bị thương, Tào Vĩnh Quốc không đến Bắc Kinh thăm hắn, sau đó khi hắn khỏe lại về thành phố Yến, Tào Vĩnh Quốc nhân cơ hội về thành phố Yến họp tỉnh ủy, nhân tiện thăm Hạ Tưởng. Tuy là ông ấy không nói gì nhiều, Hạ Tưởng cũng cảm thấy cha vợ đối với hắn cũng có nhiều ý kiến. Đoán là sẽ trách hắn quá liều lĩnh quá mạo hiểm thôi. Quả nhiên, vừa lên đường, Tào Vĩnh Quốc đã mở miệng nói. Tiểu Hạ, con không còn nhỏ nữa, lại có con rồi. Trước khi làm việc gì cần suy xét cho kỹ rồi mới làm, biết rõ là cạm bẫy, tại sao lại còn nhảy vào. Né tránh không tốt sao, không nhất định phải đối đầu với đối thủ, con mà bị thương, thì có rất nhiều người lo lắng.
bây giờ con không như trước rồi, trên có già dưới có trẻ, có rất nhiều trọng trách. Tào Vĩnh Quốc không tỏ vẻ thân thiết, có lẽ là do lâu năm làm quan vẻ thân thiết không biểu lộ ra bên ngoài như những ông lão bình thường. Đương nhiên, cũng không loại trừ tình cảm giữa cha vợ và con rể rất khó trao đổi, nhưng dù thế nào đi nữa Hạ Tưởng cũng cảm nhận được sự lo lắng, oán hận trong mắt ông ấy. Oán hận, cũng là vì yêu thương mà quở trách thôi. Chương 653, hỏi kế. Hạ Tưởng không muốn cùng cha vợ tranh luận cái gì, hắn cũng biết rõ giữa hắn và Tào Vĩnh Quốc, trên đạo làm quan và đối nhân xử thế có không ít khác biệt, mỗi người có một nguyên tắc riêng. Không phải nói ai đối nhân xử thế tốt, Hạ Tưởng không muốn làm quan theo cách của cha vợ mà cũng không muốn học cách đối nhân xử thế như ông ấy. Dù có không muốn thì cũng không dám thảo luận với cha vợ ai đúng ai sai, chỉ gật đầu nói. Dạ, sau này con sẽ chú ý, có khi trong quan thân bất do kỷ, trước sự nguy hiểm, thân là quan phụ mẫu mà không dũng cảm đứng ra, trong lòng cũng thấy bứt rứt. Tào Vĩnh Quốc thở dài. Năm xưa ba cũng rất nhiệt huyết, cũng biết tuổi trẻ rất dễ kích động, thật ra cũng không thể trách con, bắt con phải theo cách làm quan và đối nhân xử thế của ba cũng chưa chắc có tiền đồ tốt. Con cứ đi theo con đường của con, nhưng nhớ một điều, quan có thể không làm nhưng phải nghĩ cho gia đình một chút. Câu nói rất có lý, Hạ Tưởng gật đầu ghi nhớ. Sau đó, liền nói một đề tài thư giãn. Tào Vĩnh Quốc rất thích Hạ Đông, nhắc đến Hạ Đông là lộ rõ bộ mặt rạng rỡ yêu thương, khiến cho trong lòng Hạ Tưởng cảm thán, quả nhiên là cách bối thân cách một đời thì thân thiết hơn. Vừa nãy cha vợ và hắn thảo luận vấn đề với bộ mặt rất nghiêm túc. Bây giờ nhắc đến Hạ Đông thì có khuôn mặt hiền từ, khác biệt quá nhiều. Bởi vậy nghĩ đến việc người trong nước sau khi sinh con thường giao cho ông bà nội hoặc ông bà ngoại trông. Người già cưng chiều đứa nhỏ quá mức, không nỡ la mắng, đứa nhỏ làm sai chuyện một câu nói nặng cũng không dám nói, nhất là các cụ già rất thích khi đứa cháu bị ngã, nếu bị cái ghế làm ngã thì đánh cái ghế, bị té xuống đường thì chửi con đường, không để cho các cháu ý thức được khi đi đường bị té nguyên nhân là do mình. Mà không phải oán trời oán đất mà oán người khác. Dần già khiến cho đứa trẻ từ nhỏ trở nên ích kỷ mà không biết đề cao khả năng xử lý tình huống của mình, gặp chuyện gì lại oán trách người khác, cuối cùng sẽ là kẻ vô tích sự. Hạ Tưởng liền quyết định, cho dù cực một chút mệt một chút cũng phải tự mình chăm con, từ nhỏ yêu cầu nghiêm khắc với con là có trách nhiệm với nó. Hắn muốn nuôi dạy con trai thành một người biết tự lập mà không phải là một đứa công tử hay một đứa con quan hư hỏng. Thành phố Yến cách thành phố Đan Thành rất gần, còn chưa đến giữa trưa thì đã đến thành phố Đan Thành, vừa kịp lúc ăn bữa cơm đoàn viên. Trưa 30 Tết ăn sủi cảo, tập tục là nấu sủi cảo và đốt pháo, mấy người Hạ Tưởng đi vào nhà trong tiếng pháo dày đặc. Hạ Thiên Thành và Trương Lan từ sớm đã chờ sẵn ở đầu đường, vừa thấy xe của Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc xuất hiện đều tỏ ra rất phấn khởi, vui mừng. Chờ xe ngừng hẳn, Hạ Thiên Thành liền nắm chặt tay của Tào Vĩnh Quốc. Nhất định phải mời Tào Vĩnh Quốc vào nhà ăn cơm. Tào Vĩnh Quốc còn cha mẹ ở đây, vốn dĩ không muốn ở lại nhà họ Hạ ăn cơm, câu nói của Hạ Thiên Thành đã làm thay đổi ý định của ông ấy. Bí thư Vương đã ở nhà chờ ông cả nửa ngày rồi, Tết ông ấy không có về nhà chính là cố ý muốn chờ ông xui về. Vương Tiếu Mẫn cũng đến sao? Không thể không nể mặt bí thư thành ủy thành phố Đan Thành, Tào Vĩnh Quốc đành phải đồng ý. Hạ Thiên Thành, Trương Lan với Hạ An và Hứa Ninh vây quanh Tào Vĩnh Quốc, khi cả đoàn người của Hạ Tưởng chậm rãi đi qua khu nhà ở, tất cả mọi người đều rất ngưỡng mộ Hạ Thiên Thành. Không ngưỡng mộ cũng không được, ai cũng biết con trai lớn của Hạ Thiên Thành, Hạ Tưởng là bí thư quận ủy, nghe nói còn là cán bộ phó giám đốc sở, tương đương với phó thị trưởng thành phố Đan Thành. Con trai thứ hai là thư ký của bí thư thành ủy thành phố Đan Thành, là thư ký của một người đứng đầu sẽ rất có tiền đồ. Bí thư Vương giờ là khách của nhà họ Hạ, Tết lớn như vậy mà không về nhà ăn Tết lại cố tình đến nhà Hạ Thiên Thành, thật sự rất nể mặt. Bí thư thành ủy ở trong nhà Hạ Thiên Thành, không chỉ là tổng giám đốc công ty Nhất Kiến, ngay cả bí thư quận ủy và chủ tịch quận đều ngồi không yên, cũng muốn đến tiếp khách nhưng lại bị bí thư Vương đuổi về. Bởi vì bí thư Vương nói, ông ấy đến làm khách, không phải việc công, không cần người đến cùng. Cuối cùng bí thư quận và chủ tịch quận đành phải đi về khiến cho hàng xóm đều trố mắt ra. Ôi, thật không ngờ, lúc trước một người không có tiền đồ như Hạ Thiên Thành bây giờ càng ngày lại càng khá lên, bí thư quận ủy và chủ tịch quận cũng đến ngồi ở nhà họ Hạ không đi, nghe nói là cố ý muốn chờ Hạ Tưởng về. Hạ Thiên Thành đã có thể diện, trở thành người giỏi giang, đã sinh được hai người con rất có bản lĩnh,
già rồi, xem như đã được ngẩng cao đầu. Mọi người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, tự trách mình không thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp để sớm gả cho hai đứa con của Hạ Thiên Thành, bây giờ sẽ trở thành vợ của bí thư quận ủy và vợ của thư ký. Ôi, chỉ trách lúc trước không biết nhìn xa trông rộng, không nhận ra hai đứa con của Hạ gia đều là người tài giỏi. Nhưng mọi người lại nghĩ, cho dù con gái của họ có đẹp đến mấy cũng không được, vợ của Hạ Tưởng vừa đẹp vừa giỏi, còn là con gái của bí thư thành ủy, mình chỉ là người dân bình thường, con gái có xinh đẹp cách mấy cũng không phải là con gái cưng của bí thư thành ủy. Đem so với người chỉ có tức chết. Đương nhiên đa số người đều nhìn đoàn người của Hạ Tưởng với ánh mắt ngưỡng mộ. Hạ Tưởng cũng không có gì kiêu ngạo, chào hỏi những người quen biết. Tào Vĩnh Quốc cũng vậy, ông ấy tuy đã ra ngoài nhiều năm, có rất nhiều người cũng không quen biết nhưng cũng không tỏ ra kiêu ngạo với người dân bá tánh, với lại từ trước đến giờ ông ta không phải là kẻ kiêu ngạo. Còn chưa đi đến cửa nhà, Vương Thiếu Mẫn nghe được tiếng động liền ra ngoài nghênh đón. Vương Thiếu Mẫn hôm nay cố tình đến nhà họ Hạ để chờ Hạ Tưởng, cũng vì muốn cảm ơn Hạ Tưởng đã có ảnh hưởng quan trọng trong quá trình ông ta thuận lợi tiếp nhậm chức bí thư thành ủy. Từ lúc đầu có lời đồn là sẽ để danh ông ta làm thành ủy thành phố Đan Thành, lại đến chủ tịch tỉnh Phạm gây thêm rắc rối, đề nghị Phương Tiến Giang đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Đan Thành, sau đó đã rằng có một thời gian dài khiến tâm trí của ông ta treo lơ lửng trên không, không tìm được chỗ dựa. Chỉ đến lúc xác định rõ ràng, Vương Thiếu Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong đời chưa từng phải lo lắng một việc lớn như vậy. Không lo không được, thị trưởng là cơ sở, bí thư chỉ là bậc thang để thăng chức, không đảm nhận chức bí thư thì tuyệt đối không thể lên đến cấp phó tỉnh. Tuy rằng đảm nhiệm chức bí thư thành ủy cũng chưa chắc có thể lên chức phó tỉnh, nhưng nếu không được rèn luyện qua cương vị bí thư thành ủy thì càng không thể. Vương Thiếu Mẫn vẫn rất quan tâm nhất cử nhất động ở trong tỉnh, tuy ông ta cũng không rõ những ảnh hưởng quan trọng của Hạ Tưởng, nhưng cũng thấy rõ cách làm chu toàn của Hạ Tưởng, kết quả cuối cùng cũng có lợi cho ông ấy. Mặc kệ Hạ Tưởng làm việc này có phải vì ông ta hay không, ông ta cũng cần phải bày tỏ với Hạ Tưởng. Bởi vì thông qua toàn bộ sự việc ông ta cũng có kết luận, Hạ Tưởng giờ chỉ là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, cũng không có danh hiệu gì ở thành phố Yến của tỉnh thành, nhưng sức ảnh hưởng của hắn lại có 102, đồng thời có thể tiếp chuyện với bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm, và cũng có khả năng ảnh hưởng đến những quyết định của họ. Dù có phải hay không thì Hạ Tưởng cũng là quý nhân trên con đường làm quan của ông ta. Ông ta phải bày tỏ lòng biết ơn với Hạ Tưởng, nếu không ông ta sẽ là kẻ không biết đối nhân xử thế. Bởi vậy Vương Thiếu Mẫn mới từ bỏ lòng tự trọng của một bí thư thành ủy, đến nhà họ Hạ từ sớm để chờ Hạ Tưởng về. Hạ An là thư ký của ông ta đến nhà thư ký làm khách cũng là chuyện bình thường, và lại ông ta và Hạ Tưởng cũng có qua lại, cũng chơi thân với Tào Vĩnh Quốc. Hạ Tưởng là phó giám đốc sở, Tào Vĩnh Quốc là giám đốc sở, một mình y chờ một giám đốc sở và một phó giám đốc sở cũng không có gì mất mặt. Nghe bên ngoài có tiếng động, lại nghe được tiếng nói quen thuộc của Hạ Tưởng. Vương Thiếu Mẫn biết được họ đã đến liền đứng dậy đi ra nghênh đón. Tào Vĩnh Quốc thấy Vương Thiếu Mẫn không những đến sớm chờ cả nửa ngày trời mà còn đích thân ra nghênh đón, cũng cảm thấy rất hãnh diện. Ông ta ngang hàng với Vương Thiếu Mẫn ngồi chờ cả nửa ngày mà còn ra đón, tức là đã hạ phong thái. Hơn nữa Đan Thành là quê hương của ông ta, quan phụ mẫu của quê nhà ở đây chờ đã lâu, khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đương nhiên, trong lòng ông ấy cũng biết rõ. Một mặt là Vương Thiếu Mẫn nể mặt ông ấy, mặt khác là ông ta muốn đợi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đúng là đứa con rể hiền tài, từng bước đi đến ngày hôm nay, khiến cho Tào Vĩnh Quốc được mở tầm mắt về tốc độ lên chức của Hạ Tưởng. Ông ta năm nay 50 tuổi, chỉ mới là giám đốc sở. Hạ Tưởng năm nay 28 tuổi, đã là phó giám đốc sở, điều quan trọng là dù giữ chức phó giám đốc sở nhưng lại là nhân vật số 1. Mà vài năm trước cảnh Hạ Tưởng lần đầu tiên đến nhà còn hiện rõ mồn một. Lúc đó hắn chỉ là một nhân viên bình thường, còn chưa gia nhập vào cánh cửa quan trường, nhưng giờ đã là một phó giám đốc sở, ở một số nơi thì đã là vị trí phó bí thư, phó thị trưởng. Tào Vĩnh Quốc nghĩ đến những việc Hạ Tưởng đã làm, trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Thôi, sau này mặc kệ hắn, cứ để hắn phát triển theo ý của mình, tới đâu thì tới. Qua mấy năm nữa, nói không chừng Hạ Tưởng có thể sẽ là quan phụ mẫu của thành phố có vài triệu nhân khẩu. Lúc đó hắn chỉ mới 30 tuổi. Mà khi ông ấy 30 tuổi thì mới chỉ là phó phòng. Tào Vĩnh Quốc nhiệt tình bắt tay Vương Thiếu Mẫn, hàn huyên mấy câu. Sau đó, Vương Thiếu Mẫn lại bắt tay Hạ Tưởng,
hai tay của ông ấy nắm chặt tay của Hạ Tường, cảm kích nói. Bí thư Hạ, nhớ lúc trước gặp mặt, cậu vẫn là trưởng phòng tổ lãnh đạo, sau này nghe nói cậu đảm nhận chức chủ tịch quận, không ngờ lần gặp mặt này đã là bí thư, tôi đã lăn lộn lâu năm trong quan trường rồi, đây là lần đầu tiên thấy sự kỳ lạ phát sinh trên người của cậu, cũng xem như được mở mang kiến thức. Giọng điệu của Vương Tiếu Mẫn nửa trêu chọc, nửa cảm thán, Hạ Tường cảm nhận được sự thân thiết của ông ấy, cũng vội nắm lấy hai tay. Làm phiền Phó Bí Thư Vương chờ tôi cả nửa ngày, thật ngại quá. Nếu ông gọi điện trước thì dù phải làm gì tôi cũng phải đến sớm một chút. Vương Tiếu Mẫn cười ha hả. An toàn là trên hết. An toàn tuy là quan trọng, nhưng bảo vệ sự riêng tư của tôi cũng rất quan trọng. Tôi sợ Phó Bí Thư Vương chờ lâu sẽ phát hiện ra hình hồi nhỏ của tôi. Lúc nhỏ hơi bướng bỉnh, vừa đen vừa ốm, ngài xem rồi sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tôi. Hạ Tường nói đùa một câu, làm cho không khí sôi động một chút. Ha ha! Vương Tiếu Mẫn bị Hạ Tường chọc cười. Cậu không nói, tôi cũng không nghĩ ra chuyện này. Lát nữa phải xem lại hình hồi nhỏ của cậu xem lúc nhỏ có dáng vẻ làm quan không. Mọi người vui cười đi vào nhà. Tào Vĩnh Quốc thấy một câu nói của Hạ Tường không những đã kéo gần khoảng cách giữa mọi người, mà còn có lời giải thích tốt đẹp cho sự chờ đợi lâu của Vương Thiếu Mẫn. Trong lòng ngầm tán thưởng Hạ Tường đủ thông minh, phản ứng nhanh, trong câu nói đùa đã tạo cho Vương Thiếu Mẫn một bậc thang đi xuống. Mọi người đi vào nhà, trong nhà đã dọn sẵn thức ăn. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Tào Vĩnh Quốc và Vương Thiếu Mẫn ngồi ngay chỗ chính, Hạ Tường ngồi kế bên tiếp khách, Hạ An và Hạ Thiên Thành ngồi ở chỗ cuối. Trương Lan và Tào Thù Lê, Hứa Ninh không ngồi chung, mà đến một phòng khác để ăn. Hạ Đông đã ngủ suốt đường đi, vừa đến nhà liền thấy thích thú, đôi mắt to đen huyền cứ láo lia nhìn cái này nhìn cái kia, không sợ người lạ. Trương Lan rất vui mừng đưa tay ra bế Hạ Đông cũng không rụt rè, được bà nội ôm trong lòng còn đưa tay ra nựng mũi của bà nội. Trương Lan mừng rỡ cười tâu toét. So với sự hưởng thụ hạnh phúc gia đình của Trương Lan thì sự hưởng thụ của Hạ Thiên Thành là một niềm hạnh phúc mỹ mãn. Hai đứa con trai, một là trưởng phòng, một là phó giám đốc sở, xui ra là giám đốc sở, còn một người là bí thư thành ủy và cũng là giám đốc sở của thành phố Đan Thành, nhà họ Hạ thật sự rất vẻ vang, tập hợp nhiều quan lớn. Nhất là đứa con lớn hiện là nhân vật số một của quận ủy, đường đường một bí thư quận ủy, so với thời xưa được xem là quan ngũ phẩm. Thời xưa có một thất phẩm chi huyện đã làm rạng danh tổ tông, hiện giờ đứa lớn đã vượt qua cả chi huyện, tổ tiên của nhà họ Hạ biết được sẽ rất vui. Hạ Thiên Thành lưng lưng nước mắt, trong lòng vô cùng kích động. Lần trước Hạ Tường bị thương, ông ấy đã lo lắng suốt. Tuy nhiên căn cứ vào người tốt ở hiền sẽ gặp lành, Hạ Thiên Thành kiên định cho rằng Hạ Tường là người tốt, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Cố nhiên cuối cùng mọi việc đối với Hạ Tường đều suôn sẻ, bình an xuất viện. Khiến cho ông ấy tạm khép lại nỗi lòng. Chờ đến khi Hạ Tường thuận lợi tiếp nhận chức phụ bí thư, Hạ Thiên Thành liền thành khẩn nói với Trương Lan. Tôi nói là không cần phải lo cho thằng lớn mà, thấy không bây giờ linh nghiệm rồi đó. Ở hiền gặp lành, cát nhân thiên tướng, thằng lớn làm việc cho dân chúng, ông trời sẽ không bỏ mặt nó, bà đừng lo lắng vớ vẩn, cái này gọi là vì họa được phúc. Trương Lan không màn tới sự lạc quan của Hạ Thiên Thành, oán giận nói. Làm sao tôi không lo được, con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, tôi mặc kệ nó có phải là quan lớn hay không, nhưng nó là con của tôi, thì tôi phải quản. Bây giờ Hạ Tường đã thuận lợi đảm nhiệm chức bí thư quận ủy, đã thành nhân vật số một, về nhà ăn Tết còn làm kinh động cả bí thư thành ủy phải đến chờ. Hạ Thiên Thành biết, con trai ông ta Hạ Tường, càng ngày càng có tiền đồ, làm quan càng ngày càng lớn. Hạ Thiên Thành nhìn con mình đang nói chuyện với hai bí thư thành ủy. Trong lòng vui mừng nghĩ rằng, ông ta già rồi, cả đời không có tiền đồ nhưng có hai đứa con có tiền đồ như vậy coi như đời này sống không uổng phí. Hạ Tường cũng không biết cảm giác suy nghĩ lẫn lộn của cha, hắn chỉ đang nghĩ đến dụng ý của việc Vương Thiếu Mẫn cố tình đến nhà đợi mình có lẽ là vì cảm ơn hắn đã ra tay giúp đỡ. Nếu sự việc không suôn sẻ, nếu Phương Tiến Giang đến thành phố Đan Thành thì sẽ cản trở con đường thăng tiến của Vương Thiếu Mẫn. Trong diễn tiến của sự việc này, nói thật Hạ Tường cũng không có suy nghĩ nhiều về tiền đồ của Vương Thiếu Mẫn, bởi vì sau một loạt những quan hệ rắc rối phức tạp nên việc thăng chức của Vương Thiếu Mẫn không quan trọng. Nhưng cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết suôn sẻ theo ý nghĩ của hắn, cũng như đã gián tiếp giúp Vương Thiếu Mẫn. Từ thị trưởng đến bí thư, trên thực tế một bước đi nhỏ cũng rất gian nan.
Nếu lần này Vương Thiếu Mẫn không thuận lợi thăng chức, lần sau sẽ không biết đến khi nào, cho nên trong quan trường đều là thả đoạn một giây, chứ không ngừng 3 phút. Sau khi uống vài ly rượu, không khí trở nên sôi nổi, trên cơ bản không có người ngoài, Vương Thiếu Mẫn mượn hơi rượu nói. Không có gì bất ngờ xảy ra thì tôi có thể ở thành phố Đan Thành làm thêm 5-3 năm nữa. 5-3 năm sau, tuyến đường sắt nối ra biển đã sớm thông xe, cung văn hóa truyện cổ thành ngữ cũng trở thành thắng cảnh lớn trong nước, rượu tương đài bây giờ cũng có tiếng ở trong nước, đến lúc đó cũng trở thành một trong 10 loại rượu ngon nhất cả nước, trên cơ bản cũng không có gì nuối tiếc. Tiểu Hạ, cậu nói thử xem, đối với tương lai của thành phố Đan Thành, cậu còn có ý tưởng gì không? Đối với việc Vương Thiếu Mẫn lại một lần nữa hỏi kế của hắn, Hạ Tưởng trong lòng biết rõ, thật ra đối với hướng phát triển và quy hoạch tổng thể của thành phố Đan Thành thì với một người đã từng làm thị trưởng và bí thư ở thành phố Đan Thành gần 2 năm như Vương Thiếu Mẫn mà nói thì trong lòng đã có sẵn kế hoạch lớn. Hỏi như vậy chẳng qua là mở đầu cho cuộc nói chuyện của hai người bạn mà thôi. Hoặc là nói Vương Thiếu Mẫn muốn mượn cơ hội để nói ra suy nghĩ của ông ta để xin ý kiến của hắn và Tào Vĩnh Quốc để tham khảo. Hạ Tưởng liền thuận nước đẩy thuyền. Sự phát triển tổng thể của thành phố Đan Thành hiện tại rất vững vàng, tiềm năng cũng rất lớn. Tôi cũng nghe Hạ An nói một ít về các kế hoạch quy hoạch, cảm thấy cũng rất hợp cho quy luật phát triển, cũng mang đặc sắc của thành phố Đan Thành. Vương Thiếu Mẫn khẽ mỉm cười. Tiểu Hạ nói vào vấn đề chính đi, cũng không phải là người ngoài, tôi và cậu quen biết nhau cũng đã lâu rồi, tôi vẫn luôn xem cậu là bạn. Hạ Tưởng liền cười ha hả. Bí thư Vương, ngài cứ luôn xem tôi như thư ký miễn phí của ngài vậy. Tôi không có ý kiến, bí thư Trần cũng sẽ có ý kiến, sẽ trách tôi không tập trung vào xây dựng quận Hạ Mã mà lại đi nhúng tay vào việc của thành phố Đan Thành là ôm đồm quá nhiều việc. Xem kìa, Tiểu Hạ thật biết nói chẹn họng người khác. Vương Thiếu Mẫn cười ha hả. Xin bí thư Tào phân xử giúp, tôi cho cậu ta đưa ra kế sách để phát triển quê nhà, cậu ta ngược lại còn ra sức từ chối. Còn đem bí thư Trần ra đè tôi, xem có tức không chứ? Tào Vĩnh Quốc biết Hạ Tưởng và Vương Thiếu Mẫn so chiêu là cố ý mai phục, cũng là một nghệ thuật nói chuyện để kéo gần mối quan hệ. Ông ta liền nâng ly rượu cùng Vương Thiếu Mẫn cùng ly, trầm tư một lúc, nói. Suy cho cùng Hạ Tưởng cũng còn trẻ, kiến thức nông cạn, chỉ sợ điều nó nói ra lại không vừa ý anh, ngược lại còn để lộ ra sự nông cạn. Nhưng đối với hướng phát triển sau này của thành phố Đan Thành, tôi lại có cái nhìn non yếu một chút. Vương Thiếu Mẫn vốn dĩ muốn xin ý kiến của Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc, nếu Tào Vĩnh Quốc đã chủ động mở lời, ông ta rất sẵn lòng, vội nói. Mời bí thư Tào phát biểu cao kiến. Tào Vĩnh Quốc khoát tay cười. Cũng không phải là cao kiến gì, chỉ vì là một người con của Đan Thành có ước vọng Đan Thành sau này ngày càng tốt đẹp hơn thôi. Đan Thành nằm ở phía nam của thành phố Yến, tiếp giáp với tỉnh Dự, ưu thế cũng là điểm bất lợi. Ưu thế là, có thể nằm trong tỉnh Yến, đem tài nguyên của tỉnh Yến hóa thành tài nguyên của Đan Thành, phát triển thành phố Đan Thành trở thành cửa sổ phía nam của tỉnh Yến, khiến cho Đan Thành trở thành trận tuyến mậu dịch đứng đầu của tỉnh Yến với tỉnh Dự, hẳn là một thị trường rất có triển vọng. Vương Thiếu Mẫn nghe xong liên tục gật đầu. Ý tưởng của bí thư Tào không tồi, để tôi trở về sẽ tổ chức một cuộc họp nghiên cứu để bàn bạc với các phòng ban liên quan. Nói xong, ông ta lại nhìn Hạ Tưởng cười tủm tỉm hỏi. Cậu cũng nói mấy câu đi. Tiểu Hạ, chắc cậu cũng có ý tưởng tốt, đúng không? Chương 654, tình người. Ý nghĩ về bước phát triển tiếp theo của thành phố Đan Thành, Hạ Tưởng quả thật là có, không những có mà còn có rất nhiều. Thành phố Đan Thành là quê hương của hắn. Đời trước hắn tuy là một người làm ăn bình thường, nhưng rất quan tâm đến việc phát triển của thành phố Đan Thành, hơn nữa cũng cho rằng có nhiều nơi không hợp lý. Thành phố Đan Thành phát triển không nhanh không chậm. Trong toàn tỉnh thì ở trong tình cảnh nửa vời. Nhưng so với tốc độ phát triển như bay của thành phố Yến, cùng với sự phát triển bay vọt của thành phố Tần Đường sau này, và sự phát triển nhảy vọt của cảng Hoàng Hoa, thì sự phát triển ổn định của thành phố Đan Thành sẽ thua chỉ kém em. Nhưng so với thành phố Thủy Hằng, thành phố Ngưu thì thành phố Đan Thành lại có những điểm nổi bật, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho thành phố Đan Thành an phận thủ thường, không muốn phát triển thêm. Vị trí địa lý của thành phố Đan Thành cực kỳ tốt, có khoảng cách rất gần với 4 tỉnh ở 4 hướng Đông Nam Tây Bắc, thậm chí được xưng là con đường lớn thông với 4 tỉnh. Nhưng có một điểm yếu là giao thông Nam Bắc phát triển, giao thông Đông Tây lại bị ức chế.
Thực ra không chỉ giao thông đông tây của thành phố Đan Thành phát triển chậm trong một thời gian dài, hiện trạng trong cả nước cũng là Nam Bắc có hai con đường huyết mạch thông xuyên cả nước, đông tây thì lại không. Toàn bộ tỉnh Yến cũng như vậy, hai con đường huyết mạch Nam Bắc cũng phải đi qua tỉnh Yến, nhưng giao thông đông tây thì cho dù là quốc lộ hay đường cao tốc cũng phát triển rất chậm, nhìn từ mọi góc độ thì cũng đều hạn chế việc giao lưu giữa tỉnh Yến và các tỉnh anh em. Nhưng vấn đề giao thông không dễ giải quyết, không phải làm một lần là xong, chỉ có thể từ từ giải quyết. Hơn nữa việc cải thiện giao thông phải đầu tư rất lớn, không phải là chỉ một thành phố một tỉnh là làm được, phải phát động sức lực của nhiều tỉnh thậm chí là cả nước mới có thể làm được. Ý tưởng của Hạ Tưởng thực ra là bổ sung dựa vào ý tưởng của Tào Vĩnh Quốc. Vị trí thành phố Đan Thành nằm ở phía nam của tỉnh Yến, khoảng cách với tỉnh dự gần hơn là thành phố Yến. Đi về hướng nam không đến 50 km là đã ra khỏi tỉnh, không đến 100 km là đến thành phố Dương An của tỉnh dự. Hơn nữa thành phố Đan Thành cũng nằm dọc trên con đường chính Nam Bắc, cứ dọc theo xuống phía nam, giao thông rất thuận tiện. Đi theo hướng đông không tới 100 km là đã tới tỉnh Tề, theo hướng tây đi không đến 100 km là tới tỉnh Tây. Nhưng theo cảm nhận của người dân trong thành phố Đan Thành thì thấy tỉnh Tề và tỉnh Tây không gần bằng tỉnh Yến, là vì sao? Bởi vì dù đi theo hướng đông hay tây đều chỉ là tỉnh lộ, ngay cả quốc lộ còn không có huống hồ chi là đường cao tốc. Tuy thành phố Đan Thành cách thành phố Yến gần 200 km, nhưng nếu đi đường cao tốc thì một tiếng mấy là tới nơi, mà còn có rất nhiều chuyến xe lửa để đi. Nhưng cho dù là đi hướng đông hay hướng tây thì tỉnh lộ chẳng những chật và khó đi mà còn có vô số xe ba bánh, xe nông chiếm đường, tốc độ không vượt quá 60 km/h, rất khó đi. Điểm quan trọng nhất là không có đường sắt. Hạ Tưởng đương nhiên không muốn đề nghị phát triển hướng đông hướng tây phải có hiệu quả và lợi ích, không có đường sẽ rất khó đi, nếu làm đường sắt thì không thực tế cũng không có khả năng, đúng là ảo tưởng. Hắn muốn nói với Vương Tiếu Mẫn là, phải lợi dụng ưu thế tài nguyên khoáng sản phong phú ở vùng núi phía tây của thành phố Đan Thành để đổi lấy tài nguyên than đá ở tỉnh Tây. Lợi dụng các huyện sản xuất bông gòn và sản xuất các loại rau ở đồng bằng phía đông của thành phố Đan Thành. Xây dựng một mối quan hệ cung cầu với tỉnh Tề. Tỉnh Tây là một tỉnh lớn sản xuất than đá, có thể biết trước được là, trong thời gian ngắn tài nguyên than đá sẽ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của người dân trong nước, và không có gì có thể thay thế được. Tài nguyên khoáng sản ở vùng núi phía Tây của thành phố Đan Thành vô cùng phong phú, nhưng bởi vì vùng núi phía Tây luôn rất nghèo khó, thành phố Đan Thành lại không chú trọng khoáng sản, chỉ xem trọng vào ưu thế của khu khai thác mỏ Phong Phong. Mà lại bỏ qua những tài nguyên khoáng sản phong phú khác còn có triển vọng hơn là việc khai thác mỏ. Cho dù nói khu vực khai thác mỏ Phong Phong của Hàm Đan vì có than để khai thác nên đã hình thành một khu nội rời xa thành phố Đan Thành, nhưng tài nguyên than đá không có giá trị cao bằng khoáng sản. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân khai thác quá mức, tài nguyên than đá ở khu khoáng sản Phong Phong đã dần cạn kiệt. Vừa đúng lúc có thể phòng ngừa chu đáo. Đưa một số công nhân khai thác than đến vùng núi phía Tây trước để tiến hành giai đoạn đầu khai thác và tìm mỏ. Ở hướng Đông, tỉnh Tề là một tỉnh lớn về sản xuất các loại rau. Ở thế hệ sau, việc tự sản xuất rau quả ở thành phố Yến không đủ thỏa mãn được nhu cầu của người dân, mỗi năm đều phải mua vào một lượng lớn rau quả từ tỉnh Tề, chi phí không những cao, còn làm mất đi cơ hội làm giàu của nông dân. Các huyện đồng bằng của thành phố Yến có đất đai màu mỡ, khí hậu thích hợp. Rất thích hợp trồng rau quả chất lượng cao, nếu ở các huyện đều phát triển trồng trọt rau quả thì tin rằng chỉ trong vài năm sẽ trở thành nơi sản xuất rau quả chủ yếu được phân phối đến tỉnh Tề ở phía đông, tỉnh Dự ở phía nam, và thành phố Yến ở phía bắc. Công trình cung cấp rau xanh là một việc liên quan đến quốc kế dân sinh. Đời sau đã trải qua thời kỳ vật giá leo thang, tăng giá nhà ở, tăng giá xăng, nhà nước cũng không hoảng hốt, nhưng sau này giá cả thức ăn ngày một tăng, thì nhà nước đứng ngồi không yên. Cuối cùng đành phải dùng sức mạnh chính trị để ức chế việc tăng giá của thức ăn. Giá thức ăn tăng lên thì người dân đều phát hoảng. Đừng có xem thường một bó rau xanh, nó mà lên giá sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, rất kinh khủng, thậm chí còn nguy hại đến tăng trưởng kinh tế quốc dân. Hạ Tưởng mơ hồ nhớ ra, trước khi hắn tái sinh, huyện Vĩnh Niên ở phía đông thành phố Đan Thành đã thành lập khu sản xuất rau quả nhưng sản lượng không nhiều, chỉ đủ đáp ứng nhu cầu cho thị trường Đan Thành. Đừng nói là đưa ra tỉnh ngoài, ngay cả cung ứng cho thành phố Yến cũng không đủ. Hắn còn nhớ, trước khi hắn tái sinh thì hướng đông và hướng tây của thành phố Đan Thành vẫn chưa xây dựng đường sắt hay đường cao tốc. Năm đó, huyện Vĩnh Niên có một câu tục ngữ là, hành của kê trạch, tỏi của Vĩnh Niên,
quốc lộ huyện Khâu Ổ gà lởm chởm, ý là, hành của Kê Trạch, tỏi của Vĩnh Niên nếu theo hướng đông đưa đến tỉnh Tề mà bán thì sẽ thu hoạch lớn, nhưng đi theo hướng đông sẽ đi ngang qua huyện Khâu, mà quốc lộ ở huyện Khâu lại gồ ghề. Vì vậy ý tưởng tổng thể của Hạ Tưởng là, ở phía đông xây dựng khu vực đẩy mạnh phát triển rau quả, chỉ hai huyện vẫn không đủ, bốn huyện cùng hợp sức, chỉ cần có quy mô, đảm bảo sản lượng và chất lượng, khách hàng sẽ đến tỉnh Tề để mua. Có được lợi ích kinh tế, dưới sự thúc đẩy từ các hướng, đường cao tốc có thể sớm được đề lên nhật trình, còn đường sắt có lẽ vẫn chưa thể. Cho dù không thể vì vậy mà thi công một con đường cao tốc, nhưng cũng có thể vì vậy mà sửa chữa những ổ gà trên quốc lộ, nâng cao đẳng cấp, đồng thời ít nhất cũng đem lại lợi ích thực dụng cho nông dân ở đây. Nếu có thể huy động các huyện phía đông thành phố Đan Thành trở thành khu căn cứ rau quả lớn nhất của thành phố Yến, thì sẽ khiến cho nền kinh tế của thành phố Đan Thành phát triển nhanh và đem lại lợi ích lâu dài. Tài nguyên khoáng sản ở phía Tây nếu muốn phát triển, cũng phải có ý tưởng và suy nghĩ như vậy. Hạ Tưởng cũng không giấu giếm, từ từ nói ra hết mọi ý nghĩ của hắn. Ngay từ đầu, khi nói đến khoáng sản và căn cứ rau quả, Vương Thiếu Mẫn còn tỏ vẻ mặt thoải mái, tuy là nghe rất chăm chú nghe nhưng trong mắt lại tỏ vẻ không quan tâm, rõ ràng là không đồng ý với ý tưởng của Hạ Tưởng. Vẻ mặt Tào Vĩnh Quốc không có biểu hiện gì, cảm thấy đề nghị của Hạ Tưởng cũng không sâu xa. Kể cả Hạ An cũng hơi kinh ngạc, trong lòng nghĩ anh trai nhìn vấn đề luôn luôn đúng, ý kiến đề ra hôm nay lại quá bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng Hạ Tưởng càng phân tích sâu vào trong, mổ xẻ những ảnh hưởng lâu dài về sự phát triển của hướng đông hướng tây, thì thần sắc của Vương Thiếu Mẫn càng ngày càng căng thẳng, trong sự căng thẳng còn có sự sợ hãi lẫn vui mừng. Tào Vĩnh Quốc cũng tỏ ý tán thưởng, nếu nói nhìn xa trông rộng, thì những người có mặt ở đây cũng không ai bằng tầm mắt của Hạ Tưởng. Hạ An lại liên tục gật đầu, xem ra có lúc y xem vấn đề lại quá đơn giản, vẫn là anh trai có con mắt nhạy bén, nhìn thấy được chiến lược thúc đẩy giao thông từ kinh tế, đúng là một bước đi hiệu quả. Chờ Hạ Tưởng nói xong, Vương Thiếu Mẫn và Tào Vĩnh Quốc nhìn nhau, hai người ngầm hiểu ý cười. Vương Thiếu Mẫn đứng dậy, tay cầm ly rượu, vẻ mặt vui mừng. Tôi phải kính tiểu Hạ một ly, cậu ấy đã cho tôi một ý kiến hay, cũng đã vạch ra một con đường sáng cho người dân Đan Thành. Tôi đại diện thành ủy ủy ban nhân dân thành phố Đan Thành, lấy danh nghĩa của tôi bày tỏ sự cảm ơn từ tận đáy lòng. Thái độ của Vương Thiếu Mẫn nghiêm túc, giọng điệu nghiêm chỉnh, khiến cho mọi người ngồi ở đây đều cảm thấy ông ta rất chân thành. Tào Vĩnh Quốc cũng đứng lên, Hạ Thiên Thành hoảng hốt, vội vàng cầm ly rượu đứng lên, Hạ Tưởng và Hạ An cũng đứng lên, mọi người cùng nâng ly, một hơi uống cạn. Trong lòng Vương Thiếu Mẫn vô cùng vui mừng, vì có một cái Tết rất có ý nghĩa ở nhà họ Hạ. Đối với ông ta mà nói, trong vài năm sau thành phố Đan Thành đã xác định được hướng phát triển, không cần phải lo thành phố Đan Thành không duy trì phát triển trên đường cao tốc nữa. Tuy Hạ An là thư ký của ông ta, chỉ có thể miễn cưỡng nói là đủ tư cách, nhưng Hạ An có một người anh có con mắt tinh tường, đây không chỉ là may mắn của Hạ An mà còn là phúc tinh của ông ta. Tính đi tính lại, từ lúc ông ta quen biết Hạ Tưởng đến nay có thể nói là gặp nhiều chuyện tốt, cho dù có bao nhiêu khó khăn, chắc trở thì đều có thể bình yên vượt qua. Không thể không nói, Hạ Tưởng quả thật là người đã đem lại may mắn cho người khác mà còn là người đáng được mọi người quý trọng, và cũng là một người bạn lâu dài. Vương Thiếu Mẫn nhất thời cao hứng, cũng có hơi say, ở nhà họ Hạ uống thêm mấy ly, sau khi ăn xong thì nằm nghỉ ở phòng của Hạ Tưởng. Bí thư thành ủy không ngại nghỉ ở trong nhà, liền khiến cho Hạ An cảm thấy rất an tâm và biết được sau này Vương Thiếu Mẫn nhất định sẽ xem y là người thân cận. Mọi thứ, đều nhờ sự thông minh nhạy bén của Hạ Tưởng ban tặng. Vì Hạ Tưởng mà Bí Thư Vương mới xem trọng y, Hạ An đã hạ quyết tâm, sau này nhất định phải làm việc thật tốt, học hỏi theo anh trai. Buổi chiều chờ Vương Thiếu Mẫn tỉnh dậy, Tào Vĩnh Quốc mới rời khỏi nhà họ Hạ, Tào Thù Lê cùng đi thăm ông bà nội, vì ở nhà đang có khách nên Hạ Tưởng chờ tiễn Vương Thiếu Mẫn về rồi mới qua. Trước khi đi Vương Thiếu Mẫn nắm chặt tay Hạ Tưởng cười nói. Tết năm nay vui thật. Có ý nghĩa, có thu hoạch, có dư vị. Hạ Tưởng cũng cười. Sau này Bí Thư Vương có đến thành phố Yến, tôi phải đãi ngài một chầu, cảm ơn ngài vẫn luôn quan tâm đến Hạ An. Vương Thiếu Mẫn biết được ngụ ý của Hạ Tưởng, liếc sang nhìn Hạ An. Con người Hạ An rất thật thà, làm việc rất thận trọng, thích hợp làm những công việc ổn định. Đừng vội, thời gian còn dài, cứ để cậu ấy theo tôi vài năm nữa. Hạ Tưởng cũng thấy yên tâm.
biết được ý của Vương Thiếu Mẫn trước khi ông ta rời khỏi thành phố Đan Thành nhất định sẽ dắt Hạ An đi theo. Hạ Tưởng ở nhà họ Tào cả buổi chiều, nói chuyện phiếm. Hai cụ già tinh thần còn rất tốt, rất yêu thương Hạ Tưởng, còn cho lì xì Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không lấy, Tào Thù Lê cố ý chọc hắn, cứ lấy lì xì đưa cho hắn, khiến cho hắn đỏ cả mặt, hắn tức giận liếc cô bé Lê một cái. Đã lớn rồi, mà còn đòi tiền lì xì nữa. Cho dù có lớn thế nào thì trong mắt ông bà nội vẫn còn là trẻ con. Cô bé Lê vẫn còn dáng vẻ của đứa trẻ con, trước mặt ông bà nội vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn như đứa trẻ. Hạ Tưởng liền đưa tay ngắt mũi cô ấy. Cẩn thận một chút đó, lát nữa sẽ tính sổ với em. Vừa nói xong, cũng không biết như thế nào đã chọc giận Hạ Đông. Hạ Đông khóc qua, lên một tiếng, tiếng khóc vang dội, rõ ràng là tỏ vẻ không vừa lòng với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Hạ Đông một cái. Được, con giỏi lắm, con nhỏ vậy đã biết bênh mẹ rồi. Cả nhà đều cười ha hả. Sáng sớm mùng 1, Hạ Thiên Thành chỉnh trọng lấy cuốn da phả ra, treo giữa phòng, còn thắp nhang, bảo Hạ Tưởng và Hạ An cùng cúng tổ tiên. Hạ Tưởng cũng hiểu được tâm tư của cha, bởi vì từ khi hắn biết chuyện đến giờ vẫn chưa thấy cuốn da phả được đem ra. Năm nay là lần đầu phá lệ. Cũng chứng minh rằng bây giờ cha đã công nhận thành tựu và nỗ lực của hai anh em hắn, không làm thất vọng liệt tổ liệt tông nhà họ Hạ. Người nhà đoàn tụ chỉ được mấy ngày, sáng sớm mùng 2, Hạ Tưởng liền chào tạm biệt cha mẹ và đi về, hắn cũng muốn ở với cha mẹ thêm 2 ngày nhưng không được vì còn quá nhiều việc. Mùng 2 là ngày cưới của Phương Cách, hắn nhất định phải có mặt. Tào Vĩnh Quốc cũng cùng về chung, Phương Cách kết hôn ông ta cũng phải đến chúc mừng. Với lại quan hệ giữa ông ta và Phương Tiến Giang thì không đến không được. May là thành phố Đan Thành cách thành phố Yến không xa, 8 giờ sáng khởi hành 10 giờ mấy là đến kịp khách sạn Yến Kinh. Khách sạn Yến Kinh rất náo nhiệt, trang trí đầy hoa tươi và bong bóng, một cảnh tượng rộn rã. Phương Cách và Lam Miệt đã thay đồ trang điểm xong, đứng trước cửa đón khách. Phương Cách mặc một bộ vest màu đen, tinh thần rất sảng khoái, là do người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái. Cậu ta luôn nở nụ cười chào đón khách. Lam Miệt mặc một bộ áo cưới màu trắng, sau khi trang điểm kỹ càng thì cũng rất xinh đẹp, kiều diễm. Vương Vu Phân và Tào Thù Quân đưa Hạ Đông về nhà trước, còn Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê tham dự lễ cưới của Phương Cách. Hạ Tưởng nắm chặt tay Phương Cách, hơi xúc động nói. Khi mới quen biết cậu, anh còn là một đứa trẻ bắt cá, chỉ chớp mắt giờ đã cưới vợ, thời gian trôi qua thật nhanh. Phương Cách cười hi hi mà không nói gì, Lam Miệt không hiểu liền hỏi. Cái gì bắt cá? Phương Cách biết bắt cá hả? Bắt cá là một câu chuyện cười mà Hạ Tưởng đã kể với Phương Cách. Là nói một thầy giáo và một cô giáo dắt một đám học sinh đi bơi, các học sinh nữ thì khoe dáng, còn học sinh nam ở một bên không thèm để ý chỉ nôn nao đi bắt cá, thầy giáo bùi mùi nói. Học sinh nữ bây giờ dậy thì sớm thật, nhớ hồi trước, trong lớp của chúng tôi không ai có dáng người đẹp như vậy. Cô giáo liếc y một cái, không đồng ý nói. Ai nói không có, đương nhiên là có chứ. Thầy giáo tỏ ra khó hiểu. Làm sao tôi không phát hiện ra? Cô giáo liền cười y nói. Lúc đó anh đang bận bắt cá. Hạ Tưởng chỉ là nói đùa, lúc hắn quen Phương Cách thì Phương Cách cũng đã trải qua tuổi bắt cá. Lam Miệt thấy vẻ mặt cười xấu xa của Hạ Tưởng và Phương Cách, mà không trả lời câu hỏi của cô ấy, liền nóng nảy. Phương Cách. Anh nói thật ra đi, có âm mưu gì với Hạ Tưởng, đã giấu em làm chuyện gì xấu xa phải không? Phương Cách vội lắc đầu. Hạ Tưởng không màng tới lòng ghen của Lam Miệt, cùng Tào Thù Lê tay trong tay đi vào lễ đường, để lại Phương Cách thảm thương chịu sự nghi ngờ của Lam Miệt. Tào Thù Lê cười với vẻ mặt xấu xa, cô ấy đã nghe qua câu chuyện bắt cá của Hạ Tưởng, liền nói. Anh cũng xấu quá, trong đám cưới của người ta lại gây phiền phức, có phải có ý đồ bất lương gì không? Đương nhiên là không phải rồi. Hạ Tưởng lắc đầu, cười hi hi. Anh muốn cho Lam Miệt biết, đàn ông khi đã kết hôn rồi cũng cần phải có không gian riêng, không phải nô lệ mặc cho vợ sắp đặt. Lam Miệt hẹp hòi quá, quản lý Phương Cách rất nghiêm, sẽ dễ để lại hậu quả, anh là muốn tốt cho cô ấy. Chỉ anh biết nói chuyện, biết gạt người khác. Tào Thù Lê một lần nữa đi vào lễ đường của khách sạn Yến Kinh. Nhớ lại kỷ niệm của cô ấy và Hạ Tưởng ở Yến Kinh tổ chức lễ đính hôn và đám cưới, trong lòng cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào. Hôn lễ của Phương Cách tổ chức rất thành công,
có không ít lãnh đạo của tỉnh thành đều thông qua cách thức khác nhau mà bày tỏ lời chúc mừng, Trần Phong cũng đích thân đến tham dự, cũng xem như đã rất nể mặt Phương Tiến Giang. Phương Tiến Giang bày tỏ sự hoan nghênh với bạn bè người thân, càng cảm kích Hạ Tưởng đã giúp Phương cách sắp xếp cho buổi đám cưới. Hạ Tưởng không chỉ để Tề Á Nam bố trí cho buổi lễ, còn cho Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ đứng ra phụ trách một loạt việc như đón khách và duy trì trật tự. Nói chung là làm cho Phương Tiến Giang yên tâm, lại khiến cho Phương cách bớt lo lắng, càng khiến cho Lam Miệt hài lòng. Bởi vì Phương Tiến Giang mới tới thành phố Tần Đường nhậm chức, mọi việc còn lộn xộn, Phương cách lại một mực đòi tổ chức đám cưới trong Tết, khiến cho ông ta sứt đầu mẻ chán. Ông ta đã quen nuông chiều Phương cách, cũng không muốn phê bình Phương cách, đang lúc dầu dĩ, thì nghe nói Hạ Tưởng đã lo tất cả mọi thứ nên vừa vui mừng vừa cảm kích. Trong quan trường người đi trà lạnh là chuyện thường, ông ta rời khỏi, tuy là có dặn dò Hạ Tưởng chiếu cố Phương cách nhưng nếu Hạ Tưởng xem như gió thoảng ngang tai thì ông ta cũng không làm gì được hắn. Đến thành phố Tần Đường, ông ta cũng không biết đến khi nào mới có thể quay về thành phố Yến, có lẽ sau này không còn được làm chung một chỗ với Hạ Tưởng nữa, người đi rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Không ngờ con người Hạ Tưởng cũng rất tốt, trọng tình cảm trọng bạn bè, không những giúp Phương cách sắp xếp chu đáo mà còn không lấy một đồng nào, khiến cho Phương Tiến Giang rất cảm kích. Trong quan trường lợi ích là số một, nhưng cũng có người có tình có nghĩa, sau này cứ để Hạ Tưởng và Phương cách là bạn tốt của nhau, Hạ Tưởng là một chàng thanh niên đáng để phó thác. Tuy quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phương Tiến Giang không chặt chẽ lắm, nhưng vẫn luôn cảm kích sự giúp đỡ của Phương Tiến Giang đối với hắn, với lại giữa hắn và Phương cách coi như rất tâm đầu ý hợp, đương nhiên còn có mối quan hệ thân như chị em giữa Lam Miệt và Tào Thù Lê, và Lam Miệt vẫn luôn hết mực yêu thương Hạ Đông. Khiến Hạ Tưởng luôn ghi nhớ trong lòng. Luôn nhớ cái tốt của người khác, luôn biết ơn những ai đã từng giúp mình, đạo lý làm người của Hạ Tưởng là phải có lòng tốt làm việc tốt, nhưng tuyệt đối không nương tay đối với những kẻ bại hoại hại nước, hại dân hoặc là châu chấu thương trường. Tính toán thời gian, hôn lễ vừa kết thúc, Hạ Tưởng đã gọi điện cho bên Bắc Kinh dĩ nhiên không phải chỉ một người, trước tiên là Liên Nhược Hạm, sau đó là Khâu Tự Phong, sau nữa là Cổ Ngọc. Và cuối cùng là Mai Hiểu Lâm. Đương nhiên hắn cũng không quên gọi điện cho Lý Ngôn Hoàng để hỏi thăm và chúc Tết. Chương 655, chủ đề chính. Lý Ngôn Hoàng đối với việc Hạ Tưởng gọi điện thoại đến rất là vui mừng, y hỏi hắn khi nào đến thủ đô. Hạ Tưởng không dám hẹn y thời gian chuẩn xác bởi vì hắn vẫn còn nhiều việc phải làm, sợ tính trước bước không qua. Việc điện thoại chúc Tết cơ bản đã hoàn thành xong trong ngày mùng 1. Quan hệ tốt thì tăng cường mối quan hệ bình thường thì liên lạc để giữ tình cảm. Tuy nhiên, năm nay điện thoại di động của Hạ Tưởng không lúc nào yên. Dù sao đã là nhân vật số 1 của quận ủy rồi, cấp dưới gọi điện thoại và gửi tin nhắn chúc Tết gần như là làm nổ di động của hắn. Một ngày sạc pin 2 lần cũng không đủ. Tào Thù Lê liền cười hắn, chức quan không lớn nhưng các cuộc điện thoại lại không ít. Quả thật, điện thoại của Hạ Tưởng còn nhiều hơn của Tào Vĩnh Quốc nữa. Con rể là bí thư quận ủy lại nhiều cuộc điện thoại hơn cha vợ là bí thư thành ủy. Sáng sớm mùng 3, Hạ Tưởng lái xe đến thủ đô. Buổi tối trước đó, Tào Thù Lê tựa đầu vào trong lồng ngực Hạ Tưởng, nỉ non. Em mặc dù tâm lý không được thoải mái nhưng cũng biết chị Liên cần anh. Anh và chị Liên ở bên nhau nhất định phải nhớ đến mẹ con em đấy. Chị Liên tuy là cao hơn em một chút nhưng lại không dịu dàng bằng em. Liên Hạ tuy rằng có trắng nhưng không đẹp trai bằng Hạ Đông. Hạ Tưởng hiểu rõ tâm tư của cô bé Lê này, liền cười ha hả nói. Vợ vẫn là người tốt nhất mà, dù sao thì Liên Hạ cũng họ Ngô. Với lại lần này anh đi thủ đô là gặp Khâu Tự Phong và trưởng ban Khâu, phỏng chừng chỉ chào gặp mặt người khác mà thôi, tổng cộng cũng chỉ nói chuyện có 3 phút. Hứ, gạt người cũng không tử tế một chút, em đâu phải con nít 3 tuổi, anh muốn dỗ dành em thì cũng phải nói lời ra hồn một chút. Cô bé Lê hích đỉnh đầu vào cằm Hạ Tưởng, dùng tay vẽ vẽ ngực của hắn. Em viết tên em lên ngực anh, viết cho đến khi viết vào tim anh thì thôi. Hạ Tưởng hơi dùng sức xoa lên ngực phải của cô bé Lê. Em hãy dùng lương tâm của mình mà nói rằng anh có phải là một người chồng tốt hay không. Cô bé Lê bị bàn tay to của Hạ Tưởng xoa bóp liền vội né tránh. Đừng sờ bậy, tạm thời lúc này không cho anh động tới. Cái này bây giờ là vật chuyên dụng cho Hạ Đông. Hạ Tưởng vẫn không chịu buông tay, vừa bóp vừa nói. Lớn hơn rồi, tính đàn hồi lại nhiều hơn một chút. Cái tên tiểu tử Hạ Đông này sướng quá. Anh thật là...
cô bé Lê mặt đỏ đến mang tai. Đồ tham lam, đã là ba của trẻ con rồi mà còn tham như vậy. Đàn ông mà không tham thì đàn bà sẽ không vui. Hạ Tưởng phán ra một chân lý rồi dần dần tìm cách tiếp cận. Hạ Tưởng lái xe một lèo, chưa đến giữa trưa thì tới thủ đô. Hạ Tưởng đến chỗ ở của Liên Nhược Hạm, vì để tiện gặp mặt Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm đã mua một căn biệt thự dọn ra ngoài ở. Khi Hạ Tưởng đến thì Liên Nhược Hạm và Hạ Đông đang kiếng chân ở cửa trông ngóng. Vừa thấy Hạ Tưởng đến, Hạ Đông không vui mừng chạy đến như Hạ Tưởng tưởng tượng, mà còn ngồi lì trong lòng mẹ, không chịu cho Hạ Tưởng ôm. Tuy nhiên cậu bé vẫn là vài lần nhìn trộm Hạ Tưởng rồi lại tiếp tục dúi đầu vào lòng mẹ, không chịu bỏ ra. Trẻ con mỗi giai đoạn đều luôn có sự thay đổi khác nhau. Trước kia Liên Hạ luôn có bộ dạng coi trời bằng vung, không sợ người lạ. Nay thì lớn hơn một chút, không ngờ lại đâm ra sợ người lạ khiến cho Hạ Tưởng dở khóc dở cười, đồng thời cũng thấy áy náy trong lòng. Thời gian hắn ở với con quá ít, nếu không thì con trai hắn sẽ không xem hắn như người lạ vậy. Liên Nhược Hạm đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn chờ hắn. Hạ Tưởng phát hiện rằng mình trong số những người hắn biết, thì người thích ra ngoài dùng cơm không nhiều, đại đa số chỉ thích ăn cơm tại nhà. Bất kể kiếp trước buôn bán hay kiếp này làm quan thì hắn cũng đều có nhiều cơ hội ăn uống bên ngoài. Tuy nhiên, nếu có thể từ chối được thì hắn từ chối, vì hắn cảm thấy đồ ăn ở nhà chính là đồ ăn tốt nhất, ngon nhất và bổ dưỡng nhất. Biệt thự của Liên Nhược Hạm cũng không to lắm. Chỉ khoảng hơn 200 mét vuông, nhưng chỉ có hai mẹ con ở nên cũng thấy rộng rãi. Cũng may là bình thường cô rất ít khi ở đây, chỉ khi nào Hạ Tưởng đến thì Liên Nhược Hạm mới đến đây nghỉ vài ngày. Sự thật đây giống như là nhà của cô và Hạ Tưởng ở thủ đô vậy. Cách bố trí trong nhà so với Liên cư thì cũng không sai biệt lắm, đơn giản mà rộng rãi, không quá nhiều đồ loè loẹt. Trong việc bố trí nhà cửa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm lại có cách nhìn giống nhau đến kỳ lạ. Chính là lấy sự trang nhã, thực tế là chính, không xa hoa cũng không lãng phí, thoải mái là tiêu chí hàng đầu. Nhà, chính là nơi để mọi người thư giãn, thả lỏng, nếu trang hoàng quá xa hoa thì sẽ có tác dụng ngược lại, người ở thêm mệt hơn. Một nhà ba người ngồi trước bàn ăn, hòa thuận vui vẻ. Tay nghề nấu ăn của Liên Nhược Hạm đã có sự tiến bộ không nhỏ. Tuy rằng không ngon miệng bằng Tào Thù Lê cũng như không trang trí đẹp mắt bằng Vệ Tân nhưng ít ra cũng là tâm ý của cô, cũng có thể thấy được cô đã có cố gắng trong đó. Hạ Tưởng liền khen Liên Nhược Hạm vài câu. Tay nghề tiến bộ rồi nha, cơ thể cũng đẹp, tính khí thay đổi theo chiều hướng tốt. Không tồi, không tồi, càng ngày càng thể hiện được tiềm chất vợ hiền mẹ đảm đó. Liên Nhược Hạm nét mặt nghiêm lên. Sao nào, tình cảm lâu như vậy? Chẳng lẽ trong lòng anh em vẫn không phải là vợ hiền mẹ đảm sao? Không phải thì không phải, sao anh thì không thể là chồng hiền ba đảm nhỉ? Hạ Tưởng lắc đầu. Không có từ này, xin lỗi nhé, em nói sai rồi đấy. Liên Nhược Hạm lại cười khanh khách. Trình độ ngắt lời của anh càng ngày càng cao đó. Không có, anh vẫn chưa học được làm thế nào để ngắt chuyện, tuy nhiên, ý tứ của ba em là gì? Hạ Tưởng thành tâm nói đùa Liên Nhược Hạm. Nói là không biết chuyển chủ đề nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì lại quá là câu sau không khớp câu trước. Liên Nhược Hạm lại bị Hạ Tưởng kéo vào câu chuyện, cô hơi trầm tư, lắc đầu nói. Em cũng không rõ lắm, lần trước ba gặp em, ông ấy cũng muốn ôm Liên Hạ nhưng con nó không chịu. Ba bỗng nhiên thở dài, không hiểu sao lại nói một câu, vào lễ mừng năm mới, nếu Hạ Tưởng đến thủ đô thì nói với ba một tiếng. Em nghĩ là ba cũng muốn gặp anh. Hạ Tưởng lo nghĩ, lắc đầu nói. Hay là không nên gặp mặt, anh và ba em hiện nay tạm thời không có tiếng nói chung. Nếu gặp mặt chẳng may cãi nhau thì sẽ không tốt lắm. Cho nên nói gặp lại không bằng hoài niệm thì tốt hơn. Xì, một tiếng, Liên Nhược Hạm không nhịn nổi cười lớn thành tiếng. Tốt xấu gì thì ông ấy cũng đường đường là ủy viên Bộ Chính trị. Muốn gặp mặt anh chẳng lẽ anh lại không nể mặt, có phải là quá kiêu ngạo không? Lại còn gặp lại không bằng hoài niệm, anh thật biết cách miêu tả, anh cẩn thận đấy, nếu để ba nghe được thì ông ấy giận rất hàm răng đó. Hạ Tưởng còn chưa nói tiếp, Tiểu Liên Hạ rốt cuộc cũng kêu lên một tiếng. Ba ơi! Hạ Tưởng vốn đang muốn tranh luận với Liên Nhược Hạm vài câu, được con gọi thì lập tức thay đổi. Một tay ôm Liên Hạ vào lòng, vui không thể tả. Tên nhóc thối, rốt cuộc cũng chịu nhận ba rồi sao? Nếu không gọi ba thì ba sẽ không thương con đâu. Con thương ba, mẹ mới không thương ba. Liên Hạ hoạt bát,
cất giọng nói trẻ thơ. Hạ Tưởng liền liếc mắt nhìn Liên Nhược Hạ một cái, hỏi Liên Hạ. Mẹ nói xấu gì ba vậy? Liên Hạ quay đầu lại nhìn Liên Nhược Hạ, ngây thơ nói. Mẹ nói, khi con lớn lên thì chỉ nên học một nửa tốt của ba, không nên học một nửa xấu của ba. Hạ Tưởng hiểu ra, trừng mắt nhìn Liên Nhược Hạm. Cẩn thận tối nay sẽ trừng trị em. Liên Nhược Hạm không chút yếu thế nói. Ai sợ ai, đến lúc đó để xem ai cầu xin tha thứ trước. Tiểu Liên Hạ còn tưởng rằng hai người muốn đánh nhau, nói. Ba mẹ không được đánh nhau. Không đánh nhau mới là lạ, Hạ Tưởng liền hôn lên má Liên Hạ một cái. Con trai đừng sợ, mẹ thích nhất là bị ba đánh đó. Liên Nhược Hạm đỏ mặt xấu hổ. Anh làm ba thế nào vậy? Đừng dậy hư con trai. Giữa trưa, Hạ Tưởng ngủ một lát, mấy ngày nay gần như là ngựa không dừng vó, quả thật mệt không chịu nổi. Hắn ngủ liền 2 giờ nhưng chưa ngủ đủ thì đã bị điện thoại đánh thức, là Khâu Tự Phong. Đến thủ đô rồi à? Câu đầu tiên của Khâu Tự Phong tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định chắc nịch. Hạ Tưởng gật mình, liên tưởng đến năng lực an ninh quốc gia của nhà họ Khâu liền cảnh giác hỏi. Anh theo dõi di động của tôi à? Ha ha! Khâu Tự Phong cất tiếng cười to. Tôi dựa trên cách anh nói chuyện thanh rõ là có thể đoán ra. Anh không phải đang ở thành phố Yến, bởi vì thành phố Yến cách tôi xa, khẳng định là không thể nghe rõ gần như trong gang tấc thế này. Hạ Tưởng biết đã mắc lừa Khâu Tự Phong, y không phải là thuận miệng đoán ra, mà do chính mình tưởng thật, liền cười mắng một câu. Nói bừa, nói mau, có việc gì? Bây giờ qua đây đi, chiều nay tôi và ba tôi cũng rảnh, vừa hay muốn gặp cậu tâm sự một chút. Khâu Nhân Lễ đã mời thì Hạ Tưởng phải nể tình. Hắn cúp điện thoại, nói với Liên Nhược Hạm một câu. Liên Nhược Hạm liền nói tối nay nhất định phải về ăn cơm. Hạ Tưởng đồng ý, sau đó lái xe thẳng đến nhà họ Khâu. Liên Nhược Hạm yêu cầu Hạ Tưởng trở về dùng cơm chiều còn mang một hàm ý khác, khả năng là tối nay ông nội muốn gặp hắn. Hạ Tưởng đến nhà họ Khâu vào lúc 4 giờ chiều. Nhà họ Khâu ở phía bắc thủ đô có một căn biệt thự, diện tích rất lớn. Người bình thường không biết đây là nơi ở của nhà họ Khâu. Nếu không phải đặc biệt thân quen và là người tin cậy thì nhà họ Khâu sẽ không mời hắn đến tư gia. Hạ Tưởng có thể đến tư gia của nhà họ Khâu là chứng minh hắn không chỉ là bạn tốt của Khâu Tự Phong mà còn là người được Khâu Nhân Lễ thừa nhận. Hạ Tưởng lái xe qua cánh cửa sắt. Không nghĩ tới người nghênh đón hắn lại là Khâu Tự Điệp. Khâu Tự Điệp mặc một bộ quần áo bó sát người, thân thể hơi đầy đặn. Cô thấy Hạ Tưởng liền vô cùng thân thiết đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Hạ Tưởng. Đã lâu không gặp, xương cốt càng cường tráng hơn rồi. Đúng là tuổi trẻ, quăng quật chẳng những không có việc gì mà ngày càng khỏe hơn. Đàn ông mà trải qua mưa gió thì mới có hương vị đàn ông. Hạ Tưởng không chịu nổi hơi thở ướt át của người phụ nữ thành thục như Khâu Tự Điệp. Rất mê người và cũng dễ dàng làm cho người ta kích động. Hắn liền lợi dụng thời cơ thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Khâu Tự Điệp, cười nói. Chị Khâu mới đúng là càng ngày càng trẻ đẹp. Khâu Tự Điệp lại không cảm kích, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Đàn ông trẻ tuổi thì tốt còn phụ nữ trẻ tuổi thì không tốt, không hiểu phong tình, lãng phí sự đầu tư của đàn ông. Được, càng nói càng xuồng xã. Hạ Tưởng đến nhà họ Khâu không phải để tán tỉnh Khâu Tự Điệp. Liền vội sải bước về phía trước. Khâu Tự Điệp không đuổi kịp Hạ Tưởng, ở phía sau cũng bước nhanh chân. Phụ nữ không phải là cọp đâu. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng nếu là người khác có phải hay không không dễ nói, dù sao cô chính là vậy, có người phụ nữ nếu so với hổ thì còn lợi hại hơn. Tốt xấu gì thì hổ giết người còn để lại vết máu, còn phụ nữ giết đàn ông, có thể không thấy máu nhưng cũng khiến người đàn ông lâm vào chỗ chết. Cũng may trước khi Khâu Tự Điệp đuổi kịp Hạ Tưởng thì Khâu Tự Phong bước ra. Khâu Tự Phong không để ý đến Khâu Tự Điệp, nhỏ giọng nói với Hạ Tưởng. Trong nhà còn có một bà cô, thật là khiến người ta đau đầu. Không ngờ lời nói của Khâu Tự Phong lại để cho Khâu Tự Điệp nghe được. Cô ta ở sau bất mãn liền nói. Khâu Tự Phong, em đang nói cái gì đấy? Chị không phải là không cưới được chồng, mà là đi rồi lại quay về. Còn nữa... Chỉ có ở nhà thì cũng không chiếm không gian của em đâu, không tiêu của em một đồng nào, cũng chẳng thèm phân chia tài sản của em, tại sao em lại ghét bỏ chị? Coi chừng chị em đấy. Cho dù Đường Đường là một trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy tại thành phố Yến nhưng trước mặt Khâu Tự Điệp, một chút uy phong cũng không có.
Khâu Tự Phong vội vàng kéo Hạ Tưởng đi, bước đi nhanh như bay bỏ lại Khâu Tự Điệp ở phía sau. 30 như sói, 40 như hổ, thì ra đó là cách nói về phụ nữ, Hạ Tưởng coi như đã hiểu. Khâu Nhân Lễ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, thấy Hạ Tưởng bước vào liền đứng dậy chào, còn bước nhanh vài bước về phía trước. Hạ Tưởng cũng không dám chậm trễ, vội vàng bước nhanh hơn, không để Khâu Nhân Lễ nghênh lễ với hắn quá nhiều. Khâu Nhân Lễ từ chi tiết nhỏ có thể nhận ra sự cẩn thận của Hạ Tưởng, ha hả cười, giơ tay ra bắt lấy tay Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, việc chủ trì công tác toàn diện ở quận Hạ Mã xem như đã kiên cố thêm được một bước. Bác rất thích tính cách, cách đối nhân xử thế của cháu. Làm tốt vào, về sau sẽ có tiền đồ rất lớn. Gặp mặt Khâu Nhân Lễ xem như là gặp mặt riêng, nhưng y thốt ra những lời đó vừa chính thức lại vừa tùy ý, hơn nữa lại đánh giá cao Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền khiêm tốn nói. Bác Khâu đã quá khen rồi, là bạn của Tự Phong, lại là bậc con cháu, bác khen cháu như vậy, cháu xem như là bác nể mặt Tự Phong vậy. Yêu ai thì yêu cả đường đi mà. Ánh mắt Khâu Tự Phong chớp chớp, trong lòng lại càng thêm yêu thích Hạ Tưởng. Người thanh niên này vừa có năng lực, vừa có mắt nhìn, lại biết ăn nói. Hắn gọi là bác, hiển nhiên là từ góc độ con cháu mà xưng hô, lại nhắc đến Khâu Tự Phong, thể hiện lên sự khiêm tốn của hắn, lại ám chỉ rằng hắn không dám nhận với lời khen ngợi đó. Không tiếp nhận lời khen của ông ta chứng tỏ là hắn không muốn cho rằng mình có công lao trong việc giúp Khâu Tự Phong thuận lợi lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy của thành phố Yến. Những người trẻ tuổi giống như Hạ Tưởng, có thể leo được lên cấp phó giám đốc sở cũng có. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng Hạ Tưởng cũng không phải là trường hợp trẻ nhất. Nhưng có thể trở thành phó giám đốc sở có thực danh, hay là nhân vật số một danh chính ngôn thuận như hắn lại vẫn y nguyên không kiêu cũng không nóng nảy. Sau khi trợ giúp Khâu Tự Phong thuận lợi đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy vẫn không kể một chút công nào, càng làm cho Khâu Nhân Lễ càng thêm hứng thú, tán thưởng hắn. Người trẻ tuổi có thể nhẫn nhịn được thì mới có thể đi tốt con đường sau này. Ở thủ đô, ông đã gặp biết bao nhiêu loại con cháu quý tộc lỗ mãng, kiêu ngạo, ngông cuồng, dù đôi lúc cũng có vài người chín chắn, so với Hạ Tưởng thì lại quá thừa chín chắn, không đủ linh hoạt, bọn chúng nhìn vào đã biết là cố ý giả bộ chín chắn. Không giống như Hạ Tưởng, quả thật là cơ trí hơn người, linh hoạt nhiều ứng biến. Nhưng Hạ Tưởng lại không làm cho người ta cảm thấy được sự lỗ mãng, lại càng không làm cho người ta cảm thấy là mình giả bộ, đây mới là điểm của hắn để cho Khâu Nhân Lễ cảm thán. Ha ha, bác cũng không phải là khen cháu đâu, là bác nói thật đấy. Khâu Nhân Lễ nắm lấy tay của Hạ Tưởng, kéo đến ghế sofa, xem như là tiếp đãi hắn đủ nghi lễ. Lại đây ngồi đi, cứ tự nhiên như người trong nhà. Nếu đã gọi bác là bác thì không khách khí nữa. Hạ Tưởng cũng biết đạo lý cung kính không bằng tuân mệnh, liền để cho Khâu Nhân Lễ kéo đi, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Khâu Tự Điệp cũng bước vào phòng, chủ động pha trà. Hạ Tưởng thích uống trà gì để tôi pha? Chắc chắn là cậu sẽ không thích uống cà phê rồi, đúng không? Hạ Tưởng gật đầu cười. Trà mà tôi thích uống nhất thì chắc chắn chị không có đâu, chỉ là loại trà hoa lài được bán trong siêu thị 5 đồng một túi thôi. Khâu Tự Điệp một chút không giật mình, ngược lại còn tán thưởng thêm. Đúng là không phải người bình thường mà, đến cái sở thích cũng khác người. Cái này gọi là siêu phàm thoát tục. Khâu Nhân Lễ khoát tay. Có đi đâu thì đi đi, để ba và Hạ Tưởng trò chuyện, đừng ở đây làm phiền. Khâu Tự Điệp cũng không sợ Khâu Nhân Lễ, rất phản đối nói. Ba là tán thưởng Hạ Tưởng, con thì thích Hạ Tưởng, hai bên khác biệt nhau. Con không làm ảnh hưởng đến ba cũng không cần phải đuổi con, được không? Khâu Nhân Lễ ho khan một tiếng, bất đắc dĩ cười, nói. Bác thật là không còn biện pháp nào với nó nữa. Hạ Tưởng sẽ không ở trước mặt Khâu Nhân Lễ nói Khâu Tự Điệp không phải. Tự đáy lòng hắn dù có chút ý kiến về Khâu Tự Điệp, thấy cô có chút phóng đãng. Nhưng dù sao, đang ở nhà họ Khâu cũng nên nói một ít lời dễ nghe thì tốt hơn. Chị Khâu là người có tình cảm, có cá tính, không làm ra vẻ giả tạo, sống tự do tự tại. Đó cũng là chuyện tốt mà. Một câu nói đánh trúng nội tâm yếu mềm của Khâu Tự Điệp, cô ta liền vui vẻ ra mặt. Anh bạn Hạ à? Cậu thật là biết ăn nói. Tôi càng ngày càng thích cậu đấy. Hạ Tưởng hết chỗ nói, lắc đầu, lại quay qua Khâu Nhân Lễ cười nói. Bác Khâu, luận chứng của Viện Quốc vụ về vành kinh tế Bắc Kinh lớn chắc bác đã biết. Đối với chuyện này bác có ý kiến gì không?
Khâu Nhân Lễ và Khâu Tự Phong liếc nhau. Hai người đều hiểu ý mà cười, không hẹn mà cùng nghĩ rằng Hạ Tưởng này đúng thật là một người thần cơ diệu toán. Mới câu nói đầu tiên đã vào vấn đề chính rồi. Nhà họ Khâu vốn là đối với Tỉnh Yến cũng không có mưu đồ gì quá lớn. Nhưng sau khi thông qua các chuyên gia thẩm định luận chứng của Vành Kinh tế Bắc Kinh lớn và trình báo lên Viện Quốc vụ, và được tán thành, tâm tư của Khâu Nhân Lễ liền linh hoạt trở lại. Tỉnh Yến vây quanh thủ đô, cách thủ đô gần trong gang tấc. Vành Kinh tế Bắc Kinh lớn một khi được thiết lập xong thì chắc chắn địa vị của Tỉnh Yến được nâng cao lên rất nhiều. Như vậy, Tỉnh Yến tái khôi phục lại vận mệnh chính trị thời Trực Lệ cũng không còn là chuyện ngàn lẻ một đêm nữa. Lại nhìn đến cục diện và bàn tay của ông cụ Ngô tại Tỉnh Yến, trong lòng Khâu Nhân Lễ cảm thấy nóng như lửa đốt. Ông cụ Ngô rất đa mưu túc trí. Ngoài mặt thì có vẻ nhúng tay cạnh tranh sự vụ ở Tỉnh Yến muộn nhất so với nhà họ Phó và họ Mai, nhưng trên thực tế, một khi đã ra tay thì liền chiếm cứ phần có lợi nhất. Hơn nữa thủ đoạn rất thâm cay, và độc đáo, biểu hiện một người có trí tuệ về chính trị hơn người, khiến Khâu Nhân Lễ tự than thở chính mình. Nếu nói nhà họ Ngô tại Tỉnh Yến chỉ có Lý Ngôn Hoàng, Cao Tấn Chu và Vu Hồn Nhiên thì Khâu Nhân Lễ cũng không cảm thấy là áp lực lớn nữa. Bởi vì nếu ba người kia muốn chỉnh góp tài nguyên tại Tỉnh Yến, hoàn thành bố cục thì ít nhất cũng phải mất đến 2-3 năm thời gian. Lúc đó nhà họ Khâu cũng đủ thời gian hòa hoãn. Trong ba người đó, ngoài Cao Tấn Chu làm việc ở Tỉnh Yến đã lâu hơn một chút, thì Lý Ngôn Hoàng và Vu Phồn Nhiên đều là mới đến Tỉnh Yến. Muốn đứng vững chắc thì cũng cần đến thời gian 1 năm rưỡi. Thừa dịp lúc này nhà họ Khâu nỗ lực cố gắng cũng có thể sắp xếp được hai người ở Tỉnh Yến. Cũng chưa chắc đi sau nhà họ Ngô quá nhiều. Là người mới tới như Lý Ngôn Hoàng, Vu Phồn Nhiên cũng được, hay là người đã ở Tỉnh Yến hơn 2 năm như Cao Tấn Chu, muốn hoàn toàn mở ra được cục diện ở Tỉnh Yến, xây dựng lực lượng thì không phải một lần là xong được. Thậm chí còn phải tốn rất nhiều tâm huyết cũng chưa chắc đã thành công. Mỗi một địa phương đều có những thế lực bản địa rất vững chắc, và rắc rối phức tạp, muốn thực sự đứng vững gốc rễ thì phải trả giá rất nhiều gian khổ. Dù sao ba người kia đều không phải là nhân vật số 1 hay số 2, lại không nằm trong ban tổ chức cán bộ và những phòng ban quan trọng khác. Nhưng điều khiến cho Khâu Nhân Lễ cảm thấy kinh hãi đó chính là Hạ Tưởng. Chương 656, không thể thay thế. Hạ Tưởng là người mà nhà họ Ngô căm hận nhất, nhưng hắn lại là người mà nhà họ Ngô có khả năng tín nhiệm và được trọng dụng nhất. Bởi vì nhà họ Ngô có tức giận cũng không thay đổi được sự thật. Hơn nữa nhà họ Ngô cũng biết được bọn họ muốn triển khai bố cục tại Tỉnh Yến, tầm quan trọng của Hạ Tưởng không cần nói cũng biết. Thậm chí có thể nói là ích lợi đôi bề, và là ứng cử duy nhất có thể giúp được nhà họ Ngô trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành bước đầu của kế hoạch. Trong lòng Khâu Nhân Lễ hiểu rõ, điều mà hắn phán đoán không phải là chuyện giật gân mà là trải qua sự tổng hợp, so sánh, xem xét rồi mới cho ra kết luận lý trí nhất. Bởi vì lần này Khâu Tự Phong có thể bất ngờ nhặt được của rẻ cực lớn. Trên cơ bản là tương đương với việc chiếc mũ trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy từ trên trời rơi xuống, bỗng chốc rơi vào đầu của Khâu Tự Phong. Cho đến bây giờ Khâu Nhân Lễ vẫn chưa được hoàn toàn bước ra khỏi niềm vui, tất thảy nguyên nhân đều phải nhờ Hạ Tưởng chu toàn và bố cục từ bên trong. Bởi vì Hạ Tưởng là một điểm tựa tốt nhất ở Tỉnh Yến không thể thay thế. Có thể nói chuyện được với Diệp Thạch Sinh, có quan hệ riêng tư với Phạm Duệ Hằng và có quan hệ không tồi với Mai Thái Bình. Lại thường xuyên lui tới thân mật với Trần Phong, có thể nói là một nhân vật khéo léo mọi mặt. Đừng nói là tại Tỉnh Yến tìm không thấy nhân vật thứ hai, cho dù ở thủ đô mà lọt vào mắt của Khâu Nhân Lễ cũng cực kỳ hiếm thấy. Người khéo léo thì nói thật là Khâu Nhân Lễ đã từng gặp qua không ít, nhưng giống như Hạ Tưởng chẳng những không khiến cho người khác cảm thấy hắn chỉ là cây cỏ đầu tường, không khiến cho thế lực khắp nơi bất mãn với hắn mà ngược lại đều phải coi trọng hắn. Nói về bản lĩnh xảo trá hay thành thạo thì gần như là có 102. Thậm chí cá nhân Khâu Nhân Lễ cũng cho rằng, y hy vọng rằng Hạ Tưởng sẽ tiếp tục trở thành lực lượng trung gian giữa các đại gia tộc, mà không hy vọng Hạ Tưởng hoàn toàn nghiêng về bất cứ về một gia tộc nào cả, cho dù là hoàn toàn nghiêng về nhà họ Khâu thì y cũng không phải là kết quả vui khác. Bởi vì có Hạ Tưởng ở giữa chu toàn thì mới có thể trở thành người hòa giải tốt nhất giữa các đại gia tộc. Không đến mức chỉ vì những cạnh tranh không đáng có mà khiến cho tình cảm giữa các gia tộc bị tan rã, thậm chí là đấu đá lẫn nhau. Có Hạ Tưởng trở thành cầu nối cho các nhà thì họ đều có lợi mà thôi. Khi có mâu thuẫn nghiêm trọng thì sẽ thông qua Hạ Tưởng phối hợp giải quyết, để không diễn ra xung đột gay gắt. Các đại gia tộc đã đấu với nhau không ít năm,
nhưng vẫn chưa xuất hiện một nhân vật hòa giải có thể có mối quan hệ tốt với các nhà, lại được các nhà thừa nhận. Trừ nhà họ Phó ra, Hạ Tưởng có thể trở thành một nhân tố then chốt được nhà họ Mai và họ Khâu thừa nhận, và có khả năng rất nhanh được nhà họ Ngô tiếp nhận thì tầm quan trọng của hắn càng ngày càng tăng. Một khi hắn được nhà họ Ngô tán thành, nếu trở thành người phát ngôn lợi ích của nhà họ Ngô tại tỉnh Yến, thì sẽ là một lần quyết định anh minh của nhà họ Ngô, thì cũng sẽ khiến cho Hạ Tưởng trở thành người trẻ tuổi duy nhất lịch sử được ba đại gia tộc coi trọng. Hạ Tưởng được nhà họ Ngô thừa nhận, có thể được tiếp nạp thành một nhân tố trong hệ thống trung tâm của nhà họ Ngô, nhưng không vì thế mà hoàn toàn hướng về nhà họ Ngô. Hạ Tưởng một khi hoàn toàn trở thành người của nhà họ Ngô thì hắn sẽ không còn là điểm tựa trung gian chắc chắn cho ba nhà nữa. Điều này sẽ gây bất lợi cho nhà họ Mai và họ Khâu. Từ chuyện Khâu Tự Phong thuận lợi đảm nhận chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thì Khâu Nhân Lễ rút ra kết luận là, tuy rằng nhà họ Khâu sẽ không đến mức nâng Hạ Tưởng lên quá cao hoặc đối đãi, coi hắn như một khách quý, nhưng ít nhất cũng xem hắn như một bằng hữu đáng tin cậy, rất đáng kết giao. Bởi vì nếu như không phải Hạ Tưởng ra mặt, cửa của Mai Thái Bình nhất định sẽ không được thông qua. Trước mặt Mai Thái Bình, thì thể diện của Hạ Tưởng thậm chí còn được nể hơn thể diện của ông. Bởi vì ông ta không thể hạ thể diện đi cầu Mai Thái Bình, mà Hạ Tưởng chỉ cười nói giúp thì sự việc đã hoàn thành. Mai Thái Bình sẽ không nghĩ nhiều Hạ Tưởng giúp Khâu Tự Phong là vì để đối phó với nhà họ Mai, nhưng một khi đã mở miệng nhờ Mai Thái Bình thì phải trả một cái giá tương ứng mới thành việc. Chẳng những sẽ khiến cho Mai Thái Bình đoán giả đoán non, mà còn có khả năng lãng phí công sức. Điều này cần phải có Hạ Tưởng ở giữa phối hợp, không nghiêng về đãi ngộ lớn của bất cứ nhà nào. Bởi vì, cuộc gặp ngày hôm nay, kỳ thật là Khâu Nhân Lễ muốn Hạ Tưởng hiểu lý lẽ và động lòng, rằng không nên vì nhà họ Ngô tiếp nhận hắn mà hoàn toàn nghiêng về phía nhà họ Ngô. Tuy rằng hắn có thể vì điều đó đạt được nhiều lợi ích mà nhà họ Ngô hứa hẹn, nhưng cũng sẽ làm cho nhà họ Khâu và họ Mai phải sinh ra tâm lý đề phòng hắn, từ đó khiến cho giá trị của hắn bị suy giảm, nói không chừng hắn sẽ có một cục diện mất nhiều hơn được. Nhưng khi Hạ Tưởng thốt ra câu nói đầu tiên đã khiến cho Khâu Nhân Lễ cả kinh, sau đó là vui mừng. Ông ta biết Hạ Tưởng quả nhiên là người rất thông minh, rất thấu hiểu đại cuộc vành kinh tế Bắc Kinh lớn sẽ dẫn đến sự cạnh tranh thế lực của mấy nhà tại tỉnh Yến. Lại nghĩ đến việc Hạ Tưởng đột nhiên giúp đỡ Khâu Tự Phong trở thành trưởng ban tổ chức cán bộ của thành phố Yến, suy nghĩ của Hạ Tưởng đã miêu tả sinh động ra. Hạ Tưởng vẫn là đi con đường cân bằng, Khâu Nhân Lễ âm thầm thở dài. Thật đúng là một người thông minh tột đỉnh, hắn trong khi suy nghĩ giúp Tự Phong nhưng kỳ thật thì cũng đã biểu lộ được lập trường, bởi vì thế lực nhà họ Khâu tại tỉnh Yến là mỏng kém nhất. Cách làm của Hạ Tưởng thực ra đã biểu hiện rõ không nhầm lẫn là muốn nói với nhà họ Khâu đã đến lúc tiến lực lượng vào tỉnh Yến rồi. Khâu Nhân Lễ cười thầm mình là người không biết gì chuyện trong cuộc, quá lo lắng Hạ Tưởng sẽ nghiêng về nhà họ Ngô mà bỏ qua chuyện đã phơi bày ra ngay trước mắt. Tốt xấu gì thì ông cũng là một lão tiền bối trên quan trường mà còn để mắc phải sai lầm sơ cấp thì thật đáng buồn cười. Tuy nhiên lại nghĩ rằng, lo lắng của ông ta cũng từ mặt cạnh xác nhận tầm quan trọng của Hạ Tưởng là không thể thay thế. Nhưng ngẫm lại ông thấy mình lo lắng không phải không có lý. Hạ Tưởng có thông minh hơn nhưng dù sao thì cũng vẫn còn trẻ, trước khi nhà họ Ngô chưa tiếp nhận hắn hoặc là sẽ chu toàn giữa các nhà, khi mà nhà họ Ngô thể hiện lực lượng lớn với hắn và tiếp nhận hắn vào hệ thống trung tâm, khi đó Hạ Tưởng có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn của nhà họ Ngô sao? Khâu Nhân Lễ nghĩ đến đây thì trong lòng cảm thấy có một chút bất an. Khâu Nhân Lễ không phải không nghĩ đến việc lôi kéo Hạ Tưởng về phía nhà họ Khâu. Nhưng sau khi phân tích thận trọng thì mới phát hiện rằng điều đó không có khả năng thành sự thật. Một là giữa Hạ Tưởng và nhà họ Ngô có mối quan hệ phức tạp, là người con rể mà nhà họ Ngô không dám thừa nhận. Hai là Hạ Tưởng lui tới nhà họ Mai quá nhiều, nhất là với Mai Thái Bình, làm cho người ta không thể nào đoán ra được mối quan hệ đó rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào. Thứ ba, Hạ Tưởng đối địch với nhà họ Phó. Hiện giờ đã đến tình trạng như nước với lửa không thể sống chung. Nhà họ Khâu lúc này mà lôi kéo Hạ Tưởng thì sẽ chọc giận đến nhà họ Ngô, đắc tội với nhà họ Mai và sẽ khiến cho nhà họ Phó bất mãn cực độ. Đương nhiên, đó cũng không phải là nguyên nhân khiến cho Khâu Nhân Lễ lo lắng nhất. Hạ Tưởng có đáp ứng yêu cầu đó hay không mới là điều khiến ông không nắm chọn được. Nhìn chung con đường quan trường của Hạ Tưởng thì ngoại trừ vẫn duy trì mối quan hệ cá nhân không tồi với Lý Đinh Sơn, thì hắn có mối quan hệ tốt nhất với Trần Phong. Mặc dù hắn có thể nói chuyện được với Diệp Thạch Sinh, tiếp xúc không ít với Phạm Duệ Hằng, nhưng dường như giao tình cũng không tốt lắm.
Kỳ thật Khâu Nhân Lễ có thể đoán ra được, với con người và trí thông minh của Hạ Tưởng, muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cũng không phải là việc khó khăn gì, nhưng Hạ Tưởng sở dĩ không cố tình làm việc đó bởi vì hắn có chỗ thông minh của hắn. Trước khi hắn còn chưa lớn mạnh hẳn, thì duy trì một khoảng cách nhất định với bí thư và chủ tịch tỉnh mới là cách bảo vệ mình một cách ổn thỏa nhất. Huống chi hắn vẫn còn có giao tình với rất nhiều lãnh đạo tỉnh, thành phố. Một khi có quan hệ quá mật thiết với Diệp Thạch Sinh hoặc Phạm Duệ Hằng thì tất nhiên sẽ làm cho người bên kia phải bắn ngược lại, lúc ấy cũng sẽ sinh ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực không đoán trước được. Khâu Nhân Lễ sau khi suy nghĩ cặn kẽ, đồng thời nghĩ rằng Hạ Tưởng trong lễ mừng năm mới chắc chắn sẽ tới thủ đô, nói không chừng cũng sẽ gặp mặt với nhà họ Ngô. Cho nên ông ta mới yêu cầu Khâu Tự Phong gọi cho Hạ Tưởng khi hắn đến thủ đô và muốn đích thân gặp mặt đàm phán với Hạ Tưởng. Khâu Nhân Lễ nhìn chăm chú vào Hạ Tưởng đang nở nụ cười chân thành, trong bỗng chốc không biết nên mở miệng trả lời câu hỏi của Hạ Tưởng như thế nào. Sau khi đệ trình luận đề về vành kinh tế Bắc Kinh lớn, Khâu Nhân Lễ mới bỗng dưng phát giác việc so sánh với nhà họ Ngô, họ Phó và họ Mai. Với việc định hình thế cục ở tỉnh Yến, nhà họ Khâu đã đi sau quá nhiều rồi. Cho đến bây giờ, thế lực lớn nhất của nhà họ Khâu tại tỉnh Yến chỉ có Khâu Tự Phong, ngoài ra thì không còn ai cả. Nếu bây giờ không bắt tay vào chuẩn bị lực lượng ở tỉnh Yến thì sau 2, 3 năm, khi vành kinh tế Bắc Kinh lớn chính thức được hạ móng, nhà họ Khâu sẽ khó mà chia được một bát canh, và sẽ trở thành một gia tộc yếu kém nhất sau 3 gia tộc. Lúc này Khâu Nhân Lễ có một cảm giác thật gấp gáp. Rất rõ ràng, Hạ Tưởng cũng nhận ra được sự quấn bách của nhà họ Khâu nên đã ra tay giúp Khâu Tự Phong có được chức trưởng ban thư ký thành ủy, khiến cho Khâu Nhân Lễ trong lòng vô cùng biết ơn. Khâu Nhân Lễ liếc mắt nhìn Khâu Tự Phong, trầm ngâm một chút, mới nói. Tiểu Hạ, tình trạng nhà họ Khâu tại tỉnh Yến thì cháu cũng đã biết rồi. Vừa rồi bác cũng đã nói, cháu đã đến nhà thì không phải là người ngoài nữa. Cháu nói xem nên làm thế nào để mở ra cục diện. Khâu Nhân Lễ dùng thái độ vô cùng thành khẩn hỏi kế sách của hắn, một chút cũng không nằm ngoài dự đoán của Hạ Tưởng. Nhà họ Khâu chú ý đến tỉnh Yến ít nhất, bố cục ở tỉnh Yến muộn nhất. Hiện tại, dưới tình thế cấp bách, nếu nói không có ý tưởng thì cũng không thể. Nhưng nếu nói nhà họ Khâu sớm định liệu trước thì chắc chắn là không phải. Hạ Tưởng nhìn Khâu Nhân Lễ gật đầu cười. Bác Khâu, Tự Phong tuy rằng đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, nhưng cũng chỉ vừa mới nhậm chức, căn cơ vẫn chưa vững. Cháu cảm thấy cần phải dành ra thời gian để Tự Phong tiếp xúc với bí thư Phương một chút. Đề nghị đầu tiên của hắn chính là muốn Phương Tiến Giang chỉ điểm cho Khâu Tự Phong như thế nào để kiểm soát ban tổ chức cán bộ một cách tốt nhất, cũng như giúp cho Khâu Tự Phong hiểu biết về những người trong ban người nào có thể dùng được. Còn nữa, Tự Phong cũng không cần kết giao quá thân với bí thư Trần, càng phải duy trì mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp thích hợp với thị trưởng Hồ. Khâu Nhân Lễ sửng sốt, đề nghị thứ nhất thì không nằm ngoài dự kiến của ông, nhưng đề nghị thứ hai lại khiến người ta nghĩ không ra. Không nói đến trưởng ban tổ chức cán bộ không đi lại gần với bí thư, mà cứ phải đi lại với thị trưởng cũng đã là một hành động không ổn rồi. Ngoài ra, với mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Trần Phong thì Hạ Tưởng cũng không nên cấm Tự Phong kết giao với Trần Phong, là đạo lý gì? Ông ta còn chưa kịp mở miệng hỏi thì dường như suy nghĩ ra được điều gì, vội hỏi. Trần Phong bị điều chuyển đi sao? Đoán chừng sắp rồi. Hạ Tưởng gật đầu, Trần Phong mơ hồ lộ ra một chút tin tức với hắn, có khả năng bị điều chuyển nhưng thời gian cụ thể chưa định. Hơn nữa là sẽ có khả năng đến thủ đô chứ không ở lại tỉnh Yến. Trần Phong vừa đi thì Hồ Tăng Chu sẽ tiếp nhận chức bí thư. Cho nên hắn mới đề nghị Tự Phong nên qua lại nhiều hơn với Hồ Tăng Chu, là để phòng ngừa chu đáo. Còn nữa, cháu cũng muốn giới thiệu cho Tự Phong quen biết với trưởng ban thư ký, phó thị trưởng Cao và phó thị trưởng Vu. Trần Phong vừa đi, tuy rằng là mất đi trụ cột quan trọng nhưng trong thành ủy, mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng vẫn vững chắc như cũ. Ngoại trừ với Hồ Tăng Chu là không thân cũng không ghét, không gần không xa, hắn còn có những mối quan hệ mật thiết với Lý Đinh Sơn, Cao Hải, Vu Phồn Nhiên, Tôn Định Quốc. Hiện tại, lại có thêm Khâu Tự Phong. Về cơ bản cho dù Hồ Tăng Chu và Phó Tiên Phong liên kết với nhau thì cũng sẽ không phải muốn làm gì thì làm trong thành ủy. Trong mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng đều là những người có thực quyền. Như Phó Thị trưởng Thường Trực, Phó Thị trưởng Ủy viên Thường vụ, Cục trưởng Cục Công an thành phố, Trưởng ban Thư ký, còn có thêm Trưởng ban Tổ chức Cán bộ.
Nếu những người này vì Hạ Tưởng mà cùng phát biểu thì cũng đủ khiến cho Hồ Tăng Chu đau đầu và Phó Tiên Phong chẳng làm gì được. Khâu Nhân Lễ tiếp tục gật đầu. Bác thay Tự Phong cảm ơn cháu. Hạ Tưởng vội xua tay. Bác Khâu đừng khách sáo. Với tình bạn của cháu và Tự Phong lúc này thì cháu giúp anh ấy thì cũng như là giúp bản thân mình mà. Hiện nay, tình hình ở thành phố thì còn dễ nói, Tự Phong ở cương vị trưởng ban tổ chức cán bộ cũng dễ triển khai công việc, nhưng tình hình ở tỉnh thì phức tạp rồi. Khâu Nhân Lễ không chút để ý hỏi. Ngoài mặt là không để ý, thực chất là mang hàm ý trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng, như thế nào để nhà họ Khâu mở ra cục diện ở tỉnh Yến. Hạ Tưởng còn chưa mở miệng thì Khâu Tự Điệp đã mang trà đến. Cô bất mãn trừng mắt nhìn Khâu Tự Phong, lại quay sang Khâu Nhân Lễ nói. Ba à, nắm dao phải nắm đằng cán, đạo lý phải cho đi trước, chẳng lẽ ba không hiểu. Làm gì có chuyện bắt người ta hỗ trợ không cho mình chứ. Phải hứa hẹn thật nhiều ưu đãi cho Hạ Tưởng thì cậu ấy mới chịu nói thật. Lời nói của Khâu Tự Điệp có phần hơi trắng trợn. Khâu Tự Phong và Hạ Tưởng đã quen thì còn đỡ chứ Khâu Nhân Lễ thì liền xa sầm nét mặt, ho khan một tiếng, mặt đỏ lựng. Quả thật là vừa đến chỉ lo hỏi Hạ Tưởng mà không nghĩ đến mối quan hệ giữa người với người là tương trợ nhau. Hạ Tưởng cái gì cũng không đề cập, trợ giúp nhà họ Khâu vô điều kiện. Người ta không đề cập đến chính là người ta đề cao nhân cách của mình. Nhà họ Khâu cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm là nhà họ Khâu không biết đối nhân xử thế. Bình tĩnh mà suy xét, Hạ Tưởng trợ giúp nhà họ Khâu giành được ích lợi tại tỉnh Yến, đương nhiên không phải là không có tâm tư riêng. Một người không thể làm chuyện gì mà không có mục đích. Hắn trợ giúp Khâu Tự Phong thứ nhất là vì cảm thấy Khâu Tự Phong đáng để kết giao, là bạn bè, có thể qua lại lâu dài. Thứ hai là hắn muốn mượn thế lực của nhà họ Khâu mà cản trở Phó Tiên Phong thực hiện được dụng ý của y. Đồng thời, về lâu dài, cũng là không muốn thế lực của bất kỳ nhà nào bành trướng ở tỉnh Yến. Trong đó bao gồm cả nhà họ Ngô. Trong mắt Hạ Tưởng, dù ân oán giữa hắn với nhà họ Ngô nhiều nhất, thù hận nhiều nhất với nhà họ Phó, nhưng bình tâm suy nghĩ thì sự thật là bốn nhà đều giống nhau, đều muốn giành được những lợi ích về chính trị và kinh tế. Chẳng qua hắn và nhà họ Phó vì nhiều nguyên nhân mà trở mặt với nhau. Còn nhà họ Ngô là vì Liên Nhược Hạm mà có ân oán với nhau. Trên thực tế, phân tích một cách cẩn thận thì với bốn nhà này hắn đều không thể đi lại quá gần với một nhà. Nói không khoa trương, có thể cách xa hơn một chút, nhưng tuyệt đối không thể thân cận quá. Xa, còn có thể giữ được mình, gần, lại có khả năng bị thế lực các gia tộc nuốt chửng. Hoặc là trong sự tranh đấu giữa các nhà thì mình sẽ trở thành lính hầu, và trở thành kẻ vứt bỏ khi đến thời khắc then chốt có thể vứt bỏ đi. Cho dù là nhà họ Ngô thì hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Tuy hắn và Liên Nhược Hạm có tình cảm, lại có con với nhau, nhưng dựa trên mối quan hệ giữa Khâu Tự Phong và Phó Tiên Phong thì hắn đã đưa ra một kết luận. Đối với các đại gia tộc mà nói, thế lực và thực lực mới là căn bản, lợi ích mới là vĩnh hằng. Đám cưới chỉ là một cái cớ, không thể trở thành nhân tố then chốt khi quyết định vấn đề. Hoặc là nói, chỉ có một chút ảnh hưởng nhỏ thôi, chứ hoàn toàn không thể chi phối toàn đại cục. Khâu Tự Phong vì chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy mà có thể không để ý đến cảm giác của Phó Đoá Đoá. Cũng có thể không cần quan tâm Phó Tiên Phong là anh vợ của y. Cũng như vậy, khi liên quan đến lợi ích, nhà họ Ngô sẽ không bởi vì hắn là người đàn ông của Liên Nhược Hạm và là ba của Liên Hạ mà nương tay. Nếu hắn được nhà họ Ngô tiếp nạp vào cái gọi là hệ thống trung tâm của gia tộc, hoặc là nói trở thành người phụ thuộc vào nhà họ Ngô, thì hắn phải chấp nhận một sự thật cực kỳ ác liệt. Sự thực chính là, hắn sẽ có khoảng cách với nhà họ Mai và họ Khâu, mất đi sự tín nhiệm của Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong. Đồng thời, trong một khoảng thời ngắn có lẽ nhận được nhiều ưu đãi từ nhà họ Ngô, nhưng về lâu dài hắn chắc chắn sẽ bị nhà họ Ngô thao túng, trở thành tên nô lệ xếp đầu tại thành phố Yến cho nhà họ Ngô, tiên phong trong mọi chuyện, giành ích lợi cho nhà họ Ngô. Hạ Tưởng sẽ không làm cái việc ngốc nghếch giao cả vận mệnh của mình vào tay người khác. Ích lợi ngắn hạn không khiến hắn động lòng. Hắn luôn luôn nghĩ đến những lợi ích lâu dài, làm sao có thể vì chuyện nhà họ Ngô mà phạm phải sai lầm có tầm nhìn nông, ngắn. Hắn tận tâm trợ giúp Khâu Tự Phong, ngoài mặt là chống lại Phó Tiên Phong, khuấy động thế cục của tỉnh Yến, không cho Phó Tiên Phong đắc thủ, cũng không để nhà họ Phó và Diệp Thạch Sinh lại gần với nhau, ngầm nói cho nhà họ Ngô biết hắn thủy chung kiên định giữ vững lập trường không thay đổi và dựa theo nguyên tắc của hắn mà làm.
Có lẽ ông cụ Ngô đề xuất chủ ý gặp mặt hắn chính là bởi vì lần này hắn đã ra tay giúp nhà họ Khâu có được vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Lại nghĩ đến Ngô Tài Dương cũng có ý muốn gặp hắn, Hạ Tưởng càng kiên định niềm tin của hắn, nhất định phải kiên trì đi theo con đường của mình, không thể bị người khác chi phối. Đồng thời hắn hạ quyết tâm, nếu việc gặp mặt Ngô Tài Dương có thể từ chối được thì từ chối. Nếu không từ chối được thì gặp hết những người mà hắn muốn gặp rồi nói tiếp. Lời nói của Khâu Tự Điệp nửa thật nửa giả, nhưng Hạ Tưởng phải coi là thật, vội vàng cười giảng hòa. Ưu điểm lớn nhất của tôi đó chính là trọng tình cảm bạn bè. Tôi và Tự Phong hiện nay là bạn tốt, giúp anh ấy chính là giúp mình. Làm gì có chuyện giúp bản thân còn nghĩ đến đòi báo đáp. Chị Khâu đừng nói giỡn, chị nói như vậy chính là muốn đuổi tôi về. Tôi thì không nỡ đuổi cậu đi, ý của tôi chính là nếu cậu cần gì thì cứ hỏi tôi. Nơi này tôi cái gì cũng có, cậu giúp Tự Phong cũng là giúp tôi thay mặt cậu ấy cảm ơn cậu. Khâu Tự Điệp đúng là thích nói giỡn, câu nào câu nấy đều có thể khiến người ta tưởng tượng được. Hạ Tưởng chỉ còn cách mỉm cười đáp lại. Được, nếu như tôi có cần chị Khâu hỗ trợ gì thì nhất định sẽ mở miệng. Sau đó hắn bất chợt dừng lại, ngượng ngùng nói. Hiện tại có một việc muốn nhờ chị Khâu giúp đỡ, không biết. Khâu Tự Điệp mừng rỡ vội vàng lên tiếng. Có chuyện gì nói nhanh, không có chuyện tôi không làm được. Sau đó nửa giận dỗi nói. Không được gọi là chị Khâu, khó nghe quá, phải gọi là chị Điệp. Chị Điệp. Hạ Tưởng gọi một tiếng, trong lòng nghĩ rằng gọi chị Điệp càng khó nghe hơn, tuy nhiên trên mặt vẫn lộ nét tươi cười. Nghe nói là gừng tây do Lục Tất Cừ muối ăn ngon lắm. Tôi từ nhỏ đã thích ăn gừng tây, tuy nhiên toàn không mua được. Không biết chị Điệp có thể mua giúp tôi một ít hay không? Chuyện nhỏ, tôi biết chủ tịch của Lục Tất Cư, để tôi lập tức đi tìm hắn. Khâu Tự Điệp làm việc nhanh gọn, nói đi là đi, giơ tay lấy cái chìa khóa ô tô. Chờ đó nha, tôi lập tức mang về ngay. Khâu Tự Điệp xoay người bước đi, tốc độ cực nhanh khiến người ta kinh ngạc. Khi nhìn thấy cô lái xe ra khỏi nhà, Khâu Tự Phong mới cười ha hả. Vẫn là Hạ Tưởng thông minh. Một cây gừng tây đã khiến bà chị này rời đi ngay. Hiện tại thật sự là yên tĩnh đi rất nhiều rồi. Chương 657, chủ kiến. Khâu Nhân Lễ khẽ gật đầu cười. Tự Điệp ngang bướng quen rồi, bác cũng không còn biện pháp nào khác. Thôi đi, đừng đề cập đến nó nữa. Nói xong, ông ta liền đứng dậy, lấy tay chỉ ra bên ngoài. Đi, Tiểu Hạ, chúng ta ra ngoài sân dạo đi. Khoảng sân của nhà họ Khâu không hề nhỏ. Sợ là có đến vài mẫu. Hạ Tưởng biết, nhà họ Khâu cũng được, mấy nhà khác cũng được, đối với công chúng mà nói, thì khu nhà riêng lớn như vậy là không hề tồn tại, vĩnh viễn sẽ không lọt vào tầm mắt của công chúng. Tầng lớp đặc quyền luôn luôn tồn tại, trừ phi là quốc gia tiêu vong. Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong một trái một phải đi tản bộ cùng Khâu Nhân Lễ. Khâu Nhân Lễ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thản nhiên, bước chân kiên định nhưng giọng điệu lại thân thiết nói với Hạ Tưởng. Tự Điệp tuy nói chuyện thẳng nhưng cũng có đạo lý. Bác cũng không nói thêm gì nữa, nhà họ Khâu có thể cho cháu ưu đãi thì nhà khác cũng có thể cho nhưng cháu lại giúp Tự Phong. Tình nghĩa này của cháu bác sẽ không quên. Đây xem như là một hứa hẹn trịnh trọng của nhà họ Khâu đối với hắn. Hạ Tưởng mỉm cười, lại không tiếp lời mà chuyển đề tài. Bác Khâu, thế lực của Tự Phong ở thành phố Yến hơi mỏng. Ở tỉnh thì lại không có người có phân lượng nói giúp cậu ấy. Câu nói này chính là tiếp lời câu nói cảm thán của Khâu Nhân Lễ lúc ở phòng khách nhưng đã bị Khâu Tự Điệp cắt ngang. Lúc này Hạ Tưởng lại đề cập lại, ý tứ chính là hắn thành tâm muốn giúp nhà họ Khâu. Khâu Nhân Lễ cười ha hả nói. Đúng vậy, Tiểu Hạ à, nghĩ hộ cho bác xem, làm thế nào mới có thể mở ra cục diện. Khâu Nhân Lễ cũng không khách sáo, nói ra suy nghĩ trong lòng của mình. Hạ Tưởng đi cùng với Khâu Nhân Lễ đến bên cạnh hòn non bộ. Nhìn thấy cái ao nhỏ bên trong hòn non bộ đã đóng băng, phía trên hòn non bộ cũng là một cảnh tàn lụi. Hắn chỉ tay cái ao nói. Hiện tại, muốn nhìn thấy cá trong nước thì có hai biện pháp. Một là đập nát băng ra, hai là đem ghế đến ngồi chờ, đợi cho xuân về hoa nở thì là lúc băng tự nhiên sẽ tan ra. Khâu Nhân Lễ đương nhiên là hiểu được lời nói của Hạ Tưởng có hai hàm ý, tức là hai phương pháp để mở ra cục diện, liền hỏi. Nếu phá băng thì tất nhiên sẽ có cái giá phải trả tương ứng. Cái giá đó chính là tinh lực và tiền tài.
Còn phương pháp đợi mùa xuân đến thì dường như rất đơn giản nhưng thời gian lại không thể chờ được. Nhưng trước mắt thì vẫn phải chờ, chẳng những phải chờ đến mùa xuân mà còn phải phá băng trước. Hạ Tưởng cười tủm tỉm nói. Hai bút cùng vẽ mới nhanh hơn, và lại còn có sự bảo đảm. Ai là băng và ai là cá? Khâu Tự Phong có hứng thú hỏi. Băng chính là thủ đô, còn cá chính là tỉnh Yến. Hạ Tưởng đáp. Khâu Tự Phong dường như hiểu được điều gì, ánh mắt sáng lên. Ở tỉnh có ai bị điều chuyển à? Nghe nói là Tiền Cẩm Tùng. Tin tức Tiền Cẩm Tùng bị điều đi là do Hạ Tưởng nghe được từ Tống Chiêu Độ. Đồng thời, căn cứ vào phỏng đoán của hắn thì cũng là lúc Tiền Cẩm Tùng bị điều chuyển, không phải quay về thủ đô mà chính là được điều đến tỉnh khác làm phó chủ tịch thường trực tỉnh. Thời điểm ban đầu còn ở tổ lãnh đạo, hắn và Tiền Cẩm Tùng đã tiếp xúc qua vài lần. Hắn cảm thấy Tiền Cẩm Tùng đối nhân xử thế khá được, có thể kết giao. Sau đó có vài lần giao tiếp, trong một lần Tiền Cẩm Tùng nói chuyện với hắn, đã vô ý lộ ra tin tức là khả năng y có thể phải điều đi tỉnh khác. Trong chớp mắt đã qua nửa năm vẫn không thấy có động tĩnh, Hạ Tưởng vẫn không cho rằng điều ấy là vô vọng. Mà là hắn đoán vị trí mà Tiền Cẩm Tùng mong muốn đến có đôi chút khó khăn, không dễ hoạt động nhưng vẫn đang nỗ lực. Dù sao thì vị trí hiện tại của Tiền Cẩm Tùng cũng không dễ dàng điều chuyển được. Trừ phi là điều chuyển ngang, thăng cấp âm thầm, nếu không thì y cũng tình nguyện ở yên. Tiền Cẩm Tùng hiện nay được điều chuyển đến chính tỉnh cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng nếu vẫn là phó tỉnh, hoặc là chức vụ phó bí thư, hoặc là phó chủ tịch thường trực tỉnh hay trưởng ban tổ chức cán bộ, còn các chức vụ khác thì y không thèm. Theo Hạ Tưởng phỏng đoán, ham muốn lớn nhất của Tiền Cẩm Tùng có thể chính là làm phó chủ tịch thường trực tỉnh. Để sau này làm hết một nhiệm kỳ thì có thể thuận lợi từ phó mà lên chính thôi. Đương nhiên cũng có khả năng quay về thủ đô đảm nhận chức phó trưởng ban thường trực. Nhưng mặc kệ là chức nào thì cũng hơn cái chức trưởng ban thư ký hiện nay. Có thực có quyền, lại dễ dàng tạo ra thành tích hơn. Tính thời gian thì Hạ Tưởng đến quận Hạ Mã cũng đã gần nửa năm. Dựa theo bối cảnh và thực lực của Tiền Cẩm Tùng thì hắn bước đầu suy đoán là khoảng tháng 3, tháng 4 sự nghiệp của Tiền Cẩm Tùng sẽ có sự thay đổi. Mặc kệ là có điều đi tỉnh khác hay đi thủ đô hay không, tóm lại khẳng định là sẽ rời khỏi tỉnh Yến. Bởi vì tỉnh Yến không có vị trí mà Tiền Cẩm Tùng cần. Việc thường phải phòng ngừa chu đáo, nếu biết tin tức Tiền Cẩm Tùng được điều chuyển đi nơi khác trước mọi người, thì cái chức trưởng ban thư ký bị trống đó mới có thể cướp được trong tay. Nhà họ Mai có Mai Thái Bình là trưởng ban tổ chức cán bộ. Nhà họ Ngô có Lý Ngôn Hoàng và Cao Tấn Chu. Là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh. Nhà họ Phó có Mã Tiêu và Thôi Hướng, là trưởng ban tuyên giáo và phó bí thư. Nhà họ Khâu nếu có thể lấy được ngôi báu trưởng ban thư ký thì xem như cũng mở ra được một chút cục diện tại tỉnh Yến. Khâu Nhân Lễ vừa nghe Hạ Tưởng nói, lập tức lộ sắc mặt vui mừng. Tiền Cẩm Tùng được điều chuyển đi, tin tức này có xác thực không? Hạ Tưởng không trả lời ngay câu hỏi của Khâu Nhân Lễ. Nếu đợi cho tin tức được xác thực thì sợ không còn kịp nữa rồi. Khâu Nhân Lễ lặng lẽ cười, ông phải nhìn nhận lại khi nghe Hạ Tưởng trả lời mưu trí. Cũng đúng, một khi tin tức một cán bộ cấp phó tỉnh được điều động truyền ra ngoài thì coi như kết cục đã định, làm sao có khả năng cải biến được. Nên phòng ngừa chu đáo, không thể để cho bầu trời đầy mây đen mới bắt đầu tu bổ nóc nhà. Phải bắt tay vào chuẩn bị khi trời còn nắng. Khâu Nhân Lễ vỗ vai Hạ Tưởng nói. Tối nay ở lại dùng cơm nhé. Không ạ, cảm ơn bác Khâu. Tối nay cháu còn có chuyện, thật là ngại quá. Hạ Tưởng biết rằng Khâu Nhân Lễ đã nhận đại lễ của hắn, đề xuất ăn cơm chính là thỉnh tình giữ lại. Sự từ chối khéo léo của Hạ Tưởng đã nằm trong dự liệu của Khâu Nhân Lễ, ông ta liền xua tay cười nói. Không sao, không miễn cưỡng cháu. Bác biết cháu cũng còn nhiều việc. Nhìn thời gian đã hơn 6 giờ chiều, bầu trời cũng đã tối. Thừa lúc Khâu Tự Điệp còn chưa về, Hạ Tưởng đưa ra lời tạm biệt. Khâu Nhân Lễ biểu hiện ra 10 phần thành ý, muốn tiễn Hạ Tưởng lên xe bằng được, Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải cảm ơn thịnh tình của Khâu Nhân Lễ. Sau đó lái xe ra khỏi tòa nhà, đi thẳng một đường, sợ rằng sẽ gặp phải Khâu Tự Điệp lại càng phiền phức hơn. Hạ Tưởng vừa rời khỏi, Khâu Tự Phong và Khâu Nhân Lễ liền quay vào phòng trong. Sau khi ngồi xuống, Khâu Nhân Lễ hơi nheo ánh mắt lại. Hạ Tưởng đối nhân xử thế cũng không tệ lắm, đáng kết giao. Tự Phong, về sau con và cậu ta giao lưu, nên tranh thủ cảm tình thứ nhất, lợi ích thứ hai. Khâu Tự Phong khẽ gật đầu.
Hạ Tưởng kết giao với người khác, tuy rằng cũng muốn có được lợi ích bên trong nhưng đều là lợi ích lâu dài, và lợi ích ẩn giấu đằng sau, không giống như một số người mua bán trao đổi lồ lộ hết ra. Cho nên Hạ Tưởng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy buồn chán, ngược lại, cậu ấy còn luôn khiến cho người khác cảm giác sự rộng lượng, giúp người không đòi báo đáp. Từ trước đến nay, người làm việc lâu dài sẽ không để ý đến những lợi ích trước mắt. Người làm việc mà luôn chỉ nhìn vào kết quả và tính toán chi li thì sẽ dễ dàng thất bại. Khâu Nhân Lễ ngưng một chút, nhìn về phía cửa sổ, bỗng nhiên hạ quyết tâm nói. Tối nay, con dùng cơm với ông nội, thương lượng một chút với ông về việc sắp xếp ai đến tỉnh Yến đảm nhận chức trưởng ban thư ký là thích hợp nhất. Khâu Tự Phong ngẫm nghĩ một chút. Chỉ sợ đối với chuyện này, Hạ Tưởng phải góp một phần lực tại tỉnh Yến rồi, ít nhất cũng phải khiến cho Bí Thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm đồng ý mới được. Với chức trưởng ban thư ký, Trung ương chắc chắn phải trưng cầu ý kiến của nhân vật số 1 và số 2 của tỉnh Yến. Khâu Nhân Lễ lắc đầu cười. Ai nói nhất định phải từ trên xuống? Vì sao không thể đề bạt ngay tại tỉnh Yến? Khâu Tự Phong ngẩn cả người. Tại tỉnh Yến không có người của chúng ta để đề bạt. Ai nói là không có? Khâu Nhân Lễ mỉm cười thần bí. Hạ Tưởng về đến nhà thì khắp nơi đèn đường đã bật. Đã lâu rồi hắn chưa có thời gian nhàn nhã như thế. Nhìn những dòng xe xuôi ngược, nhìn những ngọn đèn thắp sáng muôn nhà, rồi nhìn đến bóng dáng của Liên Nhược Hạm và Tiểu Liên Hạ trên lầu chiếu xuống, Hạ Tưởng đột nhiên cảm thấy một cảm giác ấm áp. Trong tình cảnh này, giờ này phút này, trong kiếp trước hắn đã bao lần lái xe về nhà, nhìn thấy vệ tân đứng chờ mà không biết quý trọng. Đời người, cái quý trọng, tốt đẹp nhất chính là người luôn bên cạnh ta, và cũng là người mà chúng ta dễ dàng bỏ qua nhất. Hạ Tưởng cảm thấy thật xúc động, bùi ngùi. Trở lại căn nhà ấm áp, Tiểu Liên Hạ cứ ôm chặt cánh tay Hạ Tưởng không chịu buông. Bàn tay của cậu bé thật mềm mại, nắm trong tay cứ như nắm báu vật. Liên Nhược Hạm thấy Hạ Tưởng về nhà đúng giờ ăn cơm, cũng biết tâm ý của hắn, liền vô cùng dịu dàng mà ngả vào vai Hạ Tưởng. Ra ngoài ăn cơm đi, em đặt khách sạn xong hết rồi. Được, em quyết định. Hạ Tưởng ăn ở đâu cũng được, nếu Liên Nhược Hạm đã sắp xếp thì mọi việc cứ để cô làm chủ được rồi. Một nhà ba người lái xe đi, Liên Nhược Hạm ngồi trên chiếc Land Rover nhớ lại chuyện cũ liền mỉm cười ngọt ngào. Khó mà tin được anh làm quan ngày càng lớn, tiền kiếm được ngày càng nhiều, vậy mà vẫn dùng chiếc Land Rover em đã mua cho anh. Chỉ bằng điểm này thôi đã đáng để tin cậy anh rồi. Hạ Tưởng liền cười ha hả nói. Anh từ nhỏ đã biết tiết kiệm rồi, chiếc xe này chắc lại dùng bền, ngoại trừ hao dầu một chút thì không còn vấn đề gì. Tại sao phải đổi chứ? Đổi xe thì phải tiêu tiền, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Liên Nhược Hạm cười vui vẻ. Xem anh nói khổ sở như vậy dường như anh rất nghèo không bằng. Em quyết định thu hồi lại cái xe này, đỡ mất công anh phải khai báo hủy. Em muốn lưu lại làm kỷ niệm, không cho anh sử dụng nữa đâu. Anh hãy mua một chiếc xe mới đi. Hạ Tưởng vẻ mặt đau khổ nói. Anh không có tiền. Tiểu Liên Hạ giơ đồng xu một tệ trên người nói. Ba ơi, con có tiền, con cho ba. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, nhận đồng xu của Tiểu Liên Hạ nói. Cảm ơn con trai yêu của ba. Ngày mai ba mua cho con một chiếc xe ô tô to, được không? Hứ, mua xe cho con thì có tiền, mua xe cho mình thì không có. Thật keo kiệt. Liên Nhược Hạm lấy từ trong túi xách ra một cái chìa khóa ô tô. Xem như em nợ anh. Đây, xe em đã mua cho anh đây, lấy lái đi là được rồi. Hạ Tưởng vừa nhìn thấy ký hiệu trên chiếc chìa khóa, vội vàng rụt tay về. Anh lái Land Rover là vì không nhiều người biết nó, không biết nó có giá trị bao nhiêu tiền. Em đưa cho anh một chiếc xe Mercedes-Benz mới chẳng phải cố tình cho người khác nhìn sao. Anh là bí thư quận ủy, phải chú ý hình tượng và ảnh hưởng của mình một chút. Liên Nhược Hạm hé miệng cười. Đùa anh thôi, chiếc xe này là xe mới của em, không đến lượt anh lái đâu. Xe của anh là Volvo, vừa khiêm tốn lại vừa an toàn, có hài lòng không? Vừa lòng. Đương nhiên là vừa lòng. Hạ Tưởng không dám nói là không hài lòng. Liên Nhược Hạm tặng ô tô cho hắn hàm ý rất rõ ràng, chính là muốn hắn về sau thường xuyên đến thủ đô thăm mẹ con cô. Hắn nhất định phải cảm động và nhớ nhung tình ý của cô. Khi tới nhà hàng, đang trên đường đến phòng đã đặt sẵn để dùng cơm thì tình cờ gặp Phó Tiên Phong. Liên Nhược Hạm đặt chỗ tại nhà hàng Bắc Kinh, nhà hàng có tiếng là nơi tập trung các vị danh tiếng lui tới,
là nơi hội tụ thường xuyên những vị quan lớn quyền quý. Gặp phải một số người nổi tiếng và quan chức lớn là chuyện bình thường, nhưng không may lại gặp phải Phó Tiên Phong, nên khiến Hạ Tưởng cảm thán thế giới này thật là nhỏ. Phó Tiên Phong đang nói chuyện tiếp khách, vừa ngẩng đầu nhìn thấy gia đình Hạ Tưởng đi ngang qua không khỏi ngây cả người. Y vốn muốn chào hỏi, thủ đô là địa bàn của y, chẳng lẽ phải sợ Hạ Tưởng sao? Chỉ có điều vừa nhìn thấy Liên Nhược Hạm bên cạnh Hạ Tưởng đang trợn mắt nhìn y thì y có chút không yên, đứng một lát nhưng vẫn không đứng lên. Hạ Tưởng nhìn thấy sự bối rối của Phó Tiên Phong, không hẹn mà gặp thì quả thật là bất ngờ. Hắn nhớ đến Phó Tiên Phong từng mượn chuyện quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hạm để gây náo loạn một thời gian, hắn vẫn có thể nhẫn nhịn được, còn Liên Nhược Hạm có giận cũng là bình thường. Không ngờ Phó Tiên Phong sau khi sửng sốt, lại đứng lên, mặt nở nụ cười đi tới. Bí thư Hạ, thật là trùng hợp, anh cũng đến đây dùng cơm à? Không bao giờ giơ tay đánh người đang tươi cười với mình cả, huống chi Hạ Tưởng chưa bao giờ nghĩ là sẽ giáp mặt người này, cho nên hắn cũng nhiệt tình bắt tay lại Phó Tiên Phong. Chào Bí thư Phó, rất vui khi gặp lại. Phó Tiên Phong nhìn qua Liên Nhược Hạm khẽ gật đầu, rồi lại nói tiếp với Hạ Tưởng. Tiện đây dùng cơm chung luôn chứ? Những lời này đương nhiên là những lời khách sáo, Hạ Tưởng còn chưa mở miệng từ chối khéo thì Liên Nhược Hạm đã lạnh lùng nói. Không tiện, cũng chẳng cần. Phó Tiên Phong không còn biện pháp nào với Liên Nhược Hạm, cô ấy không nể mặt y chút nào. Y chỉ còn cách nhịn mà thôi, liền cười gượng nói. Là tôi đường đột, vậy không quấy rầy mọi người nữa. Liên Nhược Hạm vẫn không chịu buông tha cho Phó Tiên Phong. Anh đâu chỉ là đường đột mà chính là cố tình gây sự. Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng có thể nhịn anh nhưng giữa tôi và anh vẫn chưa tính xong. Anh trở về nói với Phó Thúc Tài, cẩn thận công ty phần mềm của anh ta đấy. Phó Thúc Tài có chút tài kinh doanh, chẳng những tham gia vào ngành sản xuất truyền thống mà còn vô cùng hứng thú với mạng và các loại phần mềm. Y đã đầu tư một số tiền lớn thành lập một công ty chuyên viết phần mềm. Hiện tại đã trở thành một trong 10 công ty sản xuất phần mềm mạnh trong cả nước, doanh số rất cao, rất có triển vọng đưa lên sàn, là báu vật trong tay của Phó Thúc Tài. Công ty của Liên Nhược Hạm là một công ty danh tiếng trong ngành công nghiệp mạng, Phó Tiên Phong đương nhiên cũng biết rõ điều này, càng biết rõ với thực lực của công ty Liên Nhược Hạm thì việc thu mua lại công ty của Phó Thúc Tài dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Phó Thúc Tài sẽ không chịu bán công ty, y vẫn còn trông cậy thu được món lớn từ việc lên sàn. Nhưng nếu Liên Nhược Hạm cứ cố tình thu mua, hoặc cố ý cạnh tranh thì khả năng công ty của Phó Thúc Tài bị phá sản là không thể không có. Liên Nhược Hạm một phát đã đánh trúng được điểm yếu của Phó Tiên Phong. Sự tình một khi phát sinh, Phó Thúc Tài biết được nguyên nhân là do y mà ra, chắc chắn sẽ còn giận tím mặt, chút giận lên y. Phó Tiên Phong vẻ mặt xấu hổ, trong mắt ánh lên sự tức giận, vừa tính nói cái gì đó nhưng Liên Nhược Hạm không cho y cơ hội, liền kéo Hạ Tưởng xoay người đi. Bước đi vài bước còn quay đầu lại nói. Có bản lĩnh thì cứ chụp ảnh lại đi. Trong lòng Phó Tiên Phong dâng lên sự phẫn nộ, nhưng y cảm thấy không đáng để cãi nhau với một người phụ nữ, đứng ngây ở đó, nửa ngày không có phản ứng lại. Hạ Tưởng cũng mặc kệ y, dù sao thì hắn cũng biết Phó Tiên Phong hôm nay có tiệc nhưng chắc cũng chẳng còn tâm trạng để ăn. Cũng không tệ, gặp được Phó Tiên Phong, Liên Nhược Hạm có thể giải tỏa được uất giận trong người thì âu đó cũng là chuyện tốt. Liên Nhược Hạm đúng là giải tỏa được uất ức, ăn uống cũng ngon hơn, lại còn cực kỳ vui vẻ. Trong lúc dùng bữa, Liên Nhược Hạm nhận được điện thoại của Vệ Tân. Trong dịp mừng năm mới, Vệ Tân về nhà. Quản Tân Vọng thì bận trước bận sau muốn đưa Vệ Tân về nhưng lại bị cô ấy cự tuyệt. Vệ Tân đang ở nhà gọi điện thoại cho Liên Nhược Hạm, đầu tiên là thăm hỏi, sau đó đề cập đến triển vọng của quốc tế Yến Xuân, trong lúc nói chuyện làm bộ vô ý hỏi thăm Hạ Tưởng dạo này có khỏe không. Kỳ thực trong lòng Hạ Tưởng đang ngồi bên cạnh hiểu rõ, Vệ Tân đối với hắn vẫn không quên. Trong cuộc đời có cơ hội gặp lại, hắn quyết định không làm tổn thương cô ấy nữa, nhưng Vệ Tân lại không tránh nổi thói quen, vẫn cứ nuôi mộng ảo tưởng với hắn, cam tâm lao đầu vào chỗ chết. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút, nói với Liên Nhược Hạm. Nói với Vệ Tân, bảo cô ấy sống cho thật tốt, đối đãi nghiêm túc với tất cả những gì trong cuộc đời. Liên Nhược Hạm cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Hạ Tưởng, nhưng vẫn nói lại với Vệ Tân. Vệ Tân nghe xong, trầm mặc một lát rồi mới nói. Em nhớ kỹ rồi, chị nói với Bí Thư Hạ, em có chủ kiến và cũng có suy nghĩ của riêng mình. Hạ Tưởng nghe xong cũng cười bất đắc dĩ,
nghĩ muốn thuyết phục Vệ Tân cũng không dễ dàng. Hắn quyết định tìm một cơ hội gặp mặt Vệ Tân nói chuyện cho rõ ràng. Cơm nước xong mới hơn 8 giờ. Về đến nhà mới phát hiện ra chiếc Volvo S80 sang trọng đang nằm trong gara. Volvo có tiếng là chú trọng an toàn, tuy không bề thế bằng xe Mercedes-Benz, cũng không oách bằng BMW nhưng lại là một loại xe tốt, khiêm tốn. Liên Nhược Hạm liền cười hỏi. Lái thử xem. Hạ Tưởng cũng không mắc mưu. Không thử, bây giờ tối rồi, lười lái lắm. Liên Nhược Hạm thần sắc hơi ảm đạm nói. Không muốn gặp ông nội à? Muộn rồi, bây giờ chắc ông cũng đã ngủ. Không nên quấy rầy ông. Hạ Tưởng khéo léo từ chối lời đề nghị của Liên Nhược Hạm. Kỳ thật thì hắn biết đây không phải là đề nghị của Liên Nhược Hạm mà là ý của ông nội. Hắn không phải là không muốn gặp ông cụ mà là cảm thấy thời cơ chưa tới. Liên Nhược Hạm cũng không miễn cưỡng. Cô đối với sự gặp mặt giữa Hạ Tưởng và ông nội cũng không lạc quan mấy. Hơn nữa tính cách của cô không thích cưỡng ép người khác, nhất là với Hạ Tưởng, lại càng không miễn cưỡng hắn làm việc mà hắn không muốn làm. Hạ Tưởng liền cúi đầu, nhỏ giọng bên tai Liên Nhược Hạm. Ngày tốt cảnh đẹp, làm sao mà có tâm trí lái xe vào buổi tối chứ? Hay là anh, lái, em cho khỏe nha. Liên Nhược Hạm lập tức đỏ mặt xấu hổ, cô đang ôm Tiểu Liên Hạ, oán trách nói. Trước mặt con mà cũng không ý tứ chút, cẩn thận con sẽ bị anh dạy hư đó. Hạ Tưởng vẻ mặt cười xấu xa, không nói lời nào nhưng cứ lẩm bẩm trong miệng. Liên Nhược Hạm lúc này quay đầu nhìn mới phát hiện con trai đã ngủ từ lúc nào trên vai cô. Sau khi đưa con vào giường xong, Liên Nhược Hạm liền đi tắm. Khi đang tắm nửa chừng thì Hạ Tưởng đẩy cửa bước vào, muốn tắm chung. Liên Nhược Hạm xấu hổ, cô có dám có giả vờ đanh đá đi nữa thì cô cũng là phụ nữ, cũng có nét thẹn thùng liền bị Hạ Tưởng bắt nạt. Xa cách còn hơn mới cưới, huống chi sau khi sanh con xong, thân hình Liên Nhược Hạm có sự thay đổi lớn. Mọi thứ trên cơ thể đều trở nên nhẵn nhụi mê động lòng người. Hạ Tưởng vừa là gặp lại nơi cũ, lại niềm vui bất ngờ, được đền bù tâm nguyện. Trong một đêm, không thể nói hết được sự sung sướng đấy. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng vừa dùng điểm tâm xong thì nhận được điện thoại của Mai Thái Bình. Đến thủ đô cũng không đến gặp tôi sao? Có phải là hơi quá đáng? Mai Thái Bình nửa giận nửa đùa. Tôi chờ cậu ở nhà họ Mai, đến hay không tự cậu xử lý. Chương 658, gió nổi mây bay. Không còn biện pháp nào khác, không đi thì không được. Hạ Tưởng lắc đầu. Hôm nay hắn vốn muốn gặp Cổ Ngọc và Lão Cổ. Cuối cùng hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho Cổ Ngọc bảo là chiều nay hoặc ngày mai sẽ đi gặp Lão Cổ. Cổ Ngọc dường như đang ăn cái gì, trả lời, ừ, một tiếng không rõ ràng, nhưng sau đó đột nhiên ý thức ra điều gì liền nói. Á, ngày mai anh mới đến à? Tôi và ông nội đã chuẩn bị thức ăn cho anh rồi, được rồi, biết anh là người bận rộn mà. Tha cho anh một lần đấy. Tuy nhiên, ông nội nói, nếu như ngày mai anh không đến thì ông sẽ giận lắm đấy. Sau đó trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Hạ Tưởng hơi sửng sốt, rồi lắc đầu cười. Vì bỗng nhiên hắn cảm nhận thấy có âm mưu gì ở đây, cảm giác như Cổ Ngọc đang giả truyền thánh chỉ. Từ đầu đến cuối không có liên quan đến Lão Cổ, chỉ toàn là do một mình Cổ Ngọc tự biên tự diễn lừa hắn mà thôi. Mặc kệ, đến gặp Mai Thái Bình trước đã. Trong lòng Hạ Tưởng mơ hồ một suy nghĩ. Cảm thấy có lẽ năm nay hắn sẽ không được nhàn nhã mà còn bận đến hoa cả mắt luôn. Sự thật đã chứng minh hắn đoán rất chính xác, chẳng những chính xác mà còn mang đến cho hắn nhiều chuyện đau đầu. Biệt thự nhà họ Mai nằm ở phía tây thủ đô, Hạ Tưởng lái xe mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến được tòa nhà. Nhớ lại ở kiếp trước, thủ đô bởi vì chuyện kẹt xe mà hạn chế các loại xe bên ngoài vào thủ đô. Bởi vì nạn kẹt xe mà người dân thủ đô đi làm tiêu hao hơn 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì kẹt xe mà người người đều oán trách, Hạ Tưởng lắc đầu cười bất đắc dĩ, hiện tại nạn kẹt xe chỉ mới nhen nhúm thôi. Có lẽ các chuyên gia giáo sư không phải không ý thức được nguy cơ sau này, mà là bận rộn với việc tâng bốc thời đại ô tô đã đến. Các chuyên gia đều là người chơi trống, nhưng đáng tiếc chính là không phải tay trống của thời đại, mà là tay trống của nhà sản xuất, và luôn đập loạn chứ không có tiết tấu. Có tiền thì đánh trống, không tiền thì gõ chiêng, chung quy là không nói thật. Chỉ nói lời của tiền. Cho nên, về sau, chuyên gia, dần dần trở thành một từ xấu, trở thành trò cười cho dân chúng. Cũng đúng, ai tự cho mình là thông minh,
có thể lừa gạt được dân chúng thì sớm muộn gì cũng bị dân chúng xem như đôi giày rách mà thôi. Biệt thự nhà họ Mai thấp thoáng phía sau một tòa nhà cao tầng khác. Men theo một ngõ nhỏ dài, cứ tưởng bên trong chính là tường đổ vách siêu, không nghĩ đến khi băng qua vách tường bao lại là một khoảng không gian rộng mở, sáng sủa, một nơi mang hương vị của nhà vườn Giang Nam đập vào mắt. Khác với sự bề thế của khu nhà họ Khâu ở chỗ, phong cách huyền chuyển khu nhà họ Mai rõ rệt hơn, cách bố trí núi giả và hoa cỏ rất tỉ mỉ, lấy sự khéo léo và tinh tế để thấy sự sâu rộng. Ở mảnh đất phương Bắc tại thủ đô này, một ngôi nhà mà mang đậm phong cách thơ như vậy cũng khiến cho Hạ Tưởng được mở mang kiến thức. Nghênh đón Hạ Tưởng ở cửa là Mai Hiểu Mộc. Mai Hiểu Mộc so với lần đầu tiên gặp Hạ Tưởng trong hôn lễ của Khâu Tự Phong lỗ mãng và kiêu ngạo thì nay đã khác nhiều rồi. Hơn nữa, gần đây y đã có dịp lĩnh hội được kiến thức của Hạ Tưởng, lại bị Nghiêm Tiểu thì đả kích một cách thâm sâu thì tính tình cũng tiết chế hơn rất nhiều. Y vừa nhìn thấy Hạ Tưởng liền nhiệt tình nghênh đón, cười nói. Bí thư Hạ, mời vào, chú đã chờ anh nửa ngày rồi đấy. Vừa rồi vẫn còn nhắc đến anh nữa. Khiến Mai Thái Bình nhắc đến thì không phải chuyện gì tốt cả, Hạ Tưởng biết rõ Mai Thái Bình chắc chắn là nói xấu hắn. Hắn liền cười, khách sáo nói vài câu với Mai Hiểu Mộc rồi theo cậu ta vào nhà giám đốc sở. Biệt thự nhà họ Mai nhỏ hơn so với nhà họ Khâu nhưng bố cục rất khéo léo, kết cấu tinh xảo. Nhìn căn biệt thự ba tầng sững sững trước mặt, còn chưa kịp bước vào cửa chính, vừa ngẩng đầu thì đã thấy Mai Thái Bình chờ sẵn ở cầu thang. Xem như đây là một sự trọng đãi đối với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ngoài mặt biểu hiện sợ hãi, nhưng trong lòng lại không cảm thấy vì được yêu quý mà lo sợ. Lễ hạ mình trước người khác tất có gì đó cần nhờ. Hắn biết, hôm nay đến nhà của nhà họ Mai, tuy dùng tiệc hồng môn để miêu tả không thỏa đáng nhưng tuyệt đối là sẽ có bất ngờ xuất hiện. Sự xuất hiện bất ngờ đấy không phải là niềm vui mà là sự kinh ngạc. Hạ Tưởng vội vàng bắt bàn tay Mai Thái Bình đã chủ động đưa ra sẵn. Trưởng ban Mai, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Mai Thái Bình đáp lại sang sảng, rồi lại nói. Năm mới chính là năm mới, không nên câu nệ tốt hay không tốt quá. Có thể nhìn thấy bạn cũ là tốt rồi, nếu không gặp lại được bạn cũ mà gặp bạn không tốt thì đó là chuyện không tốt rồi. Lời nói của Mai Thái Bình còn có hàm ý khác, Hạ Tưởng làm bộ nghe không hiểu. Hắn không trả lời mà giả vờ quan tâm Mai Hiểu Lâm. Hiểu Lâm gần đây thế nào? Con cũng lớn rồi mà phải không, có thể đi làm được rồi. Không cần đi làm gấp, nó xin nghỉ một năm. Mai Thái Bình kéo tay Hạ Tưởng vào trong nhà. Hiểu Lâm vẫn khỏe, đứa nhỏ cũng vậy. Hôm nay vừa hay đến chơi, có thể gặp cô ấy đấy. Mai Hiểu Lâm cũng đến đây. Hạ Tưởng nghĩ thầm trong đầu, được, hôm nay mời hắn đến đây, chẳng lẽ Mai Thái Bình cố ý an bài thành tiệc gia đình. Đến phòng khách, Hạ Tưởng còn tưởng rằng Mai Hiểu Lâm đang ở đấy nhưng không ngờ trong phòng khách chẳng có ai cả, chỉ có một ông cụ đầu tóc bạc trắng đang ngồi ở giữa phòng. Hai mắt của ông cụ rất có thần, thân thể vừa gầy vừa nhỏ. Tuy là gầy nhưng khi ngồi trên ghế salon lại khiến cho người ta cảm thấy một sự uy nghiêm, trang trọng. Ông cụ chính là người cầm lái cho nhà họ Mai. Hạ Tưởng trong nháy mắt có chút hơi thất thần. Hắn ngàn lần không ngờ được ông cụ của nhà họ Mai chủ động đích thân gặp hắn. Bởi vì hắn không nghĩ rằng trong giai đoạn này hắn và ông cụ có lý do gặp mặt nhau. Ông cụ Mai nhìn thấy Hạ Tưởng tiến vào liền mỉm cười nhưng không đứng lên, chỉ mở miệng hỏi. Cậu chính là Hạ Tưởng. Trong giọng nói có mang chút âm điệu miền Nam. Hạ Tưởng vội vàng cung kính đáp. Cháu là Hạ Tưởng, xin chào ông Mai. Ông cụ Mai khẽ gật đầu, ra hiệu cho Hạ Tưởng ngồi xuống. Đến đây ngồi xuống đi, tuy tôi già rồi nhưng thích nhất là được nói chuyện phiếm với những người trẻ tuổi. Bởi vì thanh niên là đại biểu cho tương lai và hy vọng. Nhất là người có rất nhiều điểm nổi bật trong số thanh niên. Hạ Tưởng cũng không dám tự xưng mình là người nổi bật, nhất là trước mặt ông cụ của nhà họ Mai, càng không dám có chút khoe khoang nên vội vàng khiêm tốn nói vài câu. Hôm nay mời cậu đến đây cũng không có việc gì khác, chỉ là gặp mặt ăn một bữa cơm, nói chuyện mà thôi. Ông cụ Mai khi nói chuyện giọng rất nhỏ nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác rất thân thiết. Hạ Tưởng lại biết rõ. Ông cụ Mai nói thân mật không phải là thân thiết thật sự, mà là do nhiều năm ông làm quan chức cao cấp nên tự hình thành thái độ thân thiết trên cao nhìn xuống. Có thể nói đây là biểu diễn cũng được, cũng có thể nói là thói quen cũng được, không được xem là thật. Vô cùng vinh hạnh.
Hạ Tưởng liền kịp thời tỏ vẻ như kiểu được sủng ái mà lo sợ, nở nụ cười chân thành. Ông cụ Mai cũng khá hài lòng trước câu đáp lại của Hạ Tưởng, ít nhất là vẻ mặt chân thành của Hạ Tưởng khiến cho người khác nhận không ra sự giả dối. Tự cho rằng mình gặp qua vô số người lại không nhận ra là Hạ Tưởng xuất phát từ nội tâm hay đang biểu diễn không chút kẽ hở. Ông cụ Mai có ấn tượng đầu về Hạ Tưởng là, đúng là một chàng thanh niên cực có tài, có được sự điềm đạm, chững chạc trước tuổi, lại chân thành nhiều hơn so với tuổi. Thái độ của hắn không thể bắt bẻ được, làm cho người ta có cảm giác hắn thành tâm, thật lòng. Phải nói là, ít nhất lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Tưởng đã không để ông bới được lỗi gì. Ông cụ Mai từ trước đến nay hay bắt bẻ người khác. Hễ gặp ai là ông không nhiều thì ít cũng lôi được những điểm không vừa ý ra nói. Hôm nay vừa gặp Hạ Tưởng, không ngờ trong đời mình lại gặp được một chàng thanh niên gần đạt hoàn mỹ như vậy. Điều này làm cho ông cụ cảm thấy rất hứng thú. Ông cụ Mai hôm nay cũng không phải cố tình đến gặp Hạ Tưởng, chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Tự dưng hôm nay ông cảm thấy hứng thú, muốn đến thăm Mai Hiểu Lâm và Mai Đình nên đến đây. Bình thường ông cụ không ở tòa nhà này, ông cụ chỉ thích thoải mái, căn phòng có không gian thích hợp. Còn tòa nhà họ Mai thì lại quá lớn, quá rộng, lớn tuổi rồi ông không thích ở trong không gian quá trống như vậy. Ông cụ sau khi đến mới nghe Mai Thái Bình nói rằng Hạ Tưởng đang ở thủ đô và y muốn gặp mặt hắn. Đối với cái tên Hạ Tưởng, ông cụ đã không dưới một lần nghe Mai Hiểu Lâm và Mai Hiểu Mộc nói qua. Lúc đầu thì ông cụ không để ý nhưng sau này, tình cờ trong một buổi nói chuyện với ông cụ nhà họ Phó, nghe ông ấy đề cập đến cái tên Hạ Tưởng, hơn nữa giọng điệu có chút không thân thiện, từ ngữ nói về Hạ Tưởng cũng không mỹ miều, nên lần đầu tiên ông mới ghi nhớ cái tên Hạ Tưởng. Một cán bộ cấp phó giám đốc sở tại thành phố Yến xa xôi không ngờ có thể khiến ông cụ Phó ghi tạc trong lòng, chẳng những nhớ mà còn đối với hắn vô cùng bất mãn, khiến cho ông cụ Mai cũng không kìm nổi suy nghĩ, Hạ Tưởng rốt cuộc đã động vào lợi ích gì của nhà họ Phó mà khiến cho ông cụ Phó tức giận như vậy. Ông cụ Mai sau khi rời khỏi quan trường, trên cơ bản đã làm được việc không còn quan tâm đến thế sự nữa, xem như là rút lui hẳn. Mưu đồ của nhà họ Mai ở tỉnh Yến và trong cả nước, ông đã hoàn toàn giao lại cho người con cả là Mai Thăng Quân làm. Mai Thăng Quân không báo cáo gì với ông thì ông cũng không hỏi. Nhưng lại sau một lần nói chuyện phiếm với ông cụ nhà họ Khâu, lại nghe ông cụ Khâu chủ động nhắc đến tên Hạ Tưởng, ông cụ Mai liền cảm thấy thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc không kìm chế được tò mò, chủ động hỏi Mai Thái Bình về Hạ Tưởng. Không hỏi thì thôi, hỏi rồi mới biết được hóa ra Hạ Tưởng và nhà họ Mai có quan hệ phức tạp. Ông cụ Mai càng cảm thấy có hứng thú với Hạ Tưởng, yêu cầu Mai Thái Bình thuật lại toàn bộ về Hạ Tưởng cho ông nghe. Sau khi nghe được những gì Hạ Tưởng đã làm ở huyện An và ở quận Hạ Mã, cuối cùng ông lộ vẻ cảm động rồi. Đúng là một chàng thanh niên đầy nhiệt huyết, khiến cho thủ tướng cũng phải ra mặt trông chờ. Bởi vậy, hôm nay khi ông đến tòa nhà họ Mai, vừa nghe Hạ Tưởng cũng đang ở thủ đô, còn chưa kịp định ngày gặp mặt với Mai Thái Bình thì ông cụ muốn nhân cơ hội ông cũng đang ở đây. Sớm không bằng gặp dịp, liền bảo để Hạ Tưởng đến, ông muốn gặp mặt chàng thanh niên này. Mai Thái Bình biết cha của mình tính tình ôn hòa, từ trước đến nay luôn nói một không hai, liền vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Đối với việc ông cụ gặp mặt Hạ Tưởng, y không có ý kiến gì, chỉ có thái độ vui vẻ. Y tin tưởng ông cụ muốn gặp Hạ Tưởng không chỉ vì xuất phát từ lòng hiếu kỳ, mà có khả năng là vì cục diện của nhà họ Mai tại tỉnh Yến. Ông cụ ngoài mặt thì không còn quan tâm đến bất cứ chính sự nào, nhưng phong thanh chuyện muốn xây dựng vành kinh tế Bắc Kinh lớn giữa Bắc Kinh và tỉnh Yến thì đã tác động đến sự quan tâm của ông cụ. Tỉnh Yến không thể so với các tỉnh khác được, là tỉnh duy nhất trên cả nước hoàn toàn bao trọn lấy thủ đô. Tuy rằng tổng sản lượng kinh tế không xuất sắc lắm nhưng có vị trí địa lý vô cùng quan trọng, có thể nói là nơi độc nhất vô nhị trên toàn quốc mang tầm quan trọng chính trị đối với Bắc Kinh. Nếu vì giá trị sản lượng của vành kinh tế Bắc Kinh lớn lại tiến bước lớn hơn, thì chắc chắn tỉnh Yến sẽ trở thành tỉnh có ảnh hưởng mạnh nhất đối với chính trị Bắc Kinh. Bao xung quanh thủ đô và các tỉnh lân cận, lại là tỉnh tự quản lý, nếu ở thời cổ đại, đóng quân tại tỉnh Yến tuyệt đối phải là người được nhân vật trong kinh thành tín nhiệm nhất mới có thể được đảm nhận vị trí tướng quân, nếu không một khi có binh biến thì nháy mắt là có thể thay đổi trời rồi. Vây quanh Bắc Kinh và Thiên Tân, bảo vệ thủ đô. Tỉnh Yến giống như một cái lá chắn cho thủ đô vậy, là cửa chính phía nam cuối cùng của thủ đô. Trong chính trị, vị trí địa lý không thay đổi được, cộng thêm nếu như vành kinh tế Bắc Kinh lớn khởi công thì tỉnh Yến và thủ đô nhất định sẽ hòa hợp thành một,
trong anh có tôi, trong tôi có anh, mật thiết không thể phân rời. Đến lúc đó quy mô nền kinh tế tỉnh Yến sẽ di cư lên đứng hàng đầu trong cả nước, tỉnh Yến chắc chắn trở thành tỉnh lớn nắm tầm quan trọng về chính trị và kinh tế. Cũng chỉ có bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị ngay từ bây giờ, thì mới có thể đến lúc giành được lợi ích lớn nhất. Đợi tỉnh Yến sau khi trở thành tỉnh cường mạnh rồi mới nhúng tay vào, tuyệt đối sẽ bị loại bật ra khỏi cục diện. Với bố cục trước mắt của tỉnh Yến, nhà họ Ngô là có thế lực mạnh, sâu rộng nhất. Tiếp đến là nhà họ Phó, họ Mai và cuối cùng là nhà họ Khâu. Tuy nhà họ Ngô là có thế lực lớn nhất nhưng nhà họ Mai cũng không cảm thấy bất an. Bởi vì nhà họ Ngô vốn là gia tộc có thực lực nhất trong bốn đại gia tộc, đến cả ông cụ Mai cũng khâm phục thủ đoạn chính trị của ông cụ Ngô. Mai Thái Bình cho dù không phục nhưng cũng phải thừa nhận về cục diện, nhà họ Mai quả thật không bề thế bằng nhà họ Ngô. Nhưng thế lực nhà họ Mai ở tỉnh Yến lại không bằng họ Phó, cũng khiến cho Mai Thái Bình trong lòng không yên. Nhân dịp về nhà đầu năm mới, khi cùng với Mai Thăng Quân thảo luận về vành kinh tế Bắc Kinh lớn, Mai Thái Bình mới lần đầu tiên cảm thấy cảm giác cấp bách như vậy. Ban đầu thì không cảm thấy là tỉnh Yến có cái gì quan trọng, chỉ khi vành kinh tế Bắc Kinh lớn liền lập tức khiến mắt mọi người lóe sáng, nóng lòng lập tức chiếm được ngôi cao nhất tỉnh Yến, cướp vào tay vị trí nhân vật số 1 và số 2 của tỉnh Yến. Tỉnh Yến trong nháy mắt trở thành một nơi khiến người khác phải thèm nhỏ dãi. Thật sự là tình thế mạnh hơn người, kế hoạch đuổi không kịp sự biến hóa. Nhưng có thiên biến vạn hóa, thì lợi ích vẫn là lớn nhất, mọi người đều bắt đầu hướng mắt về tỉnh Yến, đơn giản chỉ vì mục đích chính trị và lợi ích kinh tế lâu dài. Về chính trị, tỉnh Yến sẽ trở thành cái nôi lãnh đạo cho quốc gia, về kinh tế, sau này sẽ mật thiết không phân rời với Bắc Kinh, trở thành nơi bổ sung một số phương diện cho thủ đô, cũng có thể trở thành bổ trợ thủ đô. Quan hệ bổ trợ càng chặt chẽ thì sức ảnh hưởng đến thủ đô càng lớn. Sức ảnh hưởng càng lớn thì quyền lên tiếng càng lớn. Nhà họ Mai sao có thể để một tỉnh lớn có hy vọng sau này trở thành tỉnh lớn nhất nước rơi vào tay nhà họ Phó. Ở tỉnh Yến mà đi sau nhà họ Phó, nói không chừng, toàn bộ về sau sẽ hoàn toàn đi sau nhà họ Phó. Sau khi Mai Thái Bình và Mai Thăng Quân cùng thảo luận đã nhất trí đưa ra kết luận, muốn mở ra cục diện tại tỉnh Yến thì cần tìm một người phát ngôn tại tỉnh Yến, và người đó phải có ảnh hưởng và mạng quan hệ rộng ở cả tỉnh và thành phố Yến. Hơn nữa, cấp bậc của anh ta không được quá cao nhưng cũng không thể quá thấp. Quá cao thì không dễ khống chế được, còn quá thấp thì lại không có giá trị. Người phù hợp với tất cả các điều kiện đó chỉ có một người, là Hạ Tưởng. Đúng vậy, chỉ có Hạ Tưởng là phù hợp nhất, trẻ tuổi, có năng lực, có mạng lưới quan hệ, có đủ sức ảnh hưởng. Đồng thời cấp bậc lại không cao cũng không thấp, Hạ Tưởng đều phù hợp với điều kiện của nhà họ Mai thì cũng phù hợp với điều kiện của nhà họ Ngô, họ Khâu. Ngoại trừ nhà họ Phó là có bất hòa với Hạ Tưởng ra, ba đại gia tộc còn lại đều có đủ lý do lôi kéo hắn. Hơn nữa, nhà họ Ngô còn có Liên Nhược Hạm và Tiểu Liên Hạ là lợi thế lớn nhất, là người mà có thể khiến cho Hạ Tưởng hoàn toàn dựa vào nhà họ Ngô. Mai Thái Bình không muốn Hạ Tưởng sẽ hoàn toàn nghiêng về họ Ngô, dù y rất rõ khiến Hạ Tưởng nghiêng về nhà họ Mai lại càng không thể. Hạ Tưởng của hiện tại duy trì lập trường trung lập là phù hợp nhất với điều kiện nhà họ Mai. Đồng thời y cũng tin là hắn cũng phù hợp lợi ích nhà họ Khâu. Nếu nhà họ Khâu đủ thông minh thì cũng sẽ khiến cho Hạ Tưởng hết sức duy trì lập trường trung lập hiện tại. Nhưng vấn đề là, Hạ Tưởng không thể thực sự làm được đến mức không nghiêng về bên nào một trong mấy đại gia tộc ấy. Hạ Tưởng là người không phải thần, hắn cũng có tình cảm, dục vọng, cũng có gần có xa. Ai đi lại nhiều với hắn thì hắn sẽ giúp nhiều. Lần trước hắn vì ngăn cản Phó Tiên Phong chiếm được vị trí trưởng ban cán bộ thành ủy mà ra tay giúp Khâu Tự Phong. Hơn nữa, theo tình hình trước mắt thì nhà họ Khâu là có thế lực yếu nhất tại tỉnh Yến, tâm trạng muốn mở ra được cục diện tại tỉnh Yến của nhà họ Khâu còn cấp bách hơn cả nhà họ Mai. Đồng thời Mai Thái Bình cũng nghe được tin Hạ Tưởng và Khâu Nhân Lễ đã gặp mặt, trong lòng càng rõ ràng hơn. Tâm tư của Hạ Tưởng như thế nào thì y không dám khẳng định. Nhưng điều có thể khẳng định chính là nhà họ Khâu đang gia tăng bước tiến công vào tỉnh Yến và lôi kéo Hạ Tưởng. Mai Thái Bình liền ý thức được theo đà quyết định của vành kinh tế Bắc Kinh lớn, theo đà ra tay của nhà họ Ngô và sự cấp bách của nhà họ Khâu, Hạ Tưởng lại trở thành một nhân vật quan trọng mà các thế lực đua nhau tranh giành. Nhưng cũng vì vậy mà Hạ Tưởng càng trở thành cái gai trong mắt nhà họ Phó, bởi vì Hạ Tưởng càng quan trọng thì hắn sẽ càng cản trở kế hoạch của nhà họ Phó. Bất kể Hạ Tưởng hợp tác với nhà nào, cũng sẽ không hợp tác với nhà họ Phó, ngược lại,
còn có thể tạo ra các chướng ngại vật khắp nơi cho họ Phó nữa. Hơn nữa, ba nhà họ Ngô, họ Mai và họ Khâu càng hùng mạnh hơn, thì càng áp chế không gian sinh tồn của nhà họ Phó hơn. Nhà họ Phó ra có thái độ và phản ứng như thế nào, Mai Thái Bình cũng mặc kệ. Mai Thái Bình hiện tại muốn làm nhất chính là giáp mặt hỏi chuyện Hạ Tưởng. Hắn rốt cuộc đã có thiên hướng giúp đỡ cụ thể một nhà nào chưa, hoặc nói là lòng hắn đã nghiêng về bên nào. Mai Thái Bình tự nhận mối quan hệ giữa y và Hạ Tưởng vừa là thầy vừa là bạn. Y nửa thật nửa giả mà nói một câu thì Hạ Tưởng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Hiện tại Hạ Tưởng đã an vị trước mặt, vẫn là thái độ cung kính, giọng điệu chân thành. Khi nói chuyện vừa khách khí vừa khôi hài, Hạ Tưởng của trước kia và hôm nay cũng không có gì khác biệt. Nhưng trong lòng Mai Thái Bình lại cảm giác được sự bất đồng. Trước kia thì y không cảm thấy Hạ Tưởng thông minh như thế nào, hiện tại y phát hiện rằng mình đã quá coi thường Hạ Tưởng. Vô tình Hạ Tưởng đã trở thành một điểm mấu chốt, mặc kệ hắn nghiêng về nhà nào hoặc là vẫn đứng trung lập không thay đổi, với thủ đoạn và năng lực hắn thì cơ bản sẽ vẫn đứng ở thế bất bại. Bình thường thì những người cỏ trước chân tường trong chốn quan trường hơn phân nửa là không có kết cục tốt, đã không được trọng dụng. Người muốn mọi việc được thuận lợi thì hơn nửa không theo một bên nào, không bên nào sẽ tiếp nhận người như thế. Nhưng Hạ Tưởng thì khác, hắn vừa bị các phương lôi kéo lại vừa được các bên tán thưởng. Bởi vì hắn cực kỳ thông minh, hắn làm được đến một điểm là, chu toàn ở giữa các bên, không phải có ý đồ đổi lấy lợi ích lớn hơn cho mình mà là vì để trợ giúp mối quan hệ các bên cân bằng, thu hoạch lợi ích lâu dài. Người thông minh nhất sẽ không bao giờ đem lợi ích đặt ngay trước mắt, nói liên mồm. Bọn họ chỉ làm mà không nói. Ngoài mặt thì giúp người khác có được lợi nhưng cùng lúc trên thực tế, người chịu ân huệ của bọn họ, đều sẽ ghi tạc sự trợ giúp của người đó trong lòng. Khiến cho người khác phải nhớ đến mình là người tốt đó chính là thành công lớn nhất trong cuộc sống làm người, còn mạnh hơn những điều khiến người khác nhớ đến mình giỏi, mình quan trọng thế nào rất nhiều. Con người là động vật có tình cảm, tiếp nhận một người nào đó trên phương diện tình cảm thì sẽ ghi nhớ cực kỳ lâu dài. Mai Thái Bình như không quen biết Hạ Tưởng vậy, y lại âm thầm quan sát, đánh giá Hạ Tưởng vài lần, nghĩ thầm rằng mới qua một năm và chỉ vài ngày không gặp mà cảm giác như Hạ Tưởng đã khác hơn nhiều. Chương 659, Đạo Cân Bằng. Kỳ thực thì Hạ Tưởng một chút cũng không thay đổi, cấp bậc không thay đổi, nụ cười không thay đổi, tất cả đều vẫn như cũ. Mai Thái Bình cũng hiểu, thay đổi không phải là ở con người của Hạ Tưởng mà là tâm tình của hắn, là thế cục. Sự thay đổi của thế cục khiến cho tầm quan trọng của Hạ Tưởng được nâng lên bậc cao mới trước kia chưa từng có. Tiểu Hạ, hôm nay mặc kệ cậu bận chuyện gì quan trọng, hay là biện ra bất cứ lý do nào thì nhất định cũng phải ở lại đây dùng cơm. Nếu không là cậu không nể mặt tôi đấy. Mai Thái Bình cũng không khách khí, giọng điệu nửa đùa nửa ra lệnh nói thẳng với Hạ Tưởng. Thế nào, có ý kiến gì không? Không có. Hạ Tưởng đáp lại rõ ràng. Có cơm ăn là chuyện tốt, sao lại dám có ý kiến chứ? Ai cũng phải ăn cơm mà, phải không ạ? Với lại thể diện của trưởng ban Mai to hơn trời, tôi nào dám không vâng lời chứ? Mai Thái Bình cười ha hả. Nói hay lắm, tôi rất thích nghe. Y liếc mắt nhìn ông cụ một cái, do dự một chút rồi hỏi. Bàn chuyện với Khâu Nhân Lễ thế nào rồi? Hạ Tưởng nghe Mai Thái Bình hỏi trực tiếp thì liền mỉm cười, cũng trả lời một cách thẳng thắn luôn. Cũng được ạ, trên cơ bản, song phương đã đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhà họ Khâu muốn đạt đến hiệu quả gì? Mai Thái Bình không chút do dự hỏi thẳng. Sau khi nghị luận về vành kinh tế Bắc Kinh lớn được trình lên thì tất cả mọi người đều có chút nóng lòng. Nóng lòng chính là biểu hiện của việc mong muốn có được lợi ích, nhưng nóng vội cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Nhà họ Khâu hiện tại đã có được vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy ở thành phố. Nay lại mong muốn có được vị trí trưởng ban thư ký ở tỉnh. Hạ Tưởng biết mình không giấu được điều gì. Khi nhà họ Khâu bắt đầu triển khai hoạt động thì lập tức sẽ có tin tức truyền ra ngoài. Hơn nữa, hắn cũng sẽ ra mặt giúp nhà họ Khâu liên hệ tại tỉnh Yến. Đến lúc đó, ai cũng biết là hắn nhúng tay vào. So với việc tới lúc đó Mai Thái Bình cũng từ miệng người khác mà biết được sự thật, chỉ bằng bây giờ hắn đích thân nói ra thì tốt hơn. Tiền Cẩm Tùng cũng sẽ bị điều chuyển đi. Mai Thái Bình nhíu mày suy nghĩ, bỗng nhiên có chút oán giận nói. Tiểu Hạ, không phải tôi phê bình cậu, một tin tức tốt như vậy, sao cậu lại nói cho Khâu Nhân Lễ biết mà không nói cho tôi biết? Chẳng lẽ cậu cho rằng quan hệ giữa chúng ta chưa đủ thân thiết?
cũng chỉ có Mai Thái Bình dám nói ra những lời đó, đổi lại là người khác thì nói không nên lời. Hạ Tưởng cười ha hả, nhìn ông cụ Mai một cái nói. Trưởng ban Mai, tôi chẳng những muốn giúp cho nhà họ Khâu có được vị trí trưởng ban thư ký mà cũng muốn chú ra mặt hỗ trợ, ngăn cản những hành động sau lưng của nhà họ Phó, đứng vững trước áp lực của nhà họ Ngô. Sắc mặt Mai Thái Bình trầm xuống. Tiểu Hạ, có những việc không thể tùy tiện nói đùa. Tôi không phải tùy tiện nói đùa mà là nói sự thật. Hạ Tưởng không kinh ngạc trước sắc mặt thay đổi của Mai Thái Bình, vẫn giữ khuôn mặt cười như cũ nhìn về phía ông cụ Mai nói. Ông ơi, trưởng ban Mai lấy quyền uy của trưởng ban tổ chức cán bộ ăn hiếp cháu đấy. Ông phân xử dùm cháu đi. Ông cụ Mai sau khi nghe Hạ Tưởng nói rằng nhà họ Khâu muốn có được vị trí trưởng ban thư ký tỉnh thì liền nhắm mắt lại suy nghĩ. Khi Hạ Tưởng lên tiếng hỏi thì mới giật mình tỉnh lại, mở to hai mắt rồi gật đầu với Hạ Tưởng, quay sang Mai Thái Bình nói. Thái Bình, con đi xem Hiểu Lâm đang làm cái gì. Đã nửa ngày rồi mà không chịu xuống tiếp khách gì cả. Rõ ràng đây là ý muốn đuổi khéo Mai Thái Bình đi. Mai Thái Bình tuyệt không xấu hổ, còn mỉm cười nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý, rồi đứng dậy đi lên lầu. Mai Thái Bình vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại ông cụ Mai và Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết rằng ông cụ muốn đích thân kiểm tra hắn. Bên ngoài đồn rằng, trong tứ đại gia tộc, nhà họ Ngô là gia tộc có thế lực nhất. Thứ hai là nhà họ Mai, thứ ba là nhà họ Khâu và cuối cùng là họ Phó. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Những điều ông cụ Mai nói ra khiến cho Hạ Tưởng giật mình kinh hãi. Cháu xin nghe lời ông dạy bảo. Hạ Tưởng thấy ông cụ đang có ý tiết lộ bí mật trong các gia tộc, làm sao mà hắn không thể nghe chứ? Cho nên đã lập tức biểu hiện ra thái độ chăm chú lắng nghe. Nhà họ Ngô đứng thứ nhất thì không sai, nhiều năm như vậy cũng không có ai vượt qua được họ Ngô. Không chỉ bởi vì ông cụ Ngô có thủ đoạn cao, mắt nhìn chuẩn mà cũng bởi vì vây quanh nhà họ Ngô có những người tài giỏi. Đương nhiên, tất thảy mọi chuyện đều do sự sắp đặt cao siêu của ông cụ Ngô. Ông ấy có con mắt nhìn xa trông rộng, sở trường nhất là đi một bước bằng người khác đi ba bước. Tất cả chúng tôi đều không theo kịp ông ấy. Ông cụ Mai khi nói chuyện cũng nở nụ cười tự giễu mình. Kỳ thật, nói chính xác hơn, nhà họ Ngô sở dĩ có được như ngày hôm nay đều do một tay ông cụ Ngô chống đỡ. Cho nên nhà họ Ngô có đứng thứ nhất thì tôi cũng tâm phục khẩu phục. Còn lại ba nhà, ai cao ai thấp, tự trong lòng mỗi người đều biết rõ. Bốn đại gia tộc không phải đã hình thành rồi thì không thể thay đổi. Chỉ là những người ham chuyện cứ muốn cho số vào để đặt tên thôi. Trên thực tế, không chỉ ở thủ đô này và trên khắp cả nước đều có những gia tộc có thế lực, hơn nữa, số lượng không hề ít. Riêng ở thủ đô này đã có hơn 10 gia tộc lớn nhỏ. Nhưng tổng thể mà nói, trong những năm gần đây, bốn nhà họ Ngô, Mai, Khâu, Phó là có thực lực lớn nhất nên mới được xưng là tứ đại gia tộc. Ông cụ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Trong tứ đại gia tộc, nhà họ Ngô và họ Mai có sức ảnh hưởng lớn nhất. Nhà họ Khâu và họ Phó mới gia nhập trong vài năm gần đây thôi. Lui về thời gian trước, trong bốn đại gia tộc này không có nhà họ Khâu và họ Phó mà là hai đại gia tộc khác. Hai đại gia tộc này vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà suy sụp, nên mới bị Khâu Phó hai nhà thế chỗ. Trên thế giới, không có cái gì là vĩnh hằng không thể thay đổi được. Bốn đại gia tộc cũng vậy, Khâu Phó hai nhà có thể thay chỗ người khác thì rồi cũng có ngày bị người khác thế chỗ lại. Đồng thời, Ngô Mai hai nhà cũng có thể bởi vì một sai lầm nghiêm trọng mà thực lực bị tổn hại lớn, cuối cùng thì bị đẩy ra khỏi tứ đại gia tộc. Giọng âm phía nam của ông cụ Mai thật dễ nghe, cũng rất êm tai. Khi ông nói chuyện, tốc độ không nhanh không chậm. Hơn nữa, khi nói một câu thì dừng lại một chút, dường như là đang cân nhắc câu chữ. Bốn đại gia tộc tuy rằng chỉ là hư danh nhưng đó cũng chính là thanh danh. Hơn nữa, thanh danh của bốn đại gia tộc này ngày càng vang xa, ở thủ đô, thậm chí trên cả nước đều có sức ảnh hưởng rồi. Đó chính là của cải chính trị vô hình cực lớn. Tài sản công ty được chia thành tài sản hữu hình và vô hình, có đôi khi tài sản vô hình lại chiếm tỷ trọng lớn hơn tài sản hữu hình. Hạ Tưởng hoàn toàn có thể lý giải cách nói của cải chính trị vô hình của ông cụ. Chính trị, xét cho cùng thì đó là một loại ảnh hưởng, một loại quyền uy khiến người khác phải nghe theo. Một người muốn để người khác phải nghe theo mình thì có hai biện pháp. Một là người này đức cao vọng trọng, khiến cho tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục, sinh ra tự giác phục tùng. Hai là người đó phải có địa vị cao,
có được quyền lực và quyết sách khiến người khác không thể không phục. Với bốn đại gia tộc mà nói, địa vị chính trị cao là điều cam đoan cơ bản nhất. Đảm bảo gia tộc có đủ thực lực ảnh hưởng đến toàn chính sách hướng đi của một địa phương, một tỉnh, thậm chí là toàn quốc gia, để từ đó giành được những lợi ích lớn từ bên trong. Ngoài ra, còn có một loại ảnh hưởng vô hình nữa, nếu thanh danh của bốn đại gia tộc đủ vang xa để ảnh hưởng được đến chính sách các tỉnh, các địa phương, thậm chí, còn có thể chi phối phán đoán của họ, khiến cho họ không thể ra những quyết định bất lợi cho thế lực của gia tộc. Như vậy, thanh danh đã chuyển hóa thành lợi ích thực tế. Giống như tác dụng hiệu ứng của người nổi tiếng, một người nổi tiếng đến một địa phương đó liền cử ra cán bộ quan trọng ra mặt tiếp đãi, chính là bởi vì người có danh đó mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế cho địa phương. Bốn đại gia tộc tuy rằng chỉ là hư danh, nhưng sau thanh danh không có người không có tài. Trong chốn quan trường từ trước đến nay, nghe gió thì là mưa, coi trọng sự thần bí và gia cảnh. Hơn nữa, bốn đại gia tộc đều ở thủ đô nên rốt cuộc có bao nhiêu uy lực thì ở địa phương cũng khó mà biết được gốc rễ. Vô hình chung sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi bốn đại gia tộc này. Có sợ hãi thì sẽ có hành động thực tế, thì bốn đại gia tộc đã có được thực lực đích thực ảnh hưởng đến địa phương. Bởi vậy, cho dù bốn đại gia tộc có lẽ sẽ gây phản cảm cho nhân vật cao cấp xuất thân từ tầng cao nhất, nhưng bốn đại gia tộc cũng có mánh khóe thông thiên của mình. Mà sự thật không ai có thể động được căn cơ của bọn họ. Cũng sẽ không có ai phải hạ lệnh bằng được, nói là không được phép truyền bá cho bốn đại gia tộc cả. Nếu mà làm như vật thật thì quá là buồn cười. Xuất phát từ việc suy xét lợi ích, xuất phát từ những tính toán đại cục lâu dài, xuất phát từ danh lợi, cách gọi bốn đại gia tộc bắt đầu là do những người ham chuyện xưng lên. Đến cuối cùng đã hình thành nên một kho tài sản chính trị vô hình, để đến hiện tại trở thành một cách xưng hô được ấn định. Trở thành thước đo thế lực một gia tộc có thể được liệt vào hàng ngũ những gia tộc đứng đầu trong cả nước hay không. Bốn đại gia tộc hiện nay đã in sâu vào lòng người, trong vận mệnh chính trị trong nước, đã có được sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Sức ảnh hưởng chính là lợi ích chính trị, kinh tế và chính là sự bảo lãnh thu cả hai danh và lợi. Sau khi vành kinh tế Bắc Kinh lớn được khởi công, phỏng chừng cũng có thể hình thành xung quanh thủ đô một vành kinh doanh có quy mô trên hàng tỷ tệ. Quy mô tiền tỷ. Ai không động lòng chứ? Phó Tiên Phong hao tâm tổn sức dùng 20 tỷ của mình, cái mà y mong muốn cũng chính là mấy tỷ lợi nhuận. Quy mô tiền tỷ không thể nói có thể mang đến bao nhiêu cơ hội nghề nghiệp, tạo nên bao nhiêu nhà triệu phú, riêng việc xây dựng cơ sở, sự đầu tư tài chính của địa phương, chỉ riêng tác dụng phóng kích và kéo động của mấy việc đó đã không thể tính toán nổi. Càng không cần nhắc đến sau khi nền chính trị của tỉnh Yến do đó mà được nâng cao, một bước trở thành một tỉnh mạnh về chính trị. Từ đó sẽ tạo ra không ít các cán bộ và ủy ban trung ương, thậm chí là quan chức cao cấp quốc gia, đủ các kiểu khiến cho bốn đại gia tộc đều động lòng. Bởi vì ai nắm được cơ hội tại tỉnh Yến thì có thể thăng hạng trong bốn đại gia tộc. Cho dù là xếp hạng cuối như nhà họ Phó cũng có thể mượn cơ hội này mà nhảy lên xếp thứ nhất. Nếu ai chẳng may bỏ lỡ cơ hội, chẳng những sẽ bị thua xa nhà khác, mà còn có khả năng bị đẩy ra khỏi trong bốn đại gia tộc, hoàn toàn suy bại. Hiện tại bốn đại gia tộc đã không còn là hư danh nữa, mà là thứ có thể mang lại lợi ích thiết thực cực lớn cho từng nhà. Ai cũng không muốn mình bị xóa tên, hoặc bị người khác quên lãng. Hạ Tưởng liền đoán được ông cụ Mai đang nói cho hắn nghe về bí mật đằng sau của bốn đại gia tộc. Tuy rằng, ông cụ Mai sẽ không tiết lộ ra bí mật đích thực, nhưng cũng coi như ông là người đầu tiên chính thức nói ra mối quan hệ giữa thanh danh và lợi ích của bốn đại gia tộc, khiến Hạ Tưởng mở mang được không ít. Đồng thời cũng cảm nhận được chỗ hơn người và đạo làm người của ông cụ Mai. Ông cụ Mai chú ý dùng chân thành đối xử với người. Ít nhất là đối với hắn đã thật lòng đối đãi. Của cải vô hình không phải là mục đích, mà chuyển hóa của cải vô hình thành hữu hình mới là mục đích. Ông cụ Mai nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của Hạ Tưởng, trong lòng cảm thấy vui mừng. Khổ tâm của ông coi như là không uổng phí, cuối cùng cũng làm động lòng được Hạ Tưởng. Hiện tại, thanh danh của bốn đại gia tộc càng ngày càng lớn, ảnh hưởng ngày càng rộng. Theo đó mà đạt được lợi ích cũng càng lúc càng nhiều. Lợi ích càng lớn thì càng làm cho con người ta không muốn buông những thứ đến tay, ha ha, nói thật, tiểu Hạ, ông già rồi, vốn không muốn màng chuyện thế gian, nhưng kiến nghị về vành kinh tế Bắc Kinh lớn vẫn khiến cho ông già này cũng phải bận tâm mà ngồi không yên. Lúc trước ông yêu cầu Thái Bình đến tỉnh Yến, chủ yếu là thấy được tỉnh Yến cách thủ đô không xa. Nó về nhà cũng dễ dàng hơn, mà điều về cũng dễ. Không nghĩ đến đi bậy đi bạ lại đi đúng bước,
Vốn ý định của ông là muốn cho Thái Bình lăn lộn tại tỉnh Yến 2 năm, khi thời cơ đã chín mùi thì sẽ quay về thủ đô. Nhưng hiện tại xem ra, nó cần phải ở lại tỉnh Yến, càng lâu thì lại càng tốt. Ông cụ Mai vòng vo một hồi, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Tuy nhiên, Thái Bình một mình ở tỉnh Yến thân cô thế cô. Nếu trưởng ban thư ký tỉnh ủy và nó có chung một tiếng nói thì chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Hạ Tưởng nao nao, hắn bỗng chốc không hiểu được ý tứ của ông cụ Mai. Ông là muốn sau khi nhà họ Khâu có được vị trí trưởng ban thư ký thì sẽ liên kết với Mai Thái Bình, hay là muốn nói nhà họ Mai chuẩn bị tấn công vị trí trưởng ban thư ký? Nếu là vế trước thì còn dễ nói, nếu là vế sau thì hơi phiền toái rồi. Sau đó lại nghĩ, Hạ Tưởng không khỏi cảm thấy đau đầu. Vừa rồi ông cụ Mai rất kiên nhẫn khi nói cho hắn biết một loạt vấn đề liên quan đến bốn đại gia tộc. Nếu chỉ muốn nói đến sau khi người của nhà họ Khâu nắm được chức trưởng ban thư ký và ít nhiều hỗ trợ, hợp tác với nhà họ Mai thì không đáng mất nhiều công sức nói với hắn nhiều như vậy. Xem ra, ông cụ Mai cũng động lòng với chức trưởng ban thư ký. Hạ Tưởng trong chốc lát không biết trả lời ông cụ Mai như thế nào. Từ lợi ích cá nhân hắn, thì trong bốn đại gia tộc, ngoại trừ nhà họ Phó, ba đại gia tộc còn lại muốn vị trí thế lực tại tỉnh Yến thì hắn sẽ không ngăn cản, đồng thời cũng vui vẻ giúp đỡ. Với thực lực của các nhà này cùng với vị trí địa lý quá gần với thủ đô, tỉnh Yến luôn như một bàn nhảy được rất nhiều cán bộ cũng như các quan chức trong Ủy ban Trung ương lựa chọn đầu tiên. Hiện tại, tuy rằng tỉnh Yến không còn được coi là bàn nhảy nữa mà là tranh giành lợi ích lâu dài, nhưng trên thực tế vẫn là giống nhau. Qua việc xem xét mối quan hệ hỗ trợ mật thiết khó phân tách giữa tỉnh Yến và thủ đô, kèm theo vành kinh tế Bắc Kinh lớn càng ngày càng bị nhiều người biết, từ đó tỉnh Yến trở thành nơi giao tranh cho các thế lực khắp nơi. Hạ Tưởng xuất phát từ góc độ tư lợi mà nói, trong chính trị được chú ý nhất chính là cân bằng và giới hạn. Một nhà không thể nắm giữ vị trí độc tôn lâu dài, cũng sẽ không phù hợp với xã hội ngày càng hiện đại. Cũng chỉ có một vài nhà đạt đến một mức cân bằng ổn định, thì hắn ở giữa mới thu được lợi ích lớn nhất. Về công mà nói, cũng chỉ có mấy nhà cân sức ngang tài với nhau, mỗi nhà có được cái mình muốn và hạn chế lẫn nhau, mới có thể bảo đảm sự yên ổn, đoàn kết của tỉnh Yến, mới có thể giúp tỉnh Yến liên tục ổn định mà phát triển kinh tế. Bất luận một nhà nào độc tôn tại tỉnh Yến thì cũng đều là cục diện mà hắn không muốn thấy. Hơn nữa, về lâu về dài, chỉ sợ bên trên cũng có người không muốn thế lực gia tộc ngày càng lớn mạnh, cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của toàn cục diện chính trị. Nhưng từ lợi ích gia tộc mà suy xét thì ai cũng đều muốn có một nhà chiếm vị trí độc tôn. Cho dù không thể làm được đến mức một gia tộc độc tôn thực sự, nhưng cũng đều muốn tận hết sức đè đầu người khác. Nhà họ Mai động lòng với chức trưởng ban thư ký, tuy rằng khiến Hạ Tưởng hơi giật mình nhưng suy nghĩ cẩn thận thì cũng hợp tình hợp lý. Trưởng ban thư ký và bí thư tỉnh ủy bởi vì quan hệ công việc, qua lại chặt chẽ, lại là nhân vật đại quản gia của tỉnh ủy, tuy rằng ngoài mặt thì thực quyền không lớn, nhưng trên thực tế lại quản lý một mặt bằng rất rộng, cũng rất dễ dàng thiết lập được mạng lưới quan hệ tại tỉnh ủy. Cộng thêm có Mai Thái Bình trong ban tổ chức cán bộ, nhà họ Mai mà có thể có được chức trưởng ban thư ký thật, một trưởng ban thư ký có thể chu toàn mọi việc cho bí thư tỉnh ủy, một trưởng ban tổ chức cán bộ nắm quản lý vô số các mũ quan chức, thế lực của nhà họ Mai ở tỉnh Yến sẽ được bành trướng.